Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 111. Vô tận chi hỏa tiến giai đến cổ hỏa cấp độ, đây là Tiêu Phàm chưa từng nghĩ tới, chỉ ít nguyên bản coi là trong thời gian ngắn không có khả năng hoàn thành. Nhưng mà hiện tại, vô tận chi hỏa dĩ nhiên thật tiến giai. Tiêu Phàm biết rõ, tất cả những thứ này vẫn phải là ích với hắn tu luyện đạo hỏa hồng lô điển, đạo hỏa hồng lô điển có vẻ như so với hắn tưởng tượng càng thêm bất phàm. Tại Tiêu Phàm áp chế xuống, trên người hắn hỏa diễm chậm rãi thu liếm, cuồng bạo khí tức cũng lắng lại không ít. Tại hắn đỉnh đầu, cái kia kim sắc hỏa diễm động thiên lại là có biến hóa mới, động thiên chung quanh vẫn là kim sắc, sáng loá, nhưng là trung ương vị trí, lại là biến thành hắc sắc. Thậm chí, cái kia màu đen bên trong, còn kèm theo một chút điểm sáng màu vàng óng, giống hệt đầy trời tinh thần đồng dạng, tô điểm trong đó. Cho dù là Tiêu Phàm tự thân, cũng cảm thấy vô tận động thiên nội bộ đáng sợ. Hắn tự tin, cái này vô tận động thiên, nếu như là đối phó cổ thần cảnh tiền kỳ, tuyệt đối có thể lập tức bốc hơi, thậm chí ngay cả bình thường cổ thần cảnh trung kỳ cường giả, cũng chưa hẳn có thể đối phó được. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm trên người hỏa diễm khí tức sốt cục bình tĩnh lại, nếu như không phải chung quanh hắn nham tương hải vẫn như cũ, Tiêu Phàm chính mình cũng sẽ cảm thấy có chút mộng ảo. Lấy ta hiện tại lực lượng, nếu như lần nữa đối mặt thi hoàng tử, phần thắng hẳn là lớn không ít, lại tăng thêm thể chất lực lượng, cho dù cổ thần cảnh trung kỳ, ta cũng có thể chiến thắng, thậm chí chém giết. Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm, hắn đối bản thân thực lực xem như có một cái rõ ràng nhận biết. Về phần cụ thể như thế nào, chỉ có ở trong chiến đấu kiểm nghiệm. Lập tức Tiêu Phàm lại tinh luyện một cái hồn thiên tinh hỏa toa, bây giờ vô tận chi hỏa đột phá đến cổ hỏa cấp độ. Hồn thiên tinh hỏa toa uy năng tự nhiên lại muốn cường đại rất nhiều. Nếu như dùng hồn thiên tinh hỏa toa chạy đi, tốc độ chỉ ít nhanh gấp mấy lần. Bất quá đối với Tiêu Phàm tới nói, to lớn nhất thu hoạch thì là rõ ràng vô tận chi hỏa tiến giai điều kiện, chỉ có lấy được càng thêm cường đại hỏa diễm, dùng đạo hỏa hồng lô điển luyện hóa, liền có thể nhường vô tận chi hỏa biến càng thêm cường đại. Không biết tại sao, Tiêu Phàm cảm thấy hiện tại vô tận chi hỏa đã cùng nguyên lai vô tận chi hỏa đã có rất lớn khác biệt, thậm chí cũng đã không thể xưng là vô tận chi hỏa. Ý niệm khẽ động, hắn đỉnh đầu vô tận động thiên biến mất, nhìn chung quanh nham tương hải liếc mắt, thân hình lóe lên liền lập tức biến mất. Mấy tức trước đó, Tiêu Phàm vị trí động phủ ngoại vi, xuất hiện không ít thân ảnh, bọn họ đều là cảm nhận được cỗ kia cuồng bạo hỏa diễm chi lực, lúc này mới dò xét mà tới. Ở nơi này phiến khu vực mới đúng a. Làm sao đột nhiên không có hỏa diễm lực lượng ba động đây? Có người nghi hoặc mở miệng nói. Những người khác cũng là không hiểu kinh ngạc, bọn họ tìm hỏa diễm ba động mà tới, có thể đột nhiên đến nơi này liền không có. Cấp độ kia năng lượng ba động, nhất định là khác thường bảo xuất thế, khả năng có người cũng đã nhanh chân đến trước. Lại có người trầm ngâm nói. Đám người gật gật đầu, cũng chỉ có cái này giải thích, mới có thể nói được thông. Nếu không cái kia hỏa diễm năng lượng ba động không có khả năng không hiểu kỳ diệu biến mất. Hồng hộc, cũng đúng lúc này, đám người ở dưới sơn phong, một vệt sáng trùng thiên mà lên, đó là một đạo vô địch kiếm khí, xông thẳng cửu tiêu, nhưng đem đám người dọa cho phát sợ. Một người, rút lui quá trình bên trong, đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái hắc bào thanh niên từ mặt đất trùng thiên mà lên, chuồn dây lát liền xuất hiện ở đám người phía trước cách đó không xa. Đám người ánh mắt đang đối mới trên người đánh giá vài lần, sau đó nhìn nhau cười một tiếng, bỗng nhiên đem hắc bào thanh niên vây quanh ở trung gian. Tiểu tử, đem đồ vật giao ra đến, bậc này dị bảo không phải ngươi có thể nắm giữ. Trong đó một cái bạch bào nam tử mở miệng nói, nhìn thấy đối phương một người, hai đầu lông mày đều là vẻ ngạo nhiên, tựa như cao cao tại thượng vương giả, quan sát một con rau kích kiến hôi. Hắc bào thanh niên thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Đối phương cùng sở hữu 8 người, mạnh nhất cũng chính là cái kia bạch bào nam tử, thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Mặt khác còn có hai cái thiên thần cảnh đỉnh phong, cái khác đều là thiên thần cảnh hậu kỳ, bất quá, dạng này thực lực hiển nhiên còn không có thả ở trong mắt hắn. Không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là Tiêu Phàm, chỉ cần nói ra Tiêu Phàm hai chữ, đoán chừng liền có thể dọa chạy những người này. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không có phản ứng bọn họ dự định. Quay người liền chuẩn bị rời đi, hắn ở trong này căn bản không lấy được cái gì dị bảo,
chỉ là hắn tu luyện tạo thành dị động, nhường bọn họ hiểu lầm mà thôi. Nếu như không phải trên người hắn vô chủ mệnh nguyên đã đủ nhiều, những người này đoán chừng đã là một chút người chết. Dừng lại, bạch bào nam tử nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên chuẩn bị rời đi, tức khắc hét lớn một tiếng, nhất là Tiêu Phàm trên mặt cái kia vẻ khinh thường, càng là chọc giận tới bạch bào nam tử. Theo lấy bạch bào nam tử một tiếng quát như sấm, mấy người lách mình ngăn cản Tiêu Phàm đường đi, sát khí tập trung vào Tiêu Phàm. Cút ngay, Tiêu Phàm bước chân không có bất luận cái gì dừng lại, lạnh lùng phun ra một câu. Nói câu không tốt nghe, những người này liền nhường hắn động thủ tư cách đều không có, nếu không mà nói, Tiêu Phàm cũng không ngại thử xem bản thân mới nhất thuế biến vô tận động thiên lực lượng. Ha ha, tiểu tử này nói cái gì? Hắn để cho chúng ta cút ngay, ta sẽ không nghe lầm a. Một người đều như thế điên cuồng, ngươi cho rằng ngươi là Tiêu Phàm sao? Hắn muốn là Tiêu Phàm, ta liền là Tiêu Phàm cha của hắn. Ha ha, ta nếu là có dạng này vô tri ngốc nhi tử, trực tiếp cắt cổ. Tiểu tử, ngươi vận khí không tốt, đụng phải chúng ta Thất Tinh phủ Bát Kiệt, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Những người kia không những không giận mà còn cười nhìn xem Tiêu Phàm, trong ngôn ngữ đều là khinh thường cùng vẻ khinh miệt, bọn họ 8 người, yếu nhất đều là thiên thần cảnh hậu kỳ, còn có 3 cái thiên thần cảnh đỉnh phong. Mà đối diện Tiêu Phàm chỉ có một người, bọn họ chỗ nào cần e ngại. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, nghe được phía trước câu nói kia, hắn trong lòng ngược lại là hơi hơi kinh ngạc, bản thân danh hào, chẳng lẽ cũng đã trở thành cuồng vọng đại danh từ sao? Chẳng qua là làm hắn nghe được phía sau câu nói kia lúc, Tiêu Phàm trong lòng chán phóng một cỗ lạnh lùng sát ý, nhục hắn Tiêu Phàm cũng liền bình thường, vậy mà còn nhục hắn phụ thân, đây không phải hắn có thể dễ dàng tha thứ. Một nhóm tự tìm cái chết đồ vật, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng. Bang, đột nhiên, một đạo trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên, lập tức chỉ thấy đầy trời kiếm khí tại hư không loạn xạ, giống như chớp lóe đồng dạng, không có bất kỳ quy luật gì có thể nói. Nhưng mà, những người kia tiếng cười lại là két két mà dừng, bọn họ trên mặt mặc dù vẫn như cũ duy trì thiếu dung, nhưng lại phát không lên tiếng đến. Ngay sau đó quỷ dị sự tình phát sinh, chỉ thấy mấy người trên người đột nhiên bị mấy đạo chớp lóe xẹt qua, sau đó bị cắt thành mấy phiến, máu tươi phun ra ngoài, hóa thành nồng đậm huyết khí bao phủ hư không. Chỉ có cái kia bạch bào nam tử cách nhau tương đối xa xôi, trốn khỏi một kiếp, cái khác 7 người toàn bộ đều chết oan chết uổng. Tất cả những thứ này, vẻn vẹn phát sinh trong nháy mắt thời gian bên trong mà thôi, đạo kia chớp lóe đến nhanh, đi cũng nhanh, thậm chí Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng chắp tay, lộ ra phong khinh vân đạm, tựa như chưa bao giờ xuất thủ qua một dạng. Làm sao có thể, bạch bào nam tử run rẩy không thôi, nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, thân thể đều tựa như không nghe sai khiến đồng dạng, sụi lơ tại hư không, thiếu chút nữa thì rơi xuống. Thất Tinh phủ Bát Kiệt. Tiêu Phàm hờ hững nhìn xem đi đứng mỏi như bạch bào nam tử, trong giọng nói đều là miệt thị ý. Mặc dù hắn không nói ra, nhưng hắn ý tứ quá rõ ràng bất quá, chỉ các ngươi dạng này phế vật, cũng dám xưng là Bát Kiệt. Đây quả thực liền là có nhục Bát Kiệt tên. Tha mạng, tha mạng. Bạch bào nam tử thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống tới, đối phương một kích miểu sát thất đại thiên thần cảnh cường giả, dạng này biến thái thực lực, căn bản không phải hắn có thể địch. Tiêu Phàm thu hồi những cái kia mệnh cách thần tinh cùng thần cách, lúc này mới nhàn nhạt nhìn xem kinh khủng không thôi bạch bào nam tử nói, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta là ai không? Tiêu Phàm mang theo nghiền ngẫm nhìn xem bạch bào nam tử, rất có một tia trào phúng ý vị. Bạch bào nam tử ngốc trệ lắc lắc đầu, run giọng nói, tại hạ có mắt không biết Thái Sơn, đắc tội các hạ, mong rằng tha ta một mạng. Hiện tại hắn chỉ còn lại sợ hãi. Nơi nào sẽ nhận ra Tiêu Phàm đến? Nếu như hắn có thể bình tĩnh trở lại, suy nghĩ rất gần một chút sự tình, có lẽ có thể nghĩ đến Tiêu Phàm, dù sao, hắn thế nhưng là gặp qua Tiêu Phàm chân dung. Ta gọi Tiêu Phàm, Tiêu Phàm lầm bầm lầu bầu phun ra mấy chữ. Tiêu Phàm, bạch bào nam tử nghe vậy, con người kịch liệt co rút lại, tựa như gặp được cái gì hoảng sợ sự tình đồng dạng, đầu không ngừng ở không trung đập lấy, tựa như muốn dùng hết toàn lực một dạng. Hắn trong lòng lại là thầm mắng không thôi, bản thân làm sao gặp được cái này hung thần đây. Đây chính là liền Huyền Bạch Y đều dám giết chết người a, đừng nói bọn họ chỉ là Thất Tinh phủ Bát Kiệt, liền xem như thập đại thiên tài đều giết không tha.
thua thiệt bọn họ còn tự báo danh tiếng, ở trước mặt Tiêu Phàm diễu võ dương oai. Giờ khắc này, bạch bào nam tử muốn chết tâm đều có, hắn hiện tại chỉ có thể xin khoan dung, hy vọng đối phương khinh thường với hắn người như vậy, có thể tha cho hắn một mạng. Ngươi biết rõ ta vì cái gì không giết ngươi sao? Tiêu Phàm không có để ý tới bạch bào nam tử chấn kinh, nói ra. Bạch bào nam tử đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng lắc lư, hắn trong lòng lại là vô cùng may mắn Tiêu Phàm thủ hạ lưu tình, nếu không vừa mới cái kia nghịch loạn chi kiếm liền đã muốn mạng hắn. Tất nhiên Tiêu Phàm tha hắn một mạng, vậy liền nói rõ hắn có sống sót cơ hội. Đúng rồi, các ngươi thất tinh phủ thiếu phủ chủ kêu cái gì kia mà? Tiêu Phàm đột nhiên hỏi một cái không liên quan nhau vấn đề. Hạc Thanh Bách, bạch bào nam tử nghĩ đều không nghĩ nói ra, hiện tại hắn chỉ lo cùng tính mạng mình, chỗ nào còn tại vượt cái khác. Mang ta tìm tới hắn, tha cho ngươi khỏi chết, Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí không cho phép phủ định. Bạch bào nam tử mặt lộ gian nan, nhưng hắn hãm hại thất tinh phủ thiếu chủ, hiển nhiên so giết hắn còn nhường hắn khó có thể lựa chọn. Yên tâm, ta không giết hắn. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Bất quá cái này thiếu dung tại bạch bào nam tử nhìn đến, lại giống như ma quỷ mặt cười, đáng sợ đến cực điểm. Nhìn thấy bạch bào nam tử vẫn như cũ còn có chút do dự, Tiêu Phàm trên mặt thiếu dung lập tức biến mất, chiếm lấy là vô tận băng lãnh, nói, ngươi không mang theo ta đi tìm hắn, có là người mang ta đi tìm, bất quá, nếu là thất tinh phủ thiếu chủ chết rồi, bọn họ đều sẽ biết rõ là các ngươi thất tinh phủ bát kiệt làm. Ngươi, bạch bào nam tử kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn lúc này mới phát hiện, Tiêu Phàm so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Không muốn cho mặt không biết xấu hổ, chỉ ngươi dạng này không có chút nào cốt khí mặt hàng, giết người ta đều ngại ộ uế tay. Tiêu Phàm một cước đá vào bạch bào nam tử trên người. Bạch bào nam tử bay ngược mà ra, hắn chỉ cảm giác toàn thân xương cốt đều bể nát đồng dạng, toàn thân kịch liệt run rẩy. Hắn khẽ cắn môi, gian nan đứng dậy, thân thể lung la lung lay. Hoảng rô sóc sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Tốt, ta dẫn người đi. Sau nửa ngày, bạch bào nam tử lúc này mới chịu thua, lúc này, nơi xa truyền đến một đạo thanh âm. Hạc Hàn, các ngươi như thế ra ngoài lâu như vậy, muốn cho bản thiếu ở chỗ này đến lúc nào? Chỉ thấy cả người khoác chiến bào màu trắng thanh niên đạp không mà tới, rơi vào bạch bào nam tử cách đó không xa. Khi hắn nhìn thấy bạch bào nam tử trên người vết thương lúc, lạnh lẽo con người bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa Tiêu Phàm, giờ phút này Tiêu Phàm đang bị huyết phụ lượn lờ, khuôn mặt nhìn không phải rõ ràng. Hạc Hàn, là hắn đã thương ngươi. Những người khác đây, chiến bào màu trắng thanh niên lông mày hơi nhíu, trên người sát phạt chi khí bỗng nhiên bộc phát ra. Thiếu chủ, bạch bào nam tử Hạc Hàn kinh ngạc nhìn xem người tới, trong mắt tràn đầy sợ hãi và vẻ áo não. Nơi xa Tiêu Phàm nghe được Hạc Hàn lời nói. Trên mặt đột nhiên lại lộ ra tiếu dung, người liền là Hạc Thanh Bách. Hạc Hàn dù sao cũng là thất tinh phủ bát kiệt, liền hắn đều muốn tôn xưng một tiếng thiếu chủ người, nghĩ đến cũng chỉ có thất tinh phủ thiếu phủ chủ Hạc Thanh Bách. Ngươi là người nào? Chiến bào màu trắng thanh niên con người băng lãnh, quét Tiêu Phàm liếc chung quanh, lại nhìn thấy Hạc Hàn trên mặt hoảng sợ, hắn bỗng nhiên hiểu cái gì. Sau đó hắn đột nhiên từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Quanh thân đột nhiên chán phóng từng đạo dị dạng quang mang, giống như vô số tinh thần lượn lờ đồng dạng, phát ra vô cùng đáng sợ khí thế hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Ngay cả ta người ngươi đều dám giết, ta xem ngươi là chán sống rồi. Hạc Thanh Bách lạnh như băng phun ra một câu. Hắn dù sao cũng là một phủ thiếu chủ, mặc dù so ra kém thập đại thiên tài, nhưng thực lực cũng chỉ ít cùng Thanh Minh tương xứng, sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình người bị người khác chém giết đây. Đánh chó còn nhìn chủ nhân, người trước mắt liên sát bản thân 7 người, hơn nữa còn là ở ngoài sáng biết bản thân thân phận điều kiện tiên quyết, cái này khiến Hạc Thanh Bách sốt cuộc không cách nào tiếp nhận cỗ này lửa giận. Hạc Hàn nhìn thấy, trên mặt lóe qua một tia sợ hãi, tựa như dùng hết toàn lực đồng dạng hét lớn, thiếu chủ, chạy mau, hắn là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, quản hắn cái gì Tiêu Phàm, giết ta thất tinh phủ. Hạc Thanh Bách một mặt coi thường nói, bất quá lời còn chưa dứt. Hắn thanh âm két két mà dừng. Lập tức đề phòng nhìn xem Tiêu Phàm, dù là hắn che giấu rất tốt, đáy mắt chỗ sâu cũng có lấy một tia sợ hãi. Tiêu Phàm là người nào, đây chính là liền Huyền Bạch Y đều dám giết chết,
thậm chí có thể ép thi hoàng tử một đầu nhân vật A. Những ngày qua, Tiêu Phàm thanh danh sớm đã truyền khắp cổ địa, cơ hồ không ai không biết, không người không hiểu, người bình thường nghe được Tiêu Phàm hai chữ này, liền tựa như gặp được sát thần một dạng. Cho dù hắn Hạc Thanh Bách là một phủ thiếu chủ, cũng không dám ở trước mặt Tiêu Phàm diễu võ dương oai. Các hạ, việc này có phải hay không còn có hiểu lầm gì đó? Hạc Thanh Bách ngữ khí lập tức tới một cái 180 độ chuyển biến. Tiêu Phàm chỉ là cười tủm tỉm đứng ở cái kia, cũng không có trả lời Hạc Thanh Bách lời nói, bất quá cho dù như thế, Hạc Thanh Bách lại có loại không rét mà run cảm giác. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiêu huynh, có phải hay không bọn hắn đắc tội ngươi, ta hiện tại liền giết hắn, thay Tiêu huynh giải hận như thế nào? Hạc Thanh Bách lại tiếp tục nói. Trước kia hắn cảm thấy Tiêu Phàm bất quá như thế, nhưng hiện tại chân chính nhìn thấy, mới phát hiện Tiêu Phàm chân chính chỗ kinh khủng. Hắn có loại cảm giác, cho dù bản thân toàn lực chạy trốn, cũng không nhất định có thể đào thoát được, đây cũng là hắn không có lập tức thoát đi nguyên nhân. Hạc Hàn nghe vậy, trên mặt lộ ra sợ hãi, chính hắn vì bảo hộ Hạc Thanh Bách, dù là liên mệnh đều có thể không để ý. Nhưng hắn không nghĩ đến, Hạc Thanh Bách dĩ nhiên trực tiếp muốn giết hắn, đến nhường Tiêu Phàm cho hả giận. Một sát na này, Hạc Hàn tâm cũng đã thật rét lạnh. Hạc Hàn đúng không? Tiêu Phàm ánh mắt đột nhiên rơi vào Hạc Thanh Bách trên người, nói, ngươi hiện tại có phải hay không rất hối hận, mất đi duy nhất có thể sống sót cơ hội. Hạc Hàn toàn thân run rẩy không thôi, hắn quả thật có chút hối hận, sớm biết rõ nên đáp ứng Tiêu Phàm đi tìm Hạc Thanh Bách. Thế nhưng là hiện tại, hối hận còn kịp sao? Quả nhiên là các ngươi thất tinh bát kiệt đám này tạp toái đắc tội Tiêu huynh, còn chưa cút tới lấy cái chết tạ tội. Hạc Thanh Bách phẫn nộ nhìn xem Hạc Hàn, một cỗ lạnh lẽo sát ý tập trung vào Hạc Hàn. Hạc Hàn hai mắt đỏ bừng, như một đầu khát máu giống như dã thú nhìn xem Hạc Thanh Bách, thiếu chút nữa thì không xông đi lên cùng hắn liều mạng. Ngươi nghĩ thí chủ hay sao? Hạc Thanh Bách nhìn thấy Hạc Hàn bộ dáng, gầm thét một tiếng, lập tức nhìn về phía Tiêu Phàm cười nói, Tiêu huynh, ta đây liền giết hắn, để tiết ngươi trong lòng mối hận. Không, ta cũng không muốn đòi mạng hắn. Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười một tiếng, nói ta chỉ là muốn cùng ngươi mượn một vật. Thứ gì? Hạc Thanh Bách không cần nghĩ ngợi hỏi. Mượn mạng ngươi, Tiêu Phàm cười nhạt phun ra một câu. Mượn mạng ngươi, Tiêu Phàm nói mười phần nhẹ nhõm, trên mặt thậm chí còn mang theo một nụ cười, nhưng lại cho người có loại không rét mà run cảm giác. Tiêu huynh hẳn là nói đùa. Hạc Thanh Bách biến sắc, cưỡng ép mang theo nụ cười nói, hắn thân thể không tự giác hướng hậu phương thối lui, làm xong tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Ngươi nhìn ta giống là ở đùa giỡn hay sao? Tiêu Phàm từng bước một hướng đi Hạc Thanh Bách, trên người khí thế cũng nhanh chóng kéo lên. Chạy, Hạc Thanh Bách trong lòng quát khẽ một tiếng, chuyển thân hóa thành một vệt sáng liền hướng lấy chân trời lao đi. Hắn tốc độ rất nhanh, không thể không nói, thân làm một phủ thiếu chủ, hắn thực lực quả thật không tệ, cho dù không bằng Huyền Bạch Y, vậy cũng chênh lệch không lớn. Bất quá, chỉ bằng hắn dạng này thực lực, muốn từ Tiêu Phàm trong tay đào tẩu, không khác thiên phương dạ đàm. Tiêu Phàm ở nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, liền cũng đã ngăn cản Hạc Thanh Bách đường đi, Thái Huyền Thần Du Bộ đệ nhị trọng tốc độ cũng đã không thể so với cổ thần cảnh trung kỳ chậm. Nghịch loạn chi kiếm, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, cuồng bạo lực lượng từ trên người hắn tàn phá bừa bãi mà ra, vô cùng vô tận huyết sắc kiếm khí rảo sát lấy hư không, Hạc Thanh Bách lập tức bị bao phủ ở bên trong. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết ta? Hạc Thanh Bách toàn thân bị kiếm khí rảo sát, máu tươi bắn tung tóe, một mặt kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm. Giữa chúng ta xác thực không oán không cừu, nhưng ngươi vừa mới không phải cũng một dạng muốn giết ta sao? Huống hồ, hiện tại có thể hay là thiên thần bảng tranh đoạt tái, không phải sao? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Hạc Hàn bọn họ vừa đến đã muốn cướp hắn đồ vật, không cho còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Hạc Thanh Bách mới vừa tới nơi này, không hỏi xanh đỏ đen trắng, trước tiên liền nghĩ cho mình người xuất khí, đơn giản liền là cùng một ruột. Nếu như hắn Tiêu Phàm kỹ không bằng người, đã sớm chết đến rắc bảy không thể lại chết, chỗ nào còn có nói chuyện cơ hội. Huống hồ, chính như hắn nói, hiện tại có thể hay là thiên thần bảng tranh đoạt tái, giết người đoạt mệnh, không phải bình thường sao? Dựa vào cái gì chỉ có các ngươi những cái này thiên tài giết những cái kia bồi thi đấu người,
mà những người khác không thể giết các ngươi những cái này thiên tài đây. Đương nhiên, Tiêu Phàm sở dĩ đối Hạc Thanh Bách xuất thủ, có thể không chỉ có là vì cái kia mệnh cách thần tinh cùng thần cách, mà là có mưu đồ khác. Nếu không mà nói, Tiêu Phàm cũng không có khả năng lưu Hạc Hàn một mạng, hắn đều có thể diệt Hạc Hàn thất tinh phủ bát kiệt, đi thẳng một mạch, làm Hạc Thanh Bách đuổi đến lúc đó, cũng không phát hiện được hắn. Thả ta rời đi, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, như thế nào? Hạc Thanh Bách cắt thân thể tới Tiêu Phàm mạnh mẽ và kinh khủng, hắn nơi nào còn dám cùng Tiêu Phàm chém giết? Nếu như ta để ngươi từ bỏ đối phó U Vân Phủ, ngươi nguyện ý đáp ứng không? Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Hắn sở dĩ muốn tìm thất tinh phủ thiếu phủ chủ Hạc Thanh Bách, chính là vì mưu tính thất tinh phủ cùng cổ linh phái, nguyên bản coi như không ở trong này gặp gỡ, Tiêu Phàm ở trong mấy ngày kế tiếp, cũng sẽ cố ý đi tìm kiếm bọn họ. Nhưng hắn không nghĩ đến Hạc Hàn đám người đụng phải bản thân trên họng súng, ngược lại cũng miễn đi hắn một phen phiền phức. Ta chỉ bất quá là một cái nho nhỏ thiếu chủ, như thế nào có thể chi phối U Vân Phủ sự tình? Hạc Thanh Bách lắc lắc đầu nói, hắn cũng rốt cục minh bạch, Tiêu Phàm nghĩ lưu lại hắn là vì U Vân Phủ sự tình. Chỉ là hắn không minh bạch là, Tiêu Phàm tất nhiên không nghĩ thất tinh phủ đối phó U Vân Phủ, cái kia vì sao muốn giết bản thân đây, hắn không nên nịnh nọt bản thân, nhường bản thân đi cùng thất tinh phủ các trưởng lão cầu tình sao. Huống chi, lấy hắn thiên phú và năng lực, còn không có giống như thi hoàng tử như vậy, nắm giữ có thể chi phối một phủ năng lực. Ta biết rõ ngươi không có cái này năng lực, cho nên ta mới có thể mượn mạng ngươi dùng một lát. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Giết ta, U Vân Phủ chỉ có thể gặp thất tinh phủ vô tình trả thù, người nghĩ U Vân Phủ tiếp tục tồn tại, vậy càng là không có khả năng. Hạc Thanh Bách hét lớn. Tất cả những thứ này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu. Hắn trong lòng đã có sơ bộ kế hoạch, việc cấp bách, là lấy dưới Hạc Thanh Bách lại nói. Hừ, ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng ta nếu đi, ngươi còn ngăn không được ta. Hạc Thanh Bách biết rõ hôm nay tai kiếp khó thoát, dứt khoát cũng không cầu xin tha thứ. Một thoáng thời gian, trên người hắn chán phóng đáng sợ khí thế, hướng về Tiêu Phàm nộ sát mà đi. Nơi xa, Hạc Hàn nhìn thấy một màn này, thân hình chậm rãi hướng về hậu phương thối lui, hắn nghĩ tiếp lấy cái này khe hở rời đi nơi này, đột nhiên, một đạo bình thản thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Ngươi tốt nhất đừng vọng động, một phần vạn Hạc Thanh Bách chết rồi, có thể liền là ngươi tạo thành. Hạc Hàn nghe được Tiêu Phàm thanh âm, không khỏi dùng mình một cái, hắn không nghĩ đến, Tiêu Phàm cùng Hạc Thanh Bách chiến đấu, vậy mà còn có thể chiếu cố được hắn, chẳng lẽ Tiêu Phàm so tưởng tượng còn muốn cường đại. Nghe được lời này, Hạc Hàn thật không dám động, hắn xác thực sợ chết, nhưng hắn càng thêm sợ hãi bị người hãm hại, đến lúc đó không may có thể không chỉ là hắn. Còn có hắn người nhà, đây không phải hắn vui lòng nhìn thấy. Hạc Hàn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chiến đấu vị trí, nơi đó năng lượng cuồng bạo không thôi, một cái rộng lớn hắc sắc vòng xoáy bao vây lấy hư không, cực kỳ đáng sợ. Lấy Hạc Hàn thực lực, dĩ nhiên nhìn không thấu mảy may, đây mới là hắn càng kinh hãi sự tình. Hắc sắc vòng xoáy bên trong, hai đạo thân ảnh tại nhanh chóng đụng chạm, Hạc Thanh Bách càng đánh càng nhanh, hắn cảm giác mình hãm sâu tử địa. Thân thể lộ ra cố hết sức. Trên người hắn vết kiếm càng ngày càng nhiều, hắc sắc vòng xoáy bên trong ẩn chứa cỗ kia đáng sợ lực lượng, liền hắn đều ngăn cản không nổi, toàn thân máu me đầm đìa. Giống Hạc Thanh Bách dùng hết toàn lực gào thét, đột nhiên, ở sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện đầy trời tinh thần lượn lờ hắn, tựa như mở ra một cái thế giới khác một dạng. Đầy trời tinh thần chập chờn, hắn toàn thân lực lượng tăng vọt, rốt cục tránh thoát trói buộc. Chặn lại cỗ kia hung mãnh rảo sát chi lực. Tiêu Phàm, người cũng bất quá như thế. Hạc Thanh Bách mặt lộ dữ tợn, hắn thao túng tinh thần lực lượng, một quyền đấm ra một quyền, lờ mờ có thể nhìn thấy một đầu thông đạo thông hướng ngoại giới. Có đúng không? Lúc này, Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở Hạc Thanh Bách trước người, trong mắt lóe qua nồng đậm dị sắc. Không thể không nói, Hạc Thanh Bách thực lực quả thật không tệ, cùng hiện tại Thanh Minh hẳn là tương xứng, bất quá. Dạng này thực lực, muốn từ trong tay hắn đào tẩu, vẫn như cũ là không thể nào. Vừa vặn thử xem vô tận động thiên lực lượng, Tiêu Phàm trong lòng trầm ngâm nói. Ý niệm khẽ động, vô tận chi hỏa từ hắn thể nội mãnh liệt cuộn trào ra, hắn đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một ngụm hỏa diễm động thiên,
giống như một vòng húc nhật đồng dạng, đâm vào Hạc Thanh Bách căn bản không mở ra được hai mắt. Tiêu Phàm thân hình mà động, Vô Tận Động Thiên vừa mới tới gần Hạc Thanh Bách, Hạc Thanh Bách liền cảm giác thể nội lực lượng đang nhanh chóng xói mòn, phát huy, thậm chí, hắn da thịt cũng bắt đầu bốc cháy lên. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể như thế cường đại. Hạc Thanh Bách rốt cục sợ hãi, ở cái kia hỏa diễm động thiên trước mặt, hắn cả người đều cảm giác muốn phát huy đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Tiêu Phàm cũng thấy choáng mắt, Vô Tận Động Thiên uy lực có vẻ như vượt qua hắn tưởng tượng, vẻn vẹn mấy tức thời gian, Hạc Thanh Bách nhục thân liền đã ngàn kho trăm lỗ. Thậm chí, liền linh hồn cũng biến uể oải suy sụp, nếu như Vô Tận Động Thiên lại tới gần một chút, đoán chừng có thể đánh giết hắn linh hồn. Không phải ta quá mạnh, mà là ngươi cực kỳ yếu ớt. Tiêu Phàm thu liễm trong lòng chấn kinh, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh trở lại, lạnh lùng phun ra một câu. Ngươi cực kỳ yếu ớt. Hạc Thanh Bách kém chút không phun ra một ngụm lão huyết, hắn đường đường thất tinh phủ đệ nhất nhân, làm sao có thể dùng yếu chữ để hình dung. Không phải hắn Hạc Thanh Bách không mạnh, mà là Tiêu Phàm quá mạnh, hai người hoàn toàn không còn cùng một cái cấp độ. Hạc Thanh Bách không biết là, Tiêu Phàm so sánh ngày đó cùng Thi Hoàng Tử một trận chiến, biến càng thêm cường đại, hiện tại hắn cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch hoàn toàn là khác biệt một trời một vực. Mấy tức thời gian, Hạc Thanh Bách cũng đã lực lượng khô kiệt, cả người co quắp mềm ở trên mặt đất, thân thể nhiều chỗ bị Vô Tận Động Thiên đốt cháy, sâu đủ thấy xương. Tiêu Phàm, cho dù ta chết đi, ta thất tinh phủ sẽ không tha ngươi, U Vân phủ cũng đồng dạng được hủy diệt. Hạc Thanh Bách tự biết bản thân ngày giờ không nhiều, chỉ có thể dùng ngôn từ đến chọc giận cùng trả thù Tiêu Phàm. Ta lại không dự định giết chết ngươi. Tiêu Phàm một mặt im lặng nhìn xem Hạc Thanh Bách. Nghe được lời này, Hạc Thanh Bách ánh mắt hơi hơi sáng lên, đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua một vòng ánh sáng hy vọng, bất quá Tiêu Phàm tiếp xuống một câu, lại làm cho hắn triệt để tuyệt vọng. Mạng ngươi đối ta tới nói còn có trọng dụng, ta có thể không nỡ cứ như vậy lãng phí. Tiêu Phàm tiếp tục nói, lập tức trong con người bắn ra hai đạo lục sắc quang mang. Chủng ma chi thuật, theo lấy thoại âm rơi xuống, hai đạo lục sắc quang mang lập tức chui vào Hạc Thanh Bách não hải, lập tức Hạc Thanh Bách cả người biến vô cùng ngây dại ra. Tiêu Phàm thu hồi Vô Tận Động Thiên, hắn có thể không dám tiếp tục dùng Vô Tận Động Thiên đánh giết, cứ tiếp như thế, đoán chừng không dùng đến mấy hơi thở thời gian, liền có thể nhường Hạc Thanh Bách hóa thành kiếp cho. Giết chết Hạc Thanh Bách. Cái này cũng không phải Tiêu Phàm bản ý. Sau một lát, Hạc Thanh Bách thân thể chấn động, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ gối hư không, cung kính kêu lên, gặp qua chủ nhân. Đứng lên đi, Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi nhiệm vụ ta cũng đã nói cho ngươi biết, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Chủ nhân yên tâm, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Hạc Thanh Bách gật gật đầu, đứng dậy. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm triệt hồi thần thông ngự lực lượng, hắn mục đích cũng đã đi đến. Trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng tiếu dung. Nguyên bản Tiêu Phàm là muốn đối Hạc Thanh Bách thi triển chủng ma chi thuật đệ tam trọng, bất quá tại đã trải qua phó tam đao sự tình sau đó, Tiêu Phàm đối đệ tam trọng chủng ma chi thuật đã không phải là đặc biệt tự tin. Đệ nhị trọng chủng ma chi thuật nô lệ ý chí, lại có thể chân chính khống chế một người, chỉ là nhìn qua có chút ngốc trệ thôi. Hạc Thanh Bách đột nhiên từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, phía trên phát ra một cỗ đặc thù ba động. Tiêu Phàm một cái liền nhìn ra, cái này ngọc bội chính là một kiện nửa phong bế không gian pháp bảo, có thể so sánh hắn dùng hồn điêu điêu khắc muốn mạnh hơn nhiều. Chỉ thấy Hạc Thanh Bách lấy ra mấy cái đan dược nhét vào miệng, liền đem cái kia ngọc bội cho Tiêu Phàm, lập tức trên người hắn thương thế dĩ nhiên lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Sau một lát, Hạc Thanh Bách liền khôi phục nguyên dạng, nơi xa Hạc Hàn nhìn thấy Hạc Thanh Bách còn sống, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Tiêu Phàm không phải nghĩ giết hắn a, làm sao có thể tha Hạc Thanh Bách. Có thể sự thật liền là như thế, chỉ thấy Tiêu Phàm một tay vỗ Hạc Thanh Bách bả vai cười to nói, ha ha, Hạc huynh, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, cái này ngọc bội mặc dù là ngươi một phen tình nghĩa, nhưng ta không thể nhận. Tiêu huynh đây là xem thường ta sao, ta Hạc Thanh Bách đưa ra ngoài đồ vật, cho tới bây giờ không có thu trở về đạo lý. Hạc Thanh Bách lắc lắc đầu. Ngữ khí kiên định lạ thường. Tất nhiên như thế, vậy ta sẽ không khách khí. Tiêu Phàm cười cười, trực tiếp đem ngọc bội thu vào, một màn này, nhìn Hạc Hàn hoàn toàn trợn tròn mắt.
Nếu như hắn biết rõ Hạc Thanh Bách đã bị Tiêu Phàm khống chế, đoán chừng sẽ thầm mắng Tiêu Phàm ra mặt thật dày. Hạc Hàn, người cùng Tiêu Huynh ở giữa hiểu lầm đến đây thì thôi, nghe được không? Hạc Thanh Bách đột nhiên quay đầu, thần sắc băng lãnh nhìn xem Hạc Hàn nói. Là, thiếu chủ, Hạc Hàn mặc dù trong lòng 10 phần khó chịu Hạc Thanh Bách, nhưng là không thể không cắn răng gật gật đầu. Ai kêu Hạc Thanh Bách là thất tinh phủ thiếu chủ đây? Hắn một cái Hạc gia chi thứ đệ tử, không có bất luận cái gì địa vị có thể nói, nào dám phản bác Hạc Thanh Bách mệnh lệnh. Bất quá, Hạc Hàn luôn cảm giác Hạc Thanh Bách có chút không thích hợp, nhưng là chỗ nào không thích hợp lại không thể nói đến. Hạc huynh một câu sự tình, chỉ là không trách tại hạ trước đó quá lỗ mãng liền tốt. Tiêu Phàm cười khổ lắc lắc đầu, nói, vòng thứ nhất tranh tài còn có mấy ngày thời gian, chúng ta nếu không một đạo đi. Đang có ý này. Hạc Thanh Bách gật gật đầu, hai người rất có một loại quen biết hận muộn ý. Hạc Hàn nhíu mày, không biết nói cái gì, chỉ có thể đi theo Tiêu Phàm cùng Hạc Thanh Bách. Tiếp xuống hai ngày, Tiêu Phàm cùng Hạc Thanh Bách hai người khắp nơi đi dạo, ngẫu nhiên săn giết cái khác tu sĩ, chiếm lấy vô chủ mệnh nguyên. Tất cả những thứ này đều bị Hạc Hàn nhìn ở trong mắt, hắn trong lúc nhất thời không biết Tiêu Phàm trong đầu bán thuốc gì. Thậm chí cái khác tu sĩ cũng kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm thân làm U Vân phủ hắc mã, mà Hạc Thanh Bách lại là thất tinh phủ thiếu chủ, cả hai dựa theo đạo lý tới nói, hẳn là cứu nhân mới đúng, làm sao có thể sẽ đi đến cùng một chỗ đây. Có thể sự thật liền là như thế, Tiêu Phàm cùng Hạc Thanh Bách càng là lấy huynh đệ kết giao, hơn nữa liên sát chết cái khác tu sĩ lấy được vô chủ mệnh nguyên, đều giao cho Hạc Thanh Bách. Hạc Hàn lòng nghi ngờ, cũng chậm chậm biến mất, tất cả nhìn như 10 phần thuận lợi. Hạc Hàn cũng chờ lấy thiên thần bảng tranh đoạt tái ngày đầu tiên kết thúc. Ngày thứ tư, Tiêu Phàm ba người lại gặp được mấy cái tu sĩ, lấy ba người thực lực, rất nhanh liền giết đối phương mấy người. Hạc Thanh Bách cũng 10 phần thuận lợi đem tất cả mệnh cách thần tinh dung nhập bản thân mệnh cách thần tinh bên trong. Những ngày qua, thu hoạch không ít, còn phải cảm tạ Tiêu Phàm giúp ta một chút sức lực. Hạc Thanh Bách cười to nói. Ba ngày này thời gian. Hạc Thanh Bách lấy được vô chủ mệnh nguyên nhiều đến mấy chục đạo, tấn cấp vòng thứ hai trên cơ bản đã là sắt trên bảng đinh đinh sự tình. Huynh đệ ở giữa không cần khách khí, Tiêu Phàm lắc lắc đầu cười nói. Thiếu chủ, bọn họ ở đây bên trong, liền là bọn họ, mấy ngày nay chuyên môn săn giết ta cổ linh phái người, thiếu chủ nhất định muốn giết bọn họ, giúp chết đi huynh đệ báo thù. Giết bọn họ, đột nhiên, mấy đạo tiếng hét phẫn nộ từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó. 30-40 người từ phía chân trời gào thét mà tới, một mảnh đen kịt. Người chưa đến, cường đại khí thế cũng đã ép tới Hạc Thanh Bách cùng Hạc Hàn không thở nổi, Tiêu Phàm nhíu mày, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Rốt cuộc đã đến, Tiêu Phàm trong lòng khẽ cười một tiếng, tựa như ước gì những người này đến một dạng. Không tốt, là cổ linh phái người. Hạc Hàn nhìn thấy những người kia, sắc mặt đại biến, cả kinh kêu lên, công tử đi mau. Muốn đi. Chưa kịp Hạc Hàn bọn họ thoát đi nơi đây, 30-40 người bỗng nhiên đem Tiêu Phàm bọn họ vây quanh ở trung ương, toàn bộ đều sát khí nặng nề nhìn chằm chằm Tiêu Phàm bọn họ, hận không thể đem bọn họ ăn sống nuốt tươi một dạng. Hạc Thanh Bách, là ngươi. Những người này cầm đầu là một cái hắc sắc chiến giáp thanh niên, khi hắn nhìn thấy Hạc Thanh Bách thời khắc, sắc mặt lộ ra vẻ không thể tin. Chu Huyền, người đây là ý tứ gì? Hạc Thanh Bách nhíu mày lại. Đề phòng nhìn xem hắc sắc chiến giáp thanh niên. Người vừa tới không phải là kẻ khác, chính là cổ linh phái thiếu chủ Chu Huyền, cũng là cùng Thanh Minh đồng cấp bậc cường giả, một tông thiếu chủ, tương lai 8-9 phần 10 sẽ kế thừa nhất phái trưởng môn chi vị. Người hỏi ta ý tứ gì? Người cố ý săn giết ta cổ linh phái hơn 100 người, người hiện tại hỏi ta ý tứ gì? Chu Huyền sát khí bừng bừng nhìn xem Hạc Thanh Bách nói. Từ hắn ngôn ngữ bên trong. Có thể nhìn ra hắn cũng 10 phần kinh ngạc giết hắn cổ linh phái người lại là Hạc Thanh Bách, phải biết, thất tinh phủ cùng cổ linh phái cái này hai đại thế lực thế nhưng là âm thầm đã đạt thành một ít hiệp nghị a. Bọn họ đều chuẩn bị ở vòng thứ nhất đại tái bên trong bảo trì thực lực, tương lai cùng nhau đối phó U Vân Phủ. Dù sao, cái này hai đại thế lực cùng Thiên Thi Tông cùng Huyền Thiên Kiếm Tông so sánh, vẫn có nhất định chênh lệch, nếu như U Vân Phủ hủy diệt. Bọn họ chỉ có hợp tác, lại có thể lấy được lợi ích lớn nhất. Có thể hiện tại, ACS0D Hạc Thanh Bách dĩ nhiên chuyên giết cổ linh phái người, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Chu Huyền lại làm sao sẽ tin tưởng,
đồng dạng, hắn cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu như Hạc Thanh Bách chỉ là giết Cổ Linh phái mười mấy hai mươi người, Chu Huyền cũng sẽ không đặt ở trong lòng, dù sao hiện tại thế nhưng là thiên thần bảng tranh đoạt tái, tử thương không thể tránh được. Có thể ngắn ngủi mấy ngày bên trong, chết ở trong tay Hạc Thanh Bách Cổ Linh phái tu sĩ nhiều đến hơn trăm người, Chu Huyền lại làm sao có thể chẳng quan tâm đây. Hạc Hàn cảm nhận được Cổ Linh phái khí thế hung hăng bộ dáng, trong lòng trầm xuống, hắn ẩn ẩn đánh hơi được âm mưu vị đạo, không khỏi nhìn Tiêu Phàm một cái. Hắn cố ý kết giao Hạc Thanh Bách, sau đó chuyên môn săn giết Cổ Linh phái, chẳng lẽ là nghĩ châm ngòi hai đại thế lực ở giữa quan hệ. Hạc Hàn trong lòng giật mình. Nếu như nói trước đó hắn chỉ cảm thấy Tiêu Phàm thực lực đáng sợ, như vậy hiện tại, Hạc Hàn phát hiện, Tiêu Phàm mưu tính có vẻ như càng đáng sợ hơn. Cổ Linh phái cùng Thất Tinh phủ đều là cùng U Vân phủ liền nhau thế lực, mà còn chờ thiên thần bảng tranh đoạt tái sau khi kết thúc, đều chuẩn bị cùng nhau đối phó U Vân phủ. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm dĩ nhiên muốn từ nội bộ tan rã hai đại thế lực đồng minh, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Bất quá, Hạc Hàn vẫn như cũ không tin, Tiêu Phàm dễ dàng như thế liền có thể châm ngòi hai đại thế lực ở giữa đồng minh quan hệ. Dù sao, những cái kia giết chết người, cũng không nhất định đều là Cổ Linh phái đệ tử, mà là Cổ Linh phái cấp dưới thế lực tu sĩ. Ở trong mắt Cổ Linh phái, bọn họ cũng chính là một chút nắm giữ giá trị lợi dụng người mà thôi, chết cũng đã chết. Hơn nữa, hắn Hạc Hàn đều có thể phát hiện Tiêu Phàm âm mưu, hắn không tin Hạc Thanh Bách sẽ không phát hiện được. Ta giết chết người có thể không chỉ là Cổ Linh phái người, huống hồ người cũng đã giết, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối ta động thủ hay sao? Hạc Thanh Bách vẫn như cũ không sợ nhìn xem Chu Huyền, trong giọng nói thậm chí còn đều là nồng đậm khinh thường. Người liền là ta giết, thì tính sao? Chẳng lẽ người Chu Huyền vì những người kia, còn muốn giết ta hay sao? Tốt một cái người cũng đã giết, hôm nay coi như không giết ngươi, ta cũng muốn để ngươi minh bạch, ta Cổ Linh phái người không phải dễ giết như vậy. Chu Huyền phẫn nộ nhìn xem Hạc Thanh Bách. Nếu như không phải sợ xé bỏ hai đại thế lực đồng minh, Chu Huyền là tuyệt đối không có khả năng buông tha Hạc Thanh Bách. Hạc huynh, người này kỳ kỳ oai oai, ta thay ngươi giết hắn chính là. Lúc này, một mực trầm mặc Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí băng lãnh đến cực điểm. Ngươi tính thứ gì, nơi này có ngươi nói chuyện phần sao? Chu Huyền không nghĩ đến Hạc Thanh Bách một cái thuộc hạ cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói giết bản thân, không khỏi giận tím mặt. Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra hai chữ. Ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. Những cái này Cổ Linh phái người, hắn là thật muốn giết, giữ lại bọn họ, tương lai cũng đồng dạng sẽ đối U Vân phủ bất lợi. Tiêu Phàm, cái gì đồ chơi? Chu Huyền khinh thường nói, bất quá có câu nói chưa vừa dứt, hắn con người mạnh mẽ co lại. Tiêu Phàm tên, đây chính là như sấm bên tai a, liền Huyền Bạch Y đều dám giết, còn có cái gì là hắn không dám làm đây? Chủ yếu nhất là Tiêu Phàm thế nhưng là U Vân phủ nhô ra hắc mã, đợi một thời gian, nhất định là sẽ đứng ở Cổ Linh phái cùng Thất Tinh phủ mặt đối lập. Hiện tại Hạc Thanh Bách dĩ nhiên cùng Tiêu Phàm liên hợp cùng một chỗ, chẳng lẽ cái này biểu thị cái gì sao? Thân làm một tông thiếu chủ, Chu Huyền cũng không ngốc, mà lại còn mười phần nhạy bén, lập tức nghĩ tới cái gì, thần sắc lấp lóe không yên. Tốt một cái Hạc Thanh Bách, tốt một cái Thất Tinh phủ. Chu Huyền trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Có Tiêu Phàm ở chỗ này, hắn biết rõ mình là tuyệt đối không có khả năng giết chết được Hạc Thanh Bách, thậm chí còn có khả năng đem bản thân lưu ở nơi này. Hắn còn muốn đem Thất Tinh phủ cấu kết U Vân phủ tin tức truyền về Cổ Linh phái, cũng không thể chết ở nơi này. Cái này Chu Huyền ngược lại là một cái rất có tâm cơ hạng người, đầu cũng đầy đủ tỉnh táo, đáng tiếc, thật vất vả dẫn ngươi tới, lại làm sao có thể để ngươi đi đây. Tiêu Phàm trong lòng khẽ cười nói. Hô, đột nhiên, Chu Huyền một phương ở trong đám người, một đạo thân ảnh lướt đi, hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm chém tới, một màn này vượt qua đám người dự kiến, chẳng ai ngờ rằng dĩ nhiên có người dám đối Tiêu Phàm xuất thủ. Làm càn, nhưng mà, không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, Hạc Thanh Bách gầm thét một tiếng, liền một quyền hướng về cái kia xuất thủ người đánh tới. Oanh, hai người công kích kịch liệt đụng vào nhau. Cho người kinh ngạc là, hai đạo thân ảnh đều lui về phía sau mấy bước, nếu là tại bình thường, như thế bình thường sự tình. Có thể mấu chốt là, xuất thủ cùng Hạc Thanh Bách va chạm người,
vẻn vẹn chỉ là Chu Huyền một cái thuộc hạ mà thôi, một cái thuộc hạ dĩ nhiên có thể đem Hạc Thanh Bách đẩy lui. Chu Huyền kinh ngạc nhìn xem một màn này, Cổ Linh phái người cũng cực kỳ chấn kinh. Không tốt, có độc. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên kêu to, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Hạc huynh, đi mau. Lời còn chưa dứt, Hạc Thanh Bách bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi hiện ra hắc sắc, hiển nhiên là chúng độc dấu hiệu. Hắn giữ tợn lấy ánh mắt nhìn xem Chu Huyền nói, Chu Huyền, ngươi dám hạ độc. Chu Huyền một mặt mộng bức, hắn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn hạ độc. Hắn cũng không có cho người hạ độc a. Thế nhưng là Hạc Thanh Bách bộ dáng lại không giống làm bộ, không biết tại sao, trong mắt hắn lóe qua một vòng ánh sáng. Nếu như Hạc Thanh Bách cùng Tiêu Phàm đều trúng độc lời, cái kia chẳng phải là giết chết hắn một cái cơ hội tốt nhất. Thiếu chủ, giết bọn họ. Trong bọn họ ta độc, không cách nào điều động thần lực. Lúc này, cái kia xuất thủ đánh lén Tiêu Phàm người đột nhiên hét lớn. Nếu như cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện, người này ánh mắt cũng có chút ngốc trệ, cùng Hạc Thanh Bách không có cái gì khác nhau. Ha ha, rất cao, ngươi làm không sai. Chu Huyền nghe vậy, tức khắc cất tiếng cười to, hắn không nghĩ đến, bản thân thuộc hạ dĩ nhiên còn có cái này dự kiến trước. Thiếu chủ quá khen. Ta chỉ là muốn chết thay đi huynh đệ báo thù mà thôi, mọi người yên tâm, trước đó ta đã đem giải dược phóng thích ở trong không khí, cái này độc dược đối với chúng ta vô dụng. Người kia một mặt âm hiểm cười nhìn xem Tiêu Phàm bọn họ, tựa như âm mưu được như ý một dạng. Người đáng chết, đột nhiên, Tiêu Phàm giống như một đầu hùng sư bộc phát mà lên, một kiếm nổi giận chém mà ra, người kia tiếp xúc không kịp đề phòng, bị Tiêu Phàm một kiếm chém thành mảnh vỡ. Tự ý nào đó đi lên nói, hắn đây coi như là hủy diệt chứng cứ. Phốc, vừa mới xuất thủ, Tiêu Phàm bỗng nhiên phun ra mấy miệng máu đen, thân thể lung la lung R3ZGS lay, sắc mặt có chút biến thành màu đen, hiển nhiên là trúng độc không nhẹ. Ha ha, quả nhiên trúng độc, rất cao chết cũng đủ tiếc. Chu Huyền nhìn thấy, càng là tin chắc mấy phần, tức khắc càn rỡ cười ha hả, Tiêu Phàm, tin đồn ngươi cỡ nào lợi hại. Không nghĩ đến điểm ấy thủ đoạn nhỏ liền đánh ngã ngươi, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm sắc mặt khó coi, hung dữ nhìn xem Chu Huyền, trong lòng lại là cười lạnh không thôi, hắn thế nhưng là ước gì Chu Huyền xuất thủ. Chu Huyền, ngươi muốn giết Tiêu Huynh, trừ phi từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Hạc Thanh Bách gầm thét một tiếng, lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người. Hậu phương Hạc Hàn cũng đột nhiên cảm giác toàn thân rét run. Trong lòng kinh ngạc không thôi, không phải là Tiêu Phàm cố ý hãm hại thiếu chủ sao? Làm sao có thể thật hạ độc? Hạc Hàn cũng có chút không hiểu nổi, hắn bắt đầu còn hoài nghi tất cả những thứ này là Tiêu Phàm dở trò quỷ, nhưng là hiện tại nhìn đến, cũng không phải dạng này, bởi vì chính hắn cũng trúng độc. Coi như hắn có nghĩ thầm trợ giúp Hạc Thanh Bách, cũng không có khả năng. Hạc Hàn không nghĩ đến, bản thân trốn khỏi một kiếp, hôm nay còn phải lưu ở nơi này. Ha ha. Hạc Thanh Bách, người yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, giết ngươi người đã chết, coi như thất tinh phủ biết rõ, bọn họ cũng chỉ sẽ nghĩ đến ngươi trúng độc mà chết, không trách được chúng ta trên người. Chu Huyền ngửa mặt lên trời cười to. Hắn vừa mới còn đang vì Hạc Thanh Bách cấu kết Tiêu Phàm mà phẫn hận, cho dù giết không được Hạc Thanh Bách, cũng phải giáo huấn hắn một phen, hoàn toàn không nghĩ đến, bây giờ dĩ nhiên liền có thể báo ứng nói Hạc Thanh Bách trên thân. Ai bảo ngươi cấu kết U Vân Phủ, chết chưa hết tội. Là các ngươi hạ độc, người Cổ Linh phái khó thoát liên quan. Hạc Thanh Bách trên mặt lộ ra sợ hãi. Người ở đây, có thể đều là ta thân tín, người nào biết là ta Cổ Linh phái hạ độc, coi như biết rõ, hạ độc người cũng là ta Cổ Linh phái phản đồ, chỉ có thể làm khó chết đi rất cao, ha ha. Chu Huyền trên mặt đều là đắc ý, lộ ra khí phách phấn chấn. Bỗng nhiên, cái kia Thiếu Dung ngưng tụ. Đưa tay vung lên nói, giữ lại Hạc Thanh Bách, giết hai người kia. Giết, theo lấy Chu Huyền ra lệnh một tiếng, hắn sau lưng 30-40 người tức khắc trùng thiên mà lên, lập tức đem Tiêu Phàm bọn họ vây quanh ở trung ương. Ngay từ đầu nghe nói Tiêu Phàm tên, bọn họ xác thực dọa cho phát sợ. Có thể hiện tại, Tiêu Phàm lại thân chúng kịch độc, sinh mệnh đe dọa, liền động thủ đều không có khả năng, chỗ nào vẫn là bọn hắn đối thủ. Chu Huyền nghĩ đến bản thân nếu là có thể giết chết Tiêu Phàm, có lẽ có thể đưa thân thập đại thiên tài cũng nói không chừng, hắn thực lực mặc dù không bằng Huyền Bạch Y, nhưng là cũng không kém là bao nhiêu.
Nghĩ tới cái này, Chu Huyền trong lòng liền kích động không thôi. Hạc huynh, các ngươi đi trước, ta một người ngăn lại bọn họ chính là. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực chém ra một kiếm, kiếm khí ngang dọc hư không, loạn xạ tứ phương. Nghịch loạn chi kiếm, một kiếm này, dường như hút hết Tiêu Phàm toàn bộ lực lượng đồng dạng, bỗng nhiên lại phun ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bạch, trong trắng thấu hắc. Bất quá, một kiếm này uy lực cũng là thập phần cường đại, tới gần hắn 6-7 cái tu sĩ, hoàn toàn bị một kiếm này nuốt hết, bị kiếm khí xé thành vô số mảnh vỡ, huy sái hư không. Cổ linh phái người nhìn thấy Tiêu Phàm dĩ nhiên còn có dạng này lực lượng, toàn bộ đều dọa đến hướng hậu phương thối lui, chỉ là vây mà bất công, nghĩ chờ đợi Tiêu Phàm độc phát thân vong. Đi mau, Tiêu Phàm lần nữa hét lớn, đẩy ra Hạc Thanh Bách, Hạc Thanh Bách hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bỏ chạy. Hạc Hàn nhìn thấy Hạc Thanh Bách ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bản thân liếc mắt, lạnh cả tim, ở trong mắt Hạc Thanh Bách, hắn xác thực chỉ là một có cũng được mà không có cũng không sao bồi thi đấu người, vật hy sinh. Không biết tại sao, giờ khắc này hắn không còn hoảng sợ tử vong, ngược lại đối Hạc Thanh Bách hận thấu xương. Oanh, cũng làm như Hạc Hàn coi là Hạc Thanh Bách có thể thành công đào tẩu thời khắc, đột nhiên một đạo sáng chói đao hà từ đằng xa gào thét mà tới, một đao chạm xuống Hạc Thanh Bách. Giờ phút này Hạc Thanh Bách người bị trọng thương, ở đâu là một đao kia đối thủ, cả đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trong miệng không ngừng ho ra máu. Nhìn thấy Hạc Thanh Bách bị đánh bay, Hạc Hàn trong lòng chẳng những không có mảy may đồng tình, ngược lại có một chút kinh hỉ, ai bảo ngươi nha như thế tự tư, chết cũng đáng đời. Phóng tầm mắt nhìn tới, lại là nhìn thấy Chu Huyền khiêng một chuôi đại đao đi tới, nhìn xem thụ thương thảm trọng Hạc Thanh Bách nói, ta mặc dù không nói giết ngươi. Thế nhưng không để ngươi rời đi. Chu Huyền mục đích rất đơn giản, liền là nhường Hạc Thanh Bách trúng độc mà chết, đến lúc đó mang trở về hắn thi thể cho thất tinh phủ, cho dù chết cũng trách không đến hắn trên đầu. Thậm chí, cổ linh phái đến lúc đó vẫn như cũ có thể cùng thất tinh phủ liên thủ đối phó U Vân Phủ, cái này lại cớ sao mà không làm đây. Ngươi hèn hạ, Hạc Thanh Bách mặt âm trầm nhìn xem Chu Huyền, hắn toàn thân không ngừng run rẩy, liền đứng thẳng đều không có quá nhiều lực lượng. Sau đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Tiêu huynh, ngươi trước đi, ta mà chết, ngươi nói cho thất tinh phủ là ai giết ta. Lời này vừa nói ra, Chu Huyền sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn có thể cam đoan Hạc Thanh Bách đi không được, nhưng là Tiêu Phàm vừa mới bộc phát thực lực, nếu như muốn trốn lời, thật là có khả năng này. Hạc huynh, Tiêu Phàm sắc mặt khó coi, một mặt cảm động nhìn xem Hạc Thanh Bách. Ai cũng chưa từng nhìn thấy. Ở trong rừng một góc nào đó ở giữa, có mấy người, trong tay cầm từng khỏa ký ức thủy tinh bộ dáng đồ vật, đang ghi chép hiện tại tất cả những thứ này. Đi, Hạc Thanh Bách mặt lộ vẻ kiên định, lập tức trên người khí thế nhanh chóng kéo lên, thậm chí thiêu đốt lên từng đạo huyết sắc khí diễm, hiển nhiên là bắt đầu thiêu đốt tinh huyết cùng sinh cơ. Hắn thân chúng kịch độc, liền cơ bản nhất thần lực đều không cách nào hoàn toàn điều động, muốn ngăn lại Chu Huyền bọn họ là không thể nào. Bây giờ chỉ có thiêu đốt huyết khí cùng sinh cơ, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Hạc huynh nhân nghĩa, ta Tiêu Phàm nếu là có thể sống sót, nhất định giết Chu Huyền, đồ diệt cổ linh phái, thay Hạc huynh báo thù. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cũng thiêu đốt lên huyết khí, trùng thiên mà lên. Hắn lấy kiếm mở đường, lại có 2-3 người bị hắn một kiếm đánh bay, chỉ từ lực lượng mở ra, hắn hiện tại cũng đã giết không chết những người này. Làm Tiêu Phàm tới gần Hạc Hàn thời khắc, hắn đột nhiên thân hình lóe lên, nắm lấy Hạc Hàn bả vai, cực tốc hướng về chân trời lao đi. Một khắc kia, Hạc Hàn đột nhiên phát hiện Tiêu Phàm cũng không phải như thế vô tình, ở thời điểm then chốt, dĩ nhiên còn không quên cứu hắn một mạng, cái này có thể so sánh Hạc Thanh Bách thân thiết rồi vô số lần. Nhanh ngăn lại bọn họ, Chu Huyền kêu to, nếu là Tiêu Phàm chạy trốn, đem nơi này sự tình nói cho thất tinh phủ Hạc Thanh Bách chết. Cái kia cổ linh phái có thể liền phiền toái. Nghĩ giết bọn hắn, trước qua ta cửa này. Hạc Thanh Bách gầm thét một tiếng, cuồng bạo khí tức từ trên người hắn tuôn ra, lạnh lùng cầm kiếm nhìn xem đối diện mấy người. Chu Huyền bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Tiêu Phàm biến mất ở chân trời, cuối cùng không thấy bóng dáng. Hạc Thanh Bách, người cái này hỗn chứng đổ vật, tới chết đều muốn hãm hại ta. Chu Huyền giận tím mặt. Đem tất cả lửa giận toàn bộ đều phát tiết tại Hạc Thanh Bách trên người.
Bất quá, khi hắn muốn động thủ giết Hạc Thanh Bách thời khắc, hắn một cái hắc bào thuộc hạ vội vàng ngăn lại hắn đạo, thiếu chủ, người nếu thật giết Hạc Thanh Bách, đến lúc đó nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Vậy làm sao bây giờ? Chu Huyền giật mình một cái, hắn là một cái tâm tư kín đáo người, lập tức nghĩ tới trong đó quan hệ lợi hại. Cứu hắn, chỉ cần hắn không chết, chúng ta coi như không đắc tội Thất Tinh Phủ. Cái kia dưới hắc bào thuộc lại nói. Thế nhưng là, chúng ta căn bản không có giải dược A, hạ dược là rất cao đã chết. Một cái khác tâm phúc đắng chát lắc lắc đầu nói. Chu Huyền sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn luôn cảm giác bản thân lâm vào cái nào đó âm mưu, thế nhưng là lại muốn không thấu rốt cuộc là cái gì. Hạc Thanh Bách nếu là chết ở nơi này, đến lúc đó liền là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, bùn đất dính đi đúng quần, không phải cứt cũng là cứt. Thiếu chủ, ngài đừng quên, Thất Tinh Phủ cùng chúng ta Cổ Linh Phái hiện tại thế nhưng là đồng minh quan hệ, mà cái kia đào tẩu Tiêu Phàm, lại là U Vân Phủ, chúng ta đều có thể đem Hạc Thanh Bách chết, quái đến Tiêu Phàm trên đầu. Dưới hắc bào thuộc thần sắc khẽ động nói. Biện pháp này quả thật không tệ. Một cái khác tâm phúc gật gật đầu, lập tức lại lo lắng nói, chỉ là, cái kia Hạc Hàn cũng bị Tiêu Phàm cứu đi, hắn khả năng trả đũa. Hạc Hàn thế nhưng là Thất Tinh Phủ bát kiệt, hơn nữa còn là Hạc gia người, đại biểu thế nhưng là Thất Tinh Phủ, nếu như hắn trả đũa lời, sự tình liền thực sự bại lộ. Vậy liền để hắn chết, Chu Huyền trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn, sau đó bỗng nhiên quay người nhìn về phía cách đó không xa Hạc Thanh Bách. Hạc Thanh Bách thiêu đốt tinh huyết cùng sinh cơ, lại giết Cổ Linh Phái 4-5 cái thiên thần cường giả, bất quá hắn tự thân cũng đến cực hạn. Lúc này, Chu Huyền bỗng nhiên mà động, một đạo ngân sắc đao quang tại hư không lóe qua, trực tiếp từ Hạc Thanh Bách đỉnh đầu gắng sức chém xuống, Hạc Thanh Bách tiếp xúc không kịp đề phòng, bị một kiếm này xé thành hai nửa. Không trung phía trên, chỉ có một đạo thanh âm tại vang vọng thật lâu, Chu Huyền, cha ta sẽ cho ta báo thù, ngươi liền chờ lấy Thất Tinh Phủ vô tận lửa giận a. Hừ, ngươi chết còn dám uy hiếp ta, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát để ngươi chết không toàn thây. Chu Huyền phẫn nộ vô cùng, trong tay trường đao rung động, từng đạo đao quang lấp lóe, Hạc Thanh Bách thân thể lập tức bị xé thành vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Thiếu chủ anh minh, hiện tại thế nhưng là không có chứng cứ. Chu Huyền tâm phúc vội vàng đi lên vỗ một cái mông ngựa. Sự tình còn không kết thúc, Chu Huyền trong mắt lóe ra sát mang, quyết định chắc chắn nói, còn có 3 ngày tả hữu thời gian, nhất định muốn cho ta tìm tới Tiêu Phàm cùng Hạc Hàn. Thiếu chủ yên tâm, bọn họ thân chúng kịch độc, chạy không thoát, chỉ cần bọn họ chết, Thất Tinh Phủ tất nhiên sẽ nhẫn tâm đối phó U Vân Phủ. Cái kia tâm phúc tà tà cười nói. Chu Huyền khoát khoát tay, hắn sau lưng tất cả mọi người nhao nhao tán đi. Công tử kế hoạch xem như thành công một nửa. Đồng thời, trốn ở trong bóng tối những người kia hài lòng cười một tiếng, lập tức lặng yên rời đi, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tiêu Phàm mang theo Hạc Hàn đào tẩu, hai người thể lực dần dần chống đỡ hết nổi, một đầu cắm vào sơn lâm bên trong, trong miệng lại oa oa thổ huyết. Tiêu Phàm, người trước đi. Không cần phải để ý đến ta. Nhìn thấy Tiêu Phàm thân chúng kịch độc còn vẫn như cũ mang theo hắn chạy trốn, Hạc Hàn trong lòng là cực kỳ cảm kích. Hắn cùng với Tiêu Phàm trước đó vẫn là cửu nhân, đối đãi cửu nhân còn như thế, cái kia đối đãi chính mình người, chẳng phải là càng tốt. So sánh phía dưới, Hạc Thanh Bách lại là chênh lệch cách xa vạn dặm, thời thời khắc khắc đều chỉ muốn bản thân, thậm chí vì bản thân mạng sống, liền chính hắn người đều giết. Ta cũng không phải cứu ngươi, cũng là cứu ta bản thân. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, hít khẩu khí nói, nếu như ngươi chết, Hạc huynh chết tất nhiên sẽ quái đến ta trên người, đến lúc đó chết cũng không phải ta một người, mà là toàn bộ U Vân Phủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm không e dè nói ra, Hạc Hàn cố nhiên trong lòng có chút không thoải mái, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm kích. Chí ít, Tiêu Phàm người này là quân tử, trong lòng bằng phẳng. Tiêu Phàm, ngươi yên tâm. Chỉ cần ta sống, nhất định đem thiếu chủ chết, 1 năm 1 10 nói cho phủ chủ đại nhân. Hạc Hàn cắn răng nói. Nếu như hắn biết rõ, liền là Tiêu Phàm đạo diễn tất cả những thứ này, mà Hạc Thanh Bách sớm ở mấy ngày trước liền bị hắn khống chế, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiêu Phàm sở dĩ lưu lại Hạc Hàn, xác thực là vì nhường Hạc Hàn đem nơi này chân tướng nói cho Thất Tinh Phủ. Hạc Hàn vốn là Thất Tinh Phủ người,
nói ra lời khẳng định so với hắn muốn có thể tin nhiều. Đáng tiếc, ta cùng với Hạc huynh hận gặp nhau trễ, lại không nghĩ rằng. Tiêu Phàm trên mặt một trận khó coi, lập tức cắn răng nói, sinh thời, ta nhất định giết Chu Huyền cho hắn báo thù. Tiêu huynh, nhất định không thể vọng động, người U Vân Phủ hiện tại khó xử ngay đầu, nếu là giết Chu Huyền, Cổ Linh Phái khẳng định sẽ dốc toàn lực hủy diệt U Vân Phủ. Hạc Hàn vội vàng khuyên giải nói, liên xưng hô đều biến thân thiết một chút, có lẽ là bởi vì hoạn nạn gặp chân tình duyên cớ. Đa tạ, ta tự có chừng mực, Tiêu Phàm gật gật đầu nói, Hạc Hàn, ta liền gọi ngươi một tiếng Hạc huynh a, hiện tại còn có một chút thời gian, ta thay ngươi khu độc, qua một lúc Chu Huyền bọn họ đuổi theo đến, có thể liền phiền toái. Ngươi có thể khu độc, Hạc Hàn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm nói, dường như lại thấy được sống sót cơ hội. Ta là một cái luyện dược sư, Tiêu Phàm gật gật đầu nói, sau đó lấy ra mấy cây kim châm, nói, nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy ta hiện tại liền bắt đầu. Vậy liền phiền phức Tiêu huynh, Hạc Hàn nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Tiêu Phàm nếu như muốn hại hắn, trước đó liền không có tất yếu mang theo hắn đào tẩu, huống hồ, hắn hiện tại đối với Tiêu Phàm còn có một chút giá trị lợi dụng, Tiêu Phàm là khẳng định sẽ không giết chết hắn. Nghĩ tới cái này, Hạc Hàn trong lòng cũng buông lỏng không ít. Tiêu Phàm mặc dù không biết Hạc Hàn suy nghĩ, bất quá hắn cũng biết rõ, Hạc Hàn còn chưa có hoàn toàn tín nhiệm hắn, muốn để Hạc Hàn hỗ trợ giải quyết U Vân Phủ nguy hiểm, cũng không nhất định 10 phần đáng tin. Hắn trong lòng cũng âm thầm may mắn bản thân còn có một cái khác kế hoạch, nếu như Hạc Hàn nghĩ đối với hắn bất lợi, vậy hắn liền chỉ có thể thi triển ra đòn sát thủ. Tiêu Phàm lấy ra từng cây kim châm cắm vào Hạc Hàn thể nội, từng tia hắc sắc máu tươi thẩm thấu mà ra, cái này chúng độc dấu hiệu cũng không phải giả, chỉ bất quá là Tiêu Phàm nhường Phong Lang bọn họ ở đây phiến trong cổ lâm tìm tới một chút độc thảo luyện chế mà thôi. Loại này độc dược không tính là chí độc, nhưng lại có thể tê liệt người thần kinh, đồng thời ức chế thần lực hải, trong thời gian ngắn phát huy không ra lực lượng. Chỉ cần đi qua 3 ngày thời gian, loại độc này liền sẽ tự động tiêu tán. Không cần khu trừ cũng không ngại. Lấy Tiêu Phàm bây giờ thực lực, khu trừ loại tầng thứ này độc dược, tự nhiên là 10 phần đơn giản, về phần chính hắn, lại là căn bản không có trúng độc, chỉ bất quá là hắn giả ra mà thôi. Tất nhiên diễn kịch cũng đã diễn đến nơi này, Tiêu Phàm cũng không để ý cho mình khu độc một phen. Cũng liền nửa chén trà nhỏ không đến thời gian, hai người thể nội chảy ra huyết dịch rốt cục biến thành đỏ tươi, sắc mặt cũng khôi phục không ít. Tiêu huynh y thuật quả nhiên thần kỳ, Hạc Hàn không khỏi từ đáy lòng cảm khái nói. Một chút tiểu đạo mà thôi, Tiêu Phàm lắc lắc đầu, đáng tiếc Hạc huynh đã chết, nếu không mà nói, cũng có thể vạch trần Cổ Linh Phái mặt mũi. Tiêu huynh yên tâm, ta nhất định đem việc này cáo chi phủ chủ, cho thiếu chủ báo thù. Hạc Hàn nghĩa phẫn điền ưng nói. Hạc huynh nhân nghĩa, lấy Hạc huynh thiên phú, tương lai có rất lớn cơ hội vinh dự nhận được thất tinh phủ chủ chi vị. Tiêu Phàm chắp tay một cái, từ đáy lòng cảm kích nói. Tiêu huynh, này lời cũng không thể nói lung tung. Hạc Hàn vội vàng làm một cái im lặng thủ thế, bất quá trong mắt hắn lại là lóe qua một vòng tinh quang. Hắn chỉ là thất tinh phủ Hạc gia chi thứ đệ tử, có thể cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới trở thành thất tinh phủ chủ sự tình, cũng cho tới bây giờ không dám nghĩ, khác không nói, Hạc Thanh Bách thực lực liền có thể ổn áp hắn một đầu. Nhưng là hiện tại. Hạc Hàn trong lòng lại là lờ mờ có một chút ý nghĩ, Hạc Thanh Bách chết, lấy hắn thiên phú, tương lai có lẽ thật có thể đánh cược một lần. Tìm kiếm cho ta, nhất định muốn tìm tới bọn họ. Lúc này, một đạo phẫn nộ thanh âm vang lên. Tiêu Phàm sắc mặt tức khắc biến vô cùng âm trầm, sơn lâm bên ngoài, mấy đạo thân ảnh hung thần ác sát hướng về bọn họ vị trí phương hướng đi tới. Hừ, một nhóm tự tìm cái chết đồ vật, Tiêu Phàm lại khôi phục cái kia hăng hái. Thể nội độc bị khu trừ, hắn thực lực tự nhiên cũng hẳn là khôi phục. Lấy Tiêu huynh năng lực, hiện tại nếu là giết hắn một cái hồi mã thương, nhất định có thể diệt Chu Yêu Pai Ê Huyền. Hạc Hàn cười to nói, đối Tiêu Phàm thực lực, hắn vẫn là phát ra từ nội tâm kiêng kỵ. Vậy liền giết hắn thống khoái, chết thay đi Hạc huynh báo thù. Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Bất quá, hắn trong lòng lại là cười lạnh không thôi, ta nếu là giết Chu Huyền. Cái kia chẳng phải là phí công một trận. Đến lúc đó khả năng còn phải gặp Cổ Linh Phái cùng thất tinh phủ hai đại thế lực phẫn nộ phản công. Bất quá,
hí còn là muốn diễn toàn bộ, nhưng hắn giết Chu Huyền, đó là không có khả năng, Chu Huyền còn phải thay Hạc Thanh Bách chết chịu oan ức đây. Chí ít cũng phải vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, cho người biết là ai giết Hạc Thanh Bách sau đó, hắn mới có thể giết Chu Huyền. Bất quá vậy cũng vẻn vẹn chỉ là có khả năng mà thôi, hắn cùng với Chu Huyền ở giữa cũng có vẻ như không cừu hận gì, Tiêu Phàm lại vì cái gì sẽ đi giết hắn đây. Hồng hộc, thoại âm rơi xuống, Tiêu Phàm liền biến mất ở nguyên chỗ, ngay sau đó từng đạo kêu thảm tiếng truyền đến, làm Hạc Thanh Bách chạy tới thời khắc, lại là có hai người hướng về hai cái tương phản phương hướng bỏ chạy. Đáng chết, dĩ nhiên bọn họ chạy, Tiêu Phàm thầm mắng một tiếng. Được rồi, lúc này mới vòng thứ nhất mà thôi, còn có vòng thứ hai đây, lấy Chu Huyền năng lực, khẳng định có thể tiến giai vòng thứ hai. Hạc Hàn đi tới Tiêu Phàm bên người. Hắn không biết Tiêu Phàm là cố ý thả đi hai người kia, dù sao, những người này tới này phiến cổ lâm tìm bọn họ, thế nhưng là phân tán ra, nhìn thấy cái khác đồng bạn bị Tiêu Phàm giết chết, bọn họ tự nhiên sẽ phân tán mà chạy. Tương phản, Tiêu Phàm ở bọn hắn phân tán đào vong thời điểm, có thể giết chỉ còn lại hai cái, cũng đã nói rõ hắn tận lực, phải biết, Tiêu Phàm thế nhưng là vừa mới giải độc đây. Không nhất định, chúng ta tốc độ chỉ cần so bọn họ nhanh, liền có thể trước giờ tìm tới Chu Huyền giết hắn. Tiêu Phàm trên mặt hung ác nói, tất nhiên hí cũng đã bắt đầu, Tiêu Phàm tự nhiên không thể để cho Hạc Hàn lại hoài nghi cái gì. Chỉ là, khi hắn chuẩn bị lần nữa động thủ thời khắc, khóe miệng lại chảy ra một tia máu tươi. Tiêu huynh, còn nhiều thời gian, ngươi thể nội độc mới vừa biết, vẫn là nuôi mấy ngày thì tốt hơn. Hạc Hàn vội vàng nhắc nhở. Hắn cũng không phải lo lắng Tiêu Phàm an nguy, lo lắng nhất hay là tự mình tính mệnh, Tiêu Phàm nếu là rời đi, một phần vạn hắn gặp gỡ Chu Huyền nữa nha. Chỉ cần có Tiêu Phàm tại, Chu Huyền nghĩ giết hắn sẽ rất khó. Cũng tốt, Tiêu Phàm tự nhiên biết rõ Hạc Hàn ý nghĩ, nhẹ gật đầu, chỉ là trên mặt vẫn như cũ lộ ra không cam lòng. Tiếp xuống hai ngày thời gian, Tiêu Phàm cùng Hạc Hàn hai người một mực đang tìm kiếm Chu Huyền, nghĩ cho Hạc Thanh Bách báo thù, bất quá nhưng ngay cả Chu Huyền hình bóng cũng không thấy. Hạc huynh, thiên thần bảng tranh đoạt tái vòng thứ nhất sắp kết thúc. Tiêu mỗ còn phải đi tìm ta mấy cái kia cấp dưới, cáo từ trước. Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình, nhìn một chút không chung nói. Hạc Hàn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, ở không có ly khai phiến này cổ địa trước đó, hắn trong lòng căn bản không biết an tâm. Nếu là Chu Huyền dẫn người đánh tới, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu huynh, nếu không ta vẫn là cùng ngươi cùng đi a, dù sao ta cũng là một người, nếu là gặp được Chu Huyền cũng vừa vặn giúp ngươi một tay. Hạc Hàn ra vẻ thâm trầm nói. Sợ chết chính là sợ chết, từ đâu tới nhiều cớ như vậy, ngươi nếu có thể giúp ta giết Chu Huyền, còn cần đi theo ta. Tiêu Phàm trong lòng khinh bỉ nói. Bất quá hắn lời này là tuyệt đối sẽ không nói ra, ngược lại cười cười nói cũng tốt. Hạc Hàn nghe vậy, ngược lại là thở dài một hơi, hắn thật đúng là lo lắng Chu Huyền lúc này giết đến tận đến, chỉ cần vòng thứ nhất tranh tài kết thúc. Hắn liền triệt để yên tâm. Hai người xuyên qua từng mảnh sơn lâm, cuối cùng ở một nơi sơn cốc vị trí ngừng lại, lúc này, mấy đạo thân ảnh cũng đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà tới. Công tử, ngài bế quan vẫn thuận lợi chứ? Phong lang mấy người đi tới gần, đối trước đó sự tình hoàn toàn không biết gì cả bộ dáng. Nếu để cho Hạc Hàn biết rõ, liền là mấy người này âm thầm giết chết cổ linh phái hơn 100 tu sĩ. Sau đó đem tội danh giá họa cho Hạc Thanh Bách, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Kỳ thật, giống như hắn Hạc Hàn thất tinh phủ bát kiệt không đi tìm Tiêu Phàm phiền phức, hoặc là lúc trước không nói ra bọn họ là thất tinh phủ danh hào, cũng liền không có những chuyện này phát sinh. Đương nhiên, nếu quả thật là nói như vậy, Hạc Hàn cũng không có giá trị lợi dụng, sớm cũng đã chết đến không thể lại chết. Coi như thuận lợi, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu. Sau đó đem rất mấy ngày sự tình đơn giản nói một lần, Phong Lang cùng Quân Nhược Hoan mấy người tức khắc lộ ra lòng đầy căm phẫn. Chỉ là, bọn họ nội tâm lại là cười ha ha, thiếu chút nữa thì cười ra tiếng. Chênh lệch thời gian không nhiều đến, chúng ta ở nơi này chờ xem. Hạc Hàn mở miệng nói, hắn hiện tại cũng đã 10 phần chờ mong vòng thứ nhất kết thúc. Dừng một chút, hắn lại nói Tiêu huynh, rời đi cổ địa sau đó. Ta mệnh cách thần tinh cũng tặng cho ngươi. Vậy làm sao có thể, đây chính là Hạc huynh dùng tính mệnh liều đến. Tiêu Phàm vội vàng cự tuyệt.
Nói thật, hắn xác thực không muốn Hạc Hàn mệnh cách thần tinh, khác không nói, liền là chính hắn trên người mệnh cách thần tinh, bên trong vô chủ mệnh nguyên đoán chừng liền nhiều đến mấy trăm đạo. Mặt khác lại tăng thêm Phong Lang, Chọc Thiên Hồng, Quân Nhược Hoan, Quỷ Thiên Cửu cùng Thần Thiên Nghiêu bọn họ trên người vô chủ mệnh nguyên, đoán chừng sẽ đi đến một cái kinh khủng số lượng. Công tử, cái này Hạc Hàn rất sợ chết a, đoán chừng là không dám tham gia vòng thứ hai so tài. Chọc Thiên Hồng âm thầm cho Tiêu Phàm mấy người truyền âm nói. Không chỉ có sợ chết, còn rất sợ phiền phức, người này, sống càng lâu, lại càng nhát gan. Quân Nhược Hoan âm thầm cười cười. Đây là ta tâm ý, mong rằng Tiêu huynh không muốn cự tuyệt tốt, huống hồ, ta cũng biết rõ, lấy ta thực lực. Hạc Hàn đắng chát cười nói. Bất quá chưa kịp hắn nói xong, Tiêu Phàm liền đánh gãy hắn lời nói, Hạc huynh thế nhưng là Thất Tinh phủ bát kiệt. Người thực lực tự nhiên không kém. Sau đó nhìn thoáng qua bốn phía, lại giảm thấp xuống thanh âm nói, huống hồ, Hạc Thanh Bách vẫn lạc, người tương lai thế nhưng là có hy vọng rất lớn trở thành mới thiếu chủ, người nếu là từ bỏ vòng thứ hai, đây cũng là tương đương với từ bỏ thiếu chủ chi vị a. Hạc Hàn ngay từ đầu còn mặt lộ kiên quyết, bất quá khi hắn nghe được Tiêu Phàm phía sau câu nói kia lúc, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đúng vậy a. Nếu như từ bỏ vòng thứ hai tranh tài, vậy coi như tương đương với từ bỏ Thất Tinh phủ thiếu chủ chi vị, dù sao, một cái liền tranh tài đều không dám tham gia cùng người, nhất định là sẽ không lấy được phủ chủ cùng các trưởng lão thừa nhận. Đa tạ Tiêu huynh nhắc nhở, Hạc Hàn tức khắc giật mình một cái, hướng về phía Tiêu Phàm xá một cái thật sâu. Công tử, nhìn đến cái này tham sống sợ chết người, hay là cái cực kỳ có dã tâm người a? Phong Lang cho Tiêu Phàm truyền ngôn nói. Tiêu Phàm chỉ là cười cười, nhìn xem Hạc Hàn khoát tay một cái nói, không cần khách khí, về sau mọi người liền là bằng hữu, Thần Thiên Nghiêu, Quỷ Thiên Cửu, quay đầu đem các ngươi mệnh cách thần tinh đưa cho Hạc huynh. Là, công tử, Quỷ Thiên Cửu cùng Thần Thiên Nghiêu cung kính gật gật đầu, bọn họ như thế nào không biết, Tiêu Phàm là muốn đem Hạc Hàn thành công đưa vào vòng thứ hai. Về phần vòng thứ hai sẽ phát sinh cái gì, bọn họ liền không biết, nhưng Tiêu Phàm tự tin như vậy bộ dáng. Khẳng định có hắn mưu tính. Vậy liền đa tạ Tiêu huynh. Hạc Hàn nghe vậy, trong lòng hơi hơi vui vẻ, có còn lại mệnh cách thần tinh, hắn nhất định có thể tấn cấp vòng thứ hai. Thậm chí, hắn tin tưởng, lấy chính hắn thiên phú, nếu là có thể tấn cấp vòng thứ hai, cũng khẳng định có thể lấy được một cái so sánh tốt thứ tự. Ông đột nhiên, từng đạo hà quang ở không trung nở rộ, hướng về chân trời tứ phía bát phương bay đi, ngay sau đó, hà quang vị trí, đột nhiên ngưng tụ thành từng đạo quang môn. Quang môn bị nồng vụ bao phủ, nhìn không thấy bên trong là cái gì, bất quá, đám người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng như điên. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, tất cả mọi người thông qua truyền tống môn rời khỏi cổ địa, các ngươi có 20 cái hô hấp thời gian. Lúc này, một tiếng quát nhẹ quanh quẩn tại toàn bộ cổ địa bên trong. Đi, Tiêu Phàm quát nhẹ một tiếng. Dẫn đầu hướng về cái kia quang môn bay đi, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phong Lang cùng Hạc Hàn mấy người cũng toàn bộ đều đi theo, bất quá bọn họ con người vẫn như cũ để phòng nhìn xem bốn phía. Càng là thời điểm then chốt, càng là không thể phạm sai lầm, giới chức thiên thần bảng tranh đoạt tái lúc này hạ độc thủ người có thể số lượng cũng không ít. Dù sao, 20 cái hô hấp thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn không ngắn, nếu như có người âm thầm xuất thủ ngăn cản. Cho dù là Tiêu Phàm, cũng vô cùng có khả năng bị lưu ở bên trong. Một khi mất đi mệnh cách thần tinh, vậy coi như rốt cuộc không cách nào rời đi chỗ này, không cách nào rời Yêu Cô đi, cuối cùng sẽ bị Thiên Võ Thần Sơn xử trí, về phần sẽ như thế nào xử trí, liền không biết được. Hồng hộc, quả nhiên, coi như Tiêu Phàm bọn họ tới gần quang môn thời khắc, có mấy đạo kiếm mang trùng thiên mà lên, hướng về Tiêu Phàm bọn họ gào thét mà tới, muốn lưu lại bọn họ. Một nhóm tự tìm cái chết đồ vật, Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, Tu La kiếm bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, phát ra không thể địch nổi kiếm khí, dọc theo đạo kia kiếm mang nghịch tập mà ra. Lấy hắn bây giờ lực lượng, cho dù thập đại thiên tài hắn đều không sợ, há lại sẽ đem những tôm tép này thả ở trong lòng. Hắn thậm chí đều không biết là ai muốn giết hắn, đối với hắn mà nói, cũng không tất yếu biết rõ, nghĩ giết hắn người, không có khả năng vẻn vẹn đánh lén hắn mà thôi. Ầm ầm, kiếm khí ở trong rừng tàn phá bừa bãi, mấy đạo kêu thảm tiếng truyền ra, sau đó triệt để trở nên yên lặng,
tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Các ngươi đi trước, Tiêu Phàm nhìn đám người nói. Đám người gật gật đầu, nhưng bọn họ nới lỏng khẩu khí là, tiếp xuống không ai đối bọn họ xuất thủ, ngược lại là có chút thuận lợi tiến nhập quang môn bên trong. Tiêu Phàm là cái cuối cùng tiến vào quang môn, tại hắn bước vào quang môn một sát na kia, hữu ý vô ý nhìn phía dưới Cổ Lâm Mỗ hẻo lánh một cái, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Chẳng lẽ bị phát hiện? Mấy tức sau đó, trong Cổ Lâm một cái uyển chuyển váy trắng thiếu nữ đi ra, mang theo bạch sắc mạng che mặt, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, nhưng vẫn như cũ khó nén nàng cái kia động nhân đôi mắt đẹp, cùng kinh thế dung nhan. Ngay sau đó, thiếu nữ bóng hình xinh đẹp đạp không mà lên, giống như tiên nữ đồng dạng, cưỡi gió bay đi, chốc lát thời gian liền tiến nhập một đạo quang môn bên trong. Long đằng phủ quảng trường trên không, hư không lơ lửng một cái to lớn quang môn bên trong, không ngừng có tu sĩ thoáng hiện mà ra, nhào nhào vững vàng rơi ở trên quảng trường. Mà chung quanh quảng trường, tụ đầy vô số tu sĩ, bọn họ đều ánh mắt tha thiết nhìn xem quang môn bên trong. Khi thấy bọn họ chờ đợi người xuất hiện sau đó, các đại thế lực dẫn đội người toàn bộ đều hướng về quảng trường bên trên mới chạy như bay. Trong đó có mấy người mười phần dễ thấy, bọn họ lên cơn giận dữ, bắt lấy trong đó mấy người chính là gào thét không thôi, thanh âm vang vọng toàn bộ quảng trường. Là ai giết Bạch Y? Xanh Bách đây, người nào dám giết hắn, ta muốn hắn đền mạng. Hai đại phẫn nộ thanh âm gần như đồng thời vang lên. Lại là Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Huyền Diệp cùng một cái khác Hôi Bào lão giả, Hôi Bào lão giả hiển nhiên là Thất Tinh phủ, Hạc Thanh Bách chết nhường hắn gần như điên cuồng. Bọn họ đối Huyền Bạch Y cùng Hạc Thanh Bách ký thác kỳ vọng, thật không nghĩ đến, Huyền Bạch Y cùng Hạc Thanh Bách đều đã chết, khẩu khí này, bọn họ là vô luận như thế nào đều không thể nuốt xuống. Hạc Nhan trưởng lão, Xanh Bách hiền chất cũng phát sinh ngoài ý muốn. Huyền Diệp hơi kinh ngạc nhìn xem Hôi Bào lão giả, hiển nhiên hắn hay là vừa mới biết rõ chuyện này. Hôi Bào lão giả Hạc Nhan cũng không có để ý tới Huyền Diệp, mà là lạnh lùng theo dõi hắn trước người thanh niên nam tử, một tay dắt lấy hắn áo bảo quát, là ai? Thái thượng trưởng lão, chúng ta không biết, cái kia bị Hạc Nhan nắm lấy thanh niên nam tử dọa cho phát sợ, cổ thần cảnh khí tức càng là ép tới hắn không thở nổi. Hạc Nhan trưởng lão, ta biết là ai giết các ngươi thiếu chủ. Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên, nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, đoán chừng sẽ nhận ra, người này chính là Bắc Nguyên Cuồng Đao. Tiêu Phàm giết hắn phụ thân, lần trước tức thì bị Tiêu Phàm dùng kiếm kém chút đinh chết ở trên thần chu, hắn đối Tiêu Phàm thế nhưng là hận thấu xương. Là ai? Hạc Nhan băng lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm Bắc Nguyên Cuồng Đao, nhìn Bắc Nguyên Cuồng Đao thần hồn run lên. Là, Bắc Nguyên Cuồng Đao thừa nhận vô cùng áp lực, thân thể đều có chút đứng không vững. Gần như dùng hết toàn lực quát ầm lên, là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, Hạc Nhan sát khí bừng bừng trầm ngâm, hắn hiển nhiên liền nghe đều chưa nghe nói qua cái tên này. Tiêu Phàm, ta Huyền Diệp không diệt ngươi cửu tộc, thề không phải người. Lúc này, lại một đạo tiếng giống giận dữ quanh quẩn tại hư không, lại có một cỗ vô cùng cuồng bá khí tức tỏa ra. Đám người nhìn lại là nhìn thấy Huyền Thiên Kiếm Tông đại trưởng lão Huyền Diệp toàn thân bị vô tận kiếm khí lượn lờ. Sát khí dâng lên, hận không thể đại sát tứ phương, hảo hảo phát tiết một phen. Huyền Diệp trưởng lão, cái kia Tiêu Phàm là người nào, lão hủ cũng nhất định đem hắn lột ra chóc thịt. Hạc Nhan bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Huyền Diệp nói. Huyền Diệp cũng bỗng nhiên quay đầu đến, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt khiếp sợ và sát ý. Tiêu Phàm giết ta chất nhi Bạch Y. Chẳng lẽ Xanh Bách hiền chất cũng ở trong tay hắn gặp bất chắc? Huyền Diệp mặc dù cũng đã đoán được, nhưng vẫn là dị thường kinh ngạc nhìn xem Hạc Nhan. Bạch Y hiền chất cũng chết ở cái kia Tiêu Phàm trong tay. Hạc Nhan một trận kinh ngạc, trên người sát ý không ngừng kéo lên, thật đúng là thật lớn lá gan, lại dám giết Huyền Thiên Kiếm Tông cùng ta Thất Tinh phủ thiếu chủ, hôm nay, người nào cũng không giữ được hắn. Đám người cảm nhận được hai người trên người sát ý. Toàn bộ đều một trận hãi hùng khiếp vía, đây chính là hai đại nhị lưu thế lực đỉnh phong nhân vật A, đừng nói bọn họ chỉ muốn giết một cái thiên thần cảnh, liền là diệt sát một cái cổ thần cảnh, đoán chừng cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Không ít người trong lòng không khỏi lẩm bẩm Tiêu Phàm hai chữ này, nhưng nhiều hơn là tràn ngập hiếu kỳ, rốt cuộc là như thế nào một cái nhiệm vụ, thậm chí ngay cả giết hai đại thế lực thiếu chủ.
Trong lúc nhất thời, đám người tựa như đối thiên thần bảng tranh đoạt tái vòng thứ nhất kết quả tranh tài cũng không có hứng thú gì, ngược lại càng thêm quan tâm Tiêu Phàm kết cục. Một cái dám giết nhị lưu thế lực thiếu chủ người, rốt cuộc là như thế nào nhân vật đây? Bắc Nguyên cuồng đao trong mắt lóe qua một vòng cười khẽ, tựa như âm mưu được như ý đồng dạng, trong lòng lạnh giọng nói, Tiêu Phàm, lần này ngươi tai kiếp khó thoát. Trầm ngâm một tiếng, Bắc Nguyên cuồng đao chuẩn bị lui về đám người, nhưng mà lúc này, cái kia quang môn bên trong đột nhiên toát ra một đạo thân ảnh. Nhìn thấy đạo kia thân ảnh, Bắc Nguyên cuồng đao đột nhiên kêu to một tiếng, Tiêu Phàm, kia chính là Tiêu Phàm. Lời này vừa nói ra, đám người ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía chân trời, quả nhiên có mấy đạo thân ảnh hướng về quảng trường bay vụt mà xuống, chính là Tiêu Uader Phàm một nhóm. Tiêu Phàm nghe được câu nói kia, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Vừa mới có người cố ý ngăn cản ta mấy hơi thời gian, lại là vì hãm hại ta. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lẽo, còn tốt hắn sớm cũng đã làm xong bị Huyền Thiên Kiếm Tông châm đối chuẩn bị, cho nên cái này cũng không tính cái gì. Bất quá, sự tình có vẻ như vượt quá Tiêu Phàm dự kiến, quảng trường phía trên, đồng thời có hai đạo thân ảnh hướng về hắn bay vụt mà tới, hai cỗ vô cùng đáng sợ khí tức bao phủ hắn. Cho dù lấy hắn bây giờ lực lượng, dĩ nhiên đều không có bất luận cái gì sức phản kháng. Thái thượng trưởng lão, Cổ Linh phái Chu Huyền giết thiếu chủ. Ngài cần phải thay thiếu chủ báo thù a. Mắt thấy hai cái kia cỗ cuồng bạo lực lượng tới gần thời khắc, một đạo thê lương thanh âm vang lên, lại là Tiêu Phàm bên cạnh Hạc Hàn đột nhiên phù phù một tiếng quỳ ở bên cạnh hắn. Một tiếng gầm này quỳ một cái, bao phủ Tiêu Phàm hai cỗ áp lực trong đó một cỗ bỗng nhiên biến mất, mà một cỗ khác uy áp cũng là hơi hơi một trận. Tiêu Phàm lại là nhìn thấy, Huyền Diệp cùng một cái khác hôi bào lão giả cũng đã đi tới gần, từ Hạc Hàn trong lời nói, Tiêu Phàm đoán được cái kia hôi bào lão giả thân phận, nghĩ đến hẳn là liền là Thất Tinh phủ thái thượng trưởng lão Hạc Nhan. Tiêu Phàm, nạp mạng đi, bất quá, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Huyền Diệp chính là một bàn tay giận đập mà xuống, một tát này nếu là rơi xuống, đoán chừng Tiêu Phàm cùng Huyền Diệp đều sẽ hóa thành kiếp cho. Cổ thần cảnh đỉnh phong uy áp, cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận được. Công tử cẩn thận, Phong Lang cùng Chọc Thiên Hồng kêu to một tiếng, không chút do dự ngăn khuất Tiêu Phàm trước người, muốn dùng bản thân thân thể cho Tiêu Phàm thắng được thở dốc thời gian. Nhìn thấy một màn này, không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, dĩ nhiên có người không sợ chết, tình nguyện hy sinh tính mạng mình đi cứu bọn họ chủ tử. Hơn nữa, loại này động tác hoàn toàn là vượt quá bản năng, liền tựa như phản xạ có điều kiện đồng dạng. Cho dù là cái kia thập đại thiên tài, cũng chưa hẳn có thể có dạng này thủ hạ a. Bất quá, hai người này thực lực quá thấp, vẫn như cũ chỉ là thiên thần cảnh hậu kỳ, muốn tiếp nhận cổ thần cảnh đỉnh phong một trường, đó là không có khả năng. Oanh, một tiếng nổ vang truyền ra, cái kia đáng sợ trưởng cương rốt cục rơi xuống, nhưng mà, cho người nhóm kinh ngạc là, Tiêu Phàm bọn họ cũng không có chết đi, chỉ là bị một cỗ cuồng bạo phong lang đánh bay mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ bên trong còn có thể đối kháng cổ thần cảnh đỉnh phong lực lượng? Lúc này, cỗ kia cơn bão năng lượng biến mất, đám người rốt cục nhìn thấy, tại Tiêu Phàm bọn họ trước người, là một cái hôi bào lão giả, hôi bào lão giả không phải kẻ khác, chính là Thất Tinh phủ thái thượng trưởng lão Hạc Nhan. Hạc Nhan trưởng lão, người muốn ngăn ta? Huyền Diệp thần sắc băng lãnh nhìn xem Hạc Nhan, thật giống như quả Hạc Nhan muốn ngăn trở hắn, hắn cũng đồng dạng giết không tha. Công tử, cái này lão đầu ngươi biết, Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nguyên bản tưởng rằng U Vân phủ thanh thương xuất thủ, không nghĩ đến là một cái không quen biết lão đầu. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói, hắn không phải vì cứu chúng ta. Quả nhiên, chỉ thấy Hạc Nhan lắc lắc đầu, nói, lão hủ cũng không muốn ngăn ngươi, bất quá là nghĩ biết rõ ràng xanh bách chết mà thôi, ngươi không phải là muốn ngay cả ta Thất Tinh phủ người đều muốn giết ha. Thoại âm rơi xuống. Hạc Nhan con ngươi đột nhiên chuyển hướng bị chấn động đến không ngừng ho ra máu Hạc Hàn, con ngươi lần nữa biến băng lạnh, thanh bách chi chết, rốt cuộc là người nào làm ra. Đám người bên trong Bắc Nguyên cuồng đao nhìn thấy Hạc Nhan xuất thủ cứu Tiêu Phàm một nhóm, cũng chất vấn Hạc Hàn, hắn thầm nghĩ trong lòng không tốt, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi đám người. Nhưng mà lúc này, một cỗ cường đại lực lượng đột nhiên trói buộc hắn, thân thể hoàn toàn không thể động đậy, ngay sau đó thân thể đột nhiên bay ngược mà ra. Trong nháy mắt liền rơi xuống Hạc Nhan trước người.
Nhìn thấy Bắc Nguyên cuồng đao một sát na kia, Tiêu Phàm lập tức tựa như hiểu cái gì, tức khắc phẫn nộ quát, Bắc Nguyên cuồng đao, là ngươi đang hãm hại ta. Ta, Bắc Nguyên cuồng đao sắc mặt biến hóa, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn có một loại phát ra từ nội tâm hoảng sợ. Bất quá hắn biết rõ, hiện tại nếu là nói láo, Hạc Nhan tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói, ta đã từng vu hãm ngươi, là ngươi giết Hạc Thanh Bách Hạc thiếu phủ chủ. Ngươi nói bậy, chưa kịp Tiêu Phàm mở miệng, Hạc Hàn liền thở mạnh lẫm nhiên quát to, giết thiếu chủ người rõ ràng là Chu Huyền, nếu như không phải Tiêu Phàm, ta cũng đã chết. Cổ Linh phái thật không phải bình thường hèn hạ, dĩ nhiên hạ độc độc hại chúng ta, Tiêu Phàm chúng độc thời khắc còn nghĩ nhường thiếu chủ trước đào tẩu, có thể thiếu chủ cuối cùng vẫn là khó thoát Chu Huyền độc thủ. Hạc Hàn nói xong, nước mắt liền đi ra, một bộ cực kỳ buồn bã bộ dáng, cho người than thở khóc lóc. Hắn mặc dù đối Hạc Thanh Bách không có cái gì hảo cảm, nhưng Tiêu Phàm cứu được hắn lại là thật. Huống hồ, hắn cũng minh bạch, nếu là Tiêu Phàm trở thành giết chết Hạc Thanh Bách người, vậy hắn hiện tại cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, bản thân chẳng phải là trở thành thất tinh phủ phản đồ. Nhìn thấy Hạc Hàn bộ dáng, Hạc Nhan lông mày vặn trở thành chữ xuyên, phẫn nộ nhìn xem Bắc Nguyên cuồng đao nói, ngươi dám lừa gạt lão hủ. Không có khả năng, Chu Huyền rõ ràng nói cho ta biết. Là Tiêu Phàm giết Hạc Thanh Bách. Bắc Nguyên cuồng đao đầu giống như trống lúc lắc đồng dạng diêu động, trên mặt lộ ra sợ hãi. Tại cổ thần cảnh đỉnh phong trước mặt, hắn căn bản không có nói láo dũng khí. Chu Huyền, Tiêu Phàm cũng lộ ra đau lòng nhức óc, liền là hắn giết Hạc huynh, ta tìm hắn báo thù, giết Cổ Linh phái hơn 100 người, hắn tự nhiên ước gì ta chết. Tốt một cái Bắc Nguyên cuồng đao, ngươi thế nhưng là ta U Vân phủ người. Dĩ nhiên cấu kết ngoại nhân để hãm hại ta. Tự tìm cái chết đồ vật. Hạc Nhan cũng giận tím mặt. Hắn có loại bị người lừa gạt cảm giác. Nâng lên bàn tay. Một bàn tay hung hăng rút ra. Không được Bắc Nguyên cuồng đao gầm thét một tiếng. Hắn rút chân liền chạy. Đáng tiếc tại cổ thần cảnh đỉnh phong trước mặt. Hắn lại làm sao có thể chạy đây. Ầm một tiếng nổ vang. Bắc Nguyên cuồng đao trực tiếp bị Hạc Nhan một bàn tay đánh thành bột mịn. Cái gì đều không lưu lại. Đám người chỉ có thể âm thầm lắc lắc đầu, cái này Bắc Nguyên cuồng đao rõ ràng là bị người nhà ngăn thương xử, bất quá không có người đồng tình hắn, vu hãm bản thân U Vân phủ người, hắn nên muôn lần chết. Tại Thái Cổ Thần Giới, có một loại người làm cho tất cả mọi người đều phản cảm, kia chính là phản đồ. Tiêu Phàm cũng đồng dạng không có bất luận cái gì đồng tình, lần trước tha Bắc Nguyên cuồng đao một mạng, kinh nghiệm nói cho hắn biết, giống Bắc Nguyên cuồng đao loại người này, nếu không liền trực tiếp giết. Nếu không liền dứt khoát đừng đắc tội. Hắn không có để ý tới Bắc Nguyên cuồng đao sinh tử, ngược lại bi phẫn nói, không nghĩ đến Chu Huyền cái kia tặc tử ám sát Hạc huynh cũng liền bình thường, vậy mà còn vu hãm ta. Ta Tiêu Phàm thề, nhất định giết Chu Huyền, lấy tế Hạc huynh trên trời có linh thiêng. Chu Huyền, Hạc Nhan nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Chu Huyền ăn sống nuốt tươi. Cũng đúng lúc này, cái kia quang môn bên trong lần nữa bay ra mấy đạo thân ảnh. Trong đó một người chính là Chu Huyền, Chu Huyền nghe được có người gọi hắn, đồng thời phát ra vô cùng đáng sợ sát ý, hắn nơi nào còn dám lưu ở nơi này. Thái thượng trưởng lão, kia chính là Chu Huyền, Hạc Hàn đột nhiên phẫn nộ chỉ nơi xa Chu Huyền nói. Chết đi cho ta, Hạc Nhan mở chừng hai mắt, lách mình liền biến mất ở nguyên chỗ, hiển nhiên là giết Chu Huyền đi, bất quá Cổ Linh phái người tựa như sớm có chuẩn bị, rất nhanh liền tiếp ứng đến Chu Huyền. Ngay sau đó, Cổ Linh phái một cường giả cùng Hạc Nhan biến mất ở trên quảng trường, chân trời ngẫu nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh, hiển nhiên là hai người chiến đấu ở tại cùng một chỗ. Tiểu tử, Bạch Y thế nhưng là ngươi giết chết, nhìn thấy Hạc Nhan rời đi, Huyền Diệp băng lãnh con ngươi nhìn về phía Tiêu Phàm, hắn cũng sợ bản thân bị người lợi dụng, vị trí mới có câu hỏi này. Đừng đến lúc đó ngộ sát Tiêu Phàm, mà bị người làm vũ khí sử dụng, vậy coi như trở thành chê cười. Nhưng mà, tiếp xuống Tiêu Phàm câu nói kia, lại kém chút nhường Huyền Diệp thổ huyết, sát khí càng là không cần nghĩ ngợi bộc phát ra. Ân, là ta giết, Tiêu Phàm thờ ơ gật gật đầu. Lời này vừa nói ra, đám người không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt toàn bộ đều dành dụng tại Tiêu Phàm trên người. Phách lối, không ai bì nổi phách lối. Cái kia ngữ khí, liền tựa như tại Huyền Diệp hỏi hắn, ngươi ăn cơm chưa, sau đó hắn nghiêm túc trả lời một câu, ân. Ta ăn. Phải biết,
hắn giết chết thế nhưng là thập đại thiên tài Huyền Bạch IA, tương lai Huyền Thiên Kiếm Tông người cầm lái, nhưng hắn dĩ nhiên một bộ không chút nào lo lắng bộ dáng, cái này cho người nhóm như thế nào không được chấn kinh đây. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng đã cuồng vọng đến tự cho là có thể đánh thắng được Huyền Diệp. Huyền Diệp nguyên bản ngay tại giận trên đầu, nghe được Tiêu Phàm câu nói này, thiếu chút nữa thì không bạo tẩu. Thật can đảm, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Huyền Diệp triệt để tức giận, gào thét một tiếng, đưa tay một cái thần lực chi chảo hướng về Tiêu Phàm chộp tới, cho dù nơi này là Long Đằng Phủ, hắn cũng phải giết Tiêu Phàm cho Huyền Bạch Y báo thù. Giờ phút này không có Hạc Nhan xuất thủ cứu giúp, hắn Huyền Diệp muốn giết Tiêu Phàm, không chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình. Huyền Diệp, người lấn ta U Vân Phủ không người sao? Coi như mọi người coi là Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ thời khắc, một vệt sáng đột nhiên bay vụt mà tới, một kiếm hung hăng chém về phía Huyền Diệp, lại là U Vân Phủ phó phủ chủ Thanh Thương chạy tới. Thanh Thương dù sao cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong, cho dù thực lực có chút không bằng Huyền Diệp, nhưng ngăn lại hắn vẫn là không có vấn đề gì. Dù sao, nơi này thế nhưng là Long Đằng Phủ, Huyền Diệp cũng không dám ở trong này cùng hắn Thanh Thương liều mạng. Thanh Thương, Huyền Diệp nghiến răng nghiến lợi, hắn không nghĩ đến lại là Thanh Thương hỏng hắn chuyện tốt, hôm nay, ai cũng ngăn không được ta giết hắn. Huyền Diệp, hiện tại thế nhưng là thiên thần bảng tranh đoạt tái, người dám tùy ý làm bậy. Thanh Thương cười lạnh nói, U Vân Phủ thật vất vả ra Tiêu Phàm dạng này tuyệt thế thiên tài, hắn làm sao có thể nhường Huyền Diệp bóp chết ở trong trứng nước. Nếu như ngay cả bản thân U Vân Phủ tu sĩ đều không bảo vệ được, cái kia U Vân Phủ tiếp tục tồn tại còn có ý nghĩa gì, còn không bằng hủy diệt được. Thiên thần bảng tranh đoạt tái, là hắn có thể giết ta Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ. Huyền Diệp không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này. Chẳng lẽ liền chỉ có thể ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ giết ta U Vân Phủ tu sĩ sao? Lần này mở miệng lại là Tiêu Phàm, trong giọng nói tràn đầy hờ hững, tất nhiên sợ chết, cần gì phải đến tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Đám người kinh ngạc Tiêu Phàm dũng khí, lúc này vậy mà còn dám chọc giận Huyền Diệp, bất quá bọn họ lại không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm nói chuyện rất có đạo lý. Thiên thần bảng tranh đoạt tái vốn chính là cực kỳ tàn khốc, hơn 10.000 người đi vào. Cuối cùng có thể sống đi ra đoán chừng cũng liền 3.000 không đến người, cái này tử vong tỷ lệ thế nhưng là rất cao. Ai cũng không thể cam đoan bản thân bất tử, cho dù thập đại thiên tài cũng không thể, chỉ là cái này môn nhiều năm qua, cơ hồ không có thập đại thiên tài tử vong sự tình phát sinh úc rex mà thôi. Ngươi, Huyền Diệp khó thở, nhưng lại không biết nói gì. Ngươi Huyền Thiên Kiếm Tông Huyền Bạch Y tính mệnh liền tôn quý, chẳng lẽ chết đi mấy ngàn mạng người liền không được chân quý sao? Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, người muốn vì Huyền Bạch Y báo thù, cái kia chết đi mấy ngàn người tìm ai báo thù. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại nói, vừa vào cổ địa, liền sinh tử nghe theo mệnh trời, liền cái này câu nói ý tứ đều không nghe hiểu, người Huyền Thiên Kiếm Tông cũng xứng đến tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Vậy còn không bằng dứt khoát nhận thua, dạng này chẳng phải là có thể bất tử một người. Tiêu Phàm mỗi một câu nói đều nói âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Rất nhiều người tu sĩ cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Nếu như thiên thần bảng tranh đoạt tái không chết người, vậy còn gọi thiên thần bảng tranh đoạt tái sao? Huyền Bạch Y đối với Huyền Thiên Kiếm Tông tới nói, xác thực trọng yếu, nhưng chết đi mấy ngàn thiên thần cảnh tu sĩ đây, mạng bọn họ, chẳng lẽ liền không trọng yếu? Huyền Diệp bị hỏi ngậm miệng không nói gì, nhưng hắn trong lòng phẫn nộ vẫn như cũ không hiểu, không giết Tiêu Phàm, hắn trong lòng khẩu khí này liền khó có thể nuốt xuống. Đồng dạng, trở lại Huyền Thiên Kiếm Tông cũng không tiện bàn giao. Ngươi sẽ vì giết Bạch Y hối hận, Huyền Diệp nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cửu hận ánh mắt giống như hai thanh thần kiếm đồng dạng, sắc bén chừng lớn Tiêu Phàm. Thế hệ chúng ta tu sĩ, vốn liền là nghịch thiên làm việc, sao là hối hận vừa nói. Tiêu Phàm ngữ khí kiên định, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Thế hệ chúng ta tu sĩ, vốn liền là nghịch thiên làm việc, sao là hối hận vừa nói. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, tựa như trong lòng có cộng minh nào đó một dạng. Tu sĩ vốn liền là nghịch thiên làm việc, liền thiên đô dám nghịch, chẳng lẽ giết người còn muốn hối hận không? Bọn họ lúc này mới minh bạch, Tiêu Phàm bình thản thừa nhận giết chết Huyền Bạch Y sự tình, cũng không phải cuồng vọng, mà là vượt quá bản tâm. Làm chính là làm, không có làm liền là liền không có làm. Cho dù ta giết, thì tính sao?
Tiêu Phàm giết chết Huyền Bạch Y, kỳ thật cũng là đi qua thận trọng cân nhắc, có Thanh Thương tại, hắn chưa chắc có nguy hiểm. Chỉ là hắn không nghĩ đến là, Chu Huyền vậy mà sẽ tìm tới Bắc Nguyên Cuồng Đao hãm hại hắn, thiếu chút nữa thì chết ở trong tay Hạc Nhan, còn tốt Hạc Hàn câu nói kia cứu được hắn một mạng. Điểm này xác thực vượt qua hắn ngoài ý muốn, nhưng hắn vẫn như cũ không có hối hận, hiện tại, Huyền Diệp nghĩ giết hắn, cũng cơ hồ không thể nào. Thanh Thương hài lòng nhìn xem Tiêu Phàm, hắn phát hiện, bản thân U Vân Phủ thật đúng là nhặt được một cái bảo, có lẽ, lần này có thể giải quyết U Vân Phủ nguy cơ cũng nói không chừng. Huyền Diệp nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức xông đi lên giết chết Tiêu Phàm, có thể Thanh Thương cản ở trước mặt hắn, nếu là động thủ lời, có khả năng hủy mảnh này quảng trường. Đến lúc đó, nếu như giết Tiêu Phàm còn tốt, nếu là giết không chết, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Không chỉ có đắc tội U Vân Phủ, thậm chí ngay cả Long Đằng Phủ cũng đồng dạng đắc tội, khẽ cắn môi, Huyền Diệp không thể không đem khẩu khí này nghẹn ở trong lòng, hắn âm thầm an ủi bản thân, U Vân Phủ rất nhanh liền sẽ hủy diệt, đến lúc đó có là cơ hội giết chết Tiêu Phàm. Huyền Diệp, nơi này thế nhưng là thiên thần bảng tranh đoạt tái, chẳng lẽ ngươi còn muốn quấy nhiễu thiên thần bảng tranh đoạt tái hay sao? Có thể Tiêu Phàm không có cứ như vậy buông tha Huyền Diệp dự định, nhìn về phía Huyền Diệp chất vấn. Hừ, Huyền Diệp hừ lạnh một tiếng, răng mài đến vang lên kèn kẹt, thiếu chút nữa thì nhìn không được xuất thủ giết chết tiểu tử này. Hô, lúc này, nơi xa đột nhiên bay tới mấy đạo thân ảnh, cầm đầu là một cái hắc sắc long bào nam tử trung niên, hiển nhiên là chủ trì giới này thiên thần bảng tranh đoạt tái người. Vừa mới sự tình hắn hiển nhiên cũng đều nhìn ở trong mắt, bất quá vẫn như cũ nhắm mắt làm ngơ. Cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, quả nhiên không thể dựa vào người khác, may mà ta làm hai tay chuẩn bị. Tiêu Phàm minh bạch, cái thế giới này, hiển nhiên hay là thực lực là tôn, nếu như hắn thực lực yếu, cho dù Huyền Diệp giết hắn, đoán chừng cũng không ai để ý tới, liền tựa như giết chết một con chó một dạng. May mắn là, U Vân Phủ cũng không phải nhuyễn đản, Thanh Thương ở thời điểm then chốt đến, ngăn cản Huyền Diệp. Thiên Võ Thần Sơn, a. Tiêu Phàm trong lòng khẽ cười một tiếng, hắn trong lòng đối cái gọi là thiên vũ vực đệ nhất thế lực hảo cảm đại giảm. Nói câu không tốt nghe, nếu như hắn Tiêu Phàm thực lực đầy đủ cường đại, thiên thần thần sơn, hắn cũng đồng dạng có thể dẫm ở dưới chân, căn bản không tất yếu nhìn hắn sắc mặt. Nói đến cùng, hay là thực lực không đủ, Tiêu Phàm đã sớm thấy rõ điểm này, điều này cũng làm cho hắn đối thực lực tràn đầy khát vọng. Hiện tại hắn cũng đã đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, tiếp xuống liền là cố gắng đột phá cổ thần cảnh. Vòng thứ nhất tranh tài kết thúc, các vị người dự thi nộp lên mệnh cách thần tinh, thống kê vô chủ mệnh nguyên. Hắc sắc long bào nam tử thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy hờ hững, nhìn về phía toàn trường ánh mắt liền tựa như lại nhìn một bầy kiến hôi. Thoại âm rơi xuống, một đám tu sĩ bắt đầu hành động, Tiêu Phàm cũng không ngoại lệ, Phong Lang, Trọc Thiên Hồng cùng Quân Nhược Hoan ba người đều đem mệnh cách thần tinh giao cho Tiêu Phàm. Mà Thần Thiên Nghiêu cùng Quỷ Thiên Cửu mệnh cách thần tinh, Tiêu Phàm lại là đưa cho Hạc Hàn, đây là hắn trước đó bàn giao. Hạc Hàn biểu hiện nhường hắn hài lòng, chỉ ít cổ linh phái cùng thất tinh phủ bây giờ cũng đã xích mích, đôi này U Vân Phủ là 10 phần có lợi. Tiêu Phàm, người biểu hiện rất tốt, Thanh Thương đi tới Tiêu Phàm bên người, từ đáy lòng tán thán nói, ở sau lưng hắn. Lại là đứng đấy Thanh Minh hướng về phía Tiêu Phàm gật đầu báo cho biết một cái. Tiền bối khách khí, ta chỉ là làm một cái U Vân Phủ tu sĩ nên làm sự tình mà thôi. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, cảm kích nhìn Thanh Minh một cái. Hắn biết rõ, Thanh Thương sở dĩ xuất thủ, 89 phần 10 vẫn là xem ở Thanh Minh mặt mũi, hắn có thể không tin, Thanh Thương sẽ thật chỉ là bởi vì hắn là U Vân Phủ tu sĩ mà xuất thủ cứu hắn. Tốt một cái làm nên làm sự tình, Thanh Thương phát hiện Tiêu Phàm càng ngày càng phù hợp hắn khẩu vị. Nếu như không phải Tiêu Phàm cự tuyệt hắn mời, Thanh Thương nhìn Tiêu Phàm đoán chừng sẽ càng thêm thuận mắt. Tiêu huynh, chúng ta cũng đi xếp hàng A, Thanh Minh hợp thời chen lời nói, mang theo Tiêu Phàm rời đi. Thanh Thương nhìn xem Tiêu Phàm rời đi bóng lưng, thần sắc hơi hơi phức tạp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lại nói Tiêu Phàm cùng Thanh Minh hai người đi tới thống kê tích phân vị trí địa phương, mặc dù chia làm mấy cái đội ngũ, nhưng cũng đã đẩy hơn 100 người. Hơn 1 vạn người tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái đệ nhất danh,
không sai biệt lắm có 3.000 người tới từ phiến kia cổ địa sống tiếp được, nhưng là cái này hơn 3.000 người bên trong, cũng có một chút bồi thi đấu người, chân chính dự thi người, cũng liền 1.200 khoảng 300 người. Dạng này nhưng Tiêu Phàm thấy được thiên thần bảng tranh đoạt tái tàn khốc, so tưởng tượng càng thêm tàn nhẫn. Một vạn nhiều ngày thần cảnh A, tùy tiện một cái đặt ở tiểu thế giới đều là vô địch tồn tại, nhưng mà đến thái cổ thần giới, nơi này lại vẻn vẹn chỉ có thể trở thành pháo hôi, thậm chí ngay cả pháo hôi cũng không tính. Tiêu Phàm cũng rốt cục biết thái cổ thần giới đáng sợ, chiến thần cảnh cùng thiên thần cảnh, đều chỉ là đứng ở tầng dưới chót nhất nhân vật, cho dù đột phá cổ thần cảnh, cũng vẫn như cũ giống như run rế. Thiên vũ vực bây giờ ở hắn nhìn đến nghiễm nhiên đã là quái vật khổng lồ, có thể phóng tầm mắt thái cổ thần giới, vẫn như cũ chỉ là phiêu miểu bụi bặm tồn tại. Giờ khắc này, Tiêu Phàm tâm cảnh dường như tiến nhập một loại đặc thù cảnh giới bên trong, linh hồn chi lực nhanh chóng tăng lên, nhục thân cũng đang phát sinh lấy vi diệu biến hóa. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trên người phát ra một cỗ như có như không khí tức, một cỗ bàng bạc linh hồn chi lực từ trên người hắn tràn ngập khắp nơi, hướng về toàn bộ quảng trường bao phủ tới. Tiêu huynh, Thanh Minh nhìn thấy, vội vàng vỗ một cái Tiêu Phàm bả vai. Hắn kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, cự ly Tiêu Phàm rất gần hắn, như thế nào cảm thụ không đến Tiêu Phàm trên người khí tức đây. Cái kia trong nháy mắt, Thanh Minh chỉ cảm thấy bản thân lập tức như vào bùn biển, ZVZVZ hoàn toàn không thể động đậy, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn chỉ cảm thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé. Tiêu Phàm một cái cơ linh, bỗng nhiên lấy lại tinh thần, linh hồn chi lực lập tức thu liếm, tựa như cái gì đều không có phát sinh qua, cảm kích nhìn Thanh Minh một cái. Nếu như không phải Thanh Minh nhắc nhở, nếu như hắn bại lộ ra cường đại linh hồn lực lượng, có lẽ nghĩ giết hắn người thì càng nhiều. Tu luyện tới bây giờ, Tiêu Phàm rõ ràng, nên cao điệu thời điểm cao điệu, nên điệu thấp thời điểm điệu thấp, lúc này biểu hiện quá mức cường đại, đoán chừng Huyền Diệp liền càng thêm nghĩ giết hắn. Bất quá hắn cũng minh bạch, vừa mới hắn cũng đã nghĩ rõ ràng rất nhiều sự tình, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng hắn linh hồn chi lực lại là tăng vọt đến một cái đáng sợ cấp độ, ẩn ẩn bước vào một cái tiệm tân cảnh giới. Tiêu huynh, ngươi không sao chứ? Thanh Minh hít sâu một cái nhìn xem Tiêu Phàm nói, hắn biết rõ, bản thân vẫn như cũ đánh giá quá thấp Tiêu Phàm thực lực. Mặc dù vừa mới loại kia cảm giác lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng hắn trong lòng đã đem Tiêu Phàm trở thành so thập đại thiên tài còn muốn đáng sợ nhân vật. Không có việc gì, ngẫu nhiên đoạt được, may mắn ngươi nhắc nhở ta. Tiêu Phàm tiêu cười nói. Loại kia cảnh giới cho hắn một loại cực kỳ vi diệu cảm giác, hiện tại hắn đều bắt 10 phần rõ ràng, linh hồn bản thể giờ phút này cũng chìm vào loại trạng thái kia bên trong. Tiêu Phàm bản thân có thể rõ ràng cảm nhận được, linh hồn chi lực đang tại không ngừng tăng cường. Chỉ là Tiêu Phàm không minh bạch là, tại sao lấy hắn hiện tại trạng thái, còn không có đụng chạm đến cổ thần cảnh ngưỡng cửa, chẳng lẽ lại là bởi vì không có mệnh cách. Hắn ở trong tu la truyền thừa tìm được không ít liên quan tới đột phá cổ thần cảnh ghi chép, cùng hắn hiện tại tình huống mặc dù có vẻ như có một chút khác biệt, nhưng hắn cũng biết, đột phá cổ thần cảnh cùng mệnh cách cũng không có trực tiếp liên hệ. Chỉ cần bước vào thiên thần cảnh đạo khảm này, mệnh cách thuế biến thành thần nghiên cứu, tiếp xuống liền là không ngừng hấp thu thần linh chi khí, cường hóa thần cách. Đột phá quá trình, cũng đồng dạng là cường hóa thần cách quá trình. Mở ra nhân thể bí cảnh, đây là Tiêu Phàm tổng kết đột phá cổ thần cảnh phương pháp, muốn đột phá cổ thần cảnh, liền muốn mở ra nhân thể bí cảnh. Vô luận là thể tu, hay là thần tu, đều là như thế. Cổ thần cảnh đột phá quá trình, liền là cường hóa nhân thể bí cảnh quá trình, mỗi một lần cường hóa, tu giả đều có thể lĩnh ngộ ra tân thần thông lực lượng, đồng thời điều động nhân thể bí cảnh lực lượng cũng càng cường đại. Bất quá, Tiêu Phàm dựa theo vô tận chiến điển bên trong cổ thần cảnh tu luyện bộ phận thử qua 2 lần, đáng tiếc, nhân thể bí cảnh căn bản liền không có bất kỳ phản ứng nào. Đáng tiếc, hắn muốn tìm kiếm nhiều hơn liên quan tới đột phá cổ thần cảnh tin tức, lại không thu hoạch được gì. Lấy hắn thực lực chỉ có thể nhìn thấy tu la truyền thừa nhiều như vậy tin tức. Muốn xem nhiều hơn tin tức, liền nhất định phải đột phá cổ thần cảnh. Điểm này nhưng Tiêu Phàm cảm thấy rất thao đản, cái kia tu la truyền thừa ký ức phong ấn, chẳng lẽ liền không thể nhiều mở ra một cái cảnh giới sao? Nếu như giờ phút này hắn có thể xem cổ thần cảnh lại có thể xem tin tức, có lẽ cũng sớm đã chạm tới cổ thần cảnh ngưỡng cửa. Thật lâu,
Tiêu Phàm thở dài một hơi, tâm thần thối lui ra khỏi thần cung. Tiêu huynh, người đang suy nghĩ cái gì, có lẽ ta có thể giúp được bận bịu cũng nói không chừng. Thanh Minh nhìn thấy Tiêu Phàm buồn bực không vui bộ dáng, tức khắc mở miệng cười nói. Tiêu Phàm cái này mới lấy lại tinh thần, Thanh Minh dù sao cũng là một phủ thiếu chủ, có lẽ biết rõ sự tình so bản thân nhiều cũng nói không chừng. Thanh huynh, ta muốn biết rõ như thế nào lại có thể đột phá cổ thần cảnh. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ truyền âm hỏi, Thanh Minh mặc dù thực lực không bằng hắn, nhưng kiến thức chưa hẳn so ra kém bản thân. Ngươi muốn đột phá cổ thần cảnh, Thanh Minh kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn nhớ kỹ Tiêu Phàm vừa mới không lâu mới đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong A, cái này đột phá tốc độ cũng quá nhanh. Tiêu Phàm lắc lắc đầu, cười khổ nói, ta chỉ là trước giờ làm chuẩn bị mà thôi. Thanh Minh lúc này mới thở dài một hơi, nếu như Tiêu Phàm nhanh như vậy đột phá, cái kia thật sự là biến thái. Đột phá cổ thần cảnh, nói khó cũng không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản, chỉ cần mở ra nhân thể bí cảnh là được rồi, bất quá mở ra nhân thể bí cảnh, nhất định phải cổ kinh mới được. Thanh Minh giải thích nói. Điểm này Tiêu Phàm ngược lại là rõ ràng, liền cùng đột phá thiên thần cảnh một dạng, cần thiên thư cô đọng mệnh cách cùng thần lực chi tinh. Mà đột phá cổ thần cảnh, liền cần cổ kinh mở ra nhân thể bí cảnh. Lúc này, Thanh Minh thanh âm tiếp tục vang lên, nhân thể bí cảnh, hư vô phiêu miểu, rất khó bắt được, muốn mở ra để bản thân sử dụng, càng là gian nan, cho nên đồng dạng đều là cổ thần cảnh cường giả hỗ trợ dẫn đạo ra nhân thể bí cảnh. Cổ thần cảnh hỗ trợ, Tiêu Phàm trợn tròn mắt, hắn không nghĩ đến còn có dạng này phương pháp, bên cạnh hắn nhưng không có tin được cổ thần cảnh, cái này như thế nào hỗ trợ. Đây chỉ là đồng dạng tình huống mà thôi, lấy Tiêu huynh thiên phú, nghĩ đến chính mình đột phá cũng rất dễ dàng, nếu là không có cổ kinh lời, quay đầu ta về U Vân Phủ cho Tiêu huynh tìm hai bộ. Thanh Minh ngược lại cũng mười phần thở mạnh. Hắn không biết là, Tiêu Phàm căn bản không thiếu cổ kinh, mà là hắn căn bản là cô đọng không ra nhân thể bí cảnh, thậm chí ngay cả cảm ứng đều không cảm ứng được. Vậy liền phiền phức Thanh huynh, Tiêu Phàm gật gật đầu. Trầm ngâm lúc này lại hỏi, đúng rồi, không phải nói có người có thể tại chiến thần cảnh mở ra tiểu thiên địa cùng thần cung A, tiểu thiên địa cùng thần cung hẳn là cũng xem như nhân thể bí cảnh A, vậy cái này loại người lại là như thế nào đột phá? Thanh Minh cũng không có suy nghĩ nhiều, hít khẩu khí nói, nắm giữ tiểu thiên địa cùng thần cung người, tại thiên thần cảnh trở xuống, xác thực chiếm hết ưu thế, nhưng nếu nghĩ đột phá, lại là cơ bản không có khả năng. Tiêu Phàm trong lòng một cái lộp bộp. Cái gì gọi là không có khả năng, không phải nói nắm giữ tiểu thiên địa cùng thần cung người, đều là thể tu cùng thần tu bên trong tuyệt thế thiên tài. Lời này là ai nói, nhìn ta không đánh chết hắn. Tiêu Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lên Hề lão khuôn mặt, liền là Hề lão lúc trước nói cho hắn biết, nắm giữ tiểu thiên địa là vạn người không được một thiên tài, hiện tại Tiêu Phàm có một loại bị lừa gạt cảm giác. Đúng rồi, từ khi Sở ra cổ địa sự tình sau đó, liền chưa thấy qua Hề lão. Hắn sẽ không còn lưu ở chiến hồn đại lục A. Tiêu trong lòng bỗng trầm xuống. Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, tiếp tục nói, không có khả năng. Chẳng lẽ là hoàn toàn không thể đột phá A? Thanh Minh thật cũng không nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc biến hóa, lờ đĩnh truyền âm nói, cũng không phải nói hoàn toàn không thể, nhưng là tỷ lệ rất nhỏ, người biết rõ tiểu thiên địa cùng thần cung đại biểu cái gì sao? Cái gì? Tiêu Phàm lờ đĩnh nói ra. Tiểu thiên địa là dương. Thần cung là âm, nếu như chỉ có tiểu thiên địa, hoặc là chỉ có thần cung, vậy coi như tương đương với âm dương không đủ, cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không giải chính là cái này đạo lý. Thanh Minh hít khẩu khí. Lập tức lại tiếp tục nói, có thể lĩnh ngộ tiểu thiên địa cùng thần cung, đúng là vạn người không được một thiên tài, nhưng là chỉ là đang đồng giai mà thôi, có thể muốn bước qua cổ thần cảnh đạo khảm này, biết bao gian nan. Cái kia thật sự là quá đáng tiếc. Tiêu Phàm cũng theo Thanh Minh thái độ lắc lắc đầu nói, vậy nếu như đã nắm giữ tiểu thiên địa, lại nắm giữ thần cung đây? Loại người này lại như thế nào đột phá? Loại người này sẽ không tồn tại. Thanh Minh nghĩ đều không nghĩ, trực tiếp lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng, chẳng lẽ bản thân cái này người sống hay là giả hay sao? Bất quá không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Thanh Minh lại nói, loại người này nếu như tồn tại, cái kia tuyệt đối là bị thiên đố. Lão thiên gia đều muốn giết hắn. Bị thiên đố, Tiêu Phàm khóe miệng giật một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh,
hắn hồi tưởng lên lần trước đột phá thiên thần cảnh lúc độ vô lượng thần lôi kiếp, lại không khỏi hít một hơi lạnh. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là cái kia thần lôi kiếp chỉ là ra ngoài ý muốn mà thôi, nhưng hắn không nghĩ đến, dĩ nhiên nguyên nhân ở trên người hắn, bởi vì hắn không những nắm giữ tiểu thiên địa, còn nắm giữ thần cung. Cái này lại là tại sao? Tiêu Phàm ngoài mặt vẫn là duy trì bình tĩnh, cái này cùng hắn tu luyện tâm luyện cổ kinh có quan hệ, nếu không mà nói, đã sớm bại lộ. Người trước đó không phải nói a, tu giả vốn liền là nghịch thiên mà đi, thần kiếp liền là hủy diệt tu sĩ, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, nắm giữ tiểu thiên địa người liền tương đương với một mảnh khác thiên, nếu như lại tăng thêm thần cung lời, âm dương bổ sung, đây chính là có thể lớn lên thành chân chính thế giới. Thanh Minh lắc lắc gì không ép bảy đầu. Hắn còn kém phía dưới câu nói này không nói, đồng thời nắm giữ tiểu thiên địa cùng thần cung người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Thanh Minh đột nhiên thần sắc biến vô cùng thận trọng lên, hít sâu một cái nói, loại người này, không sống hậu thế, bởi vậy cũng xưng là thiên đố chi nhân. Thiên đố chi nhân, lấy Tiêu Phàm tâm tính, hắn cũng không nhịn được toàn thân kịch chấn, hắn chỉ nghe nói qua thiên hữu chi nhân. Có thể chưa nghe nói qua cái gì thiên đố chi nhân. Chẳng lẽ bản thân thật sự là thiên đố chi nhân sao? Liền thượng thiên đều muốn đố kỵ sao? Tiêu Phàm nguyên bản coi là tìm được đột phá cổ thần cảnh phương pháp, trong lòng một trận may mắn, có thể Thanh Minh phía sau câu nói kia, đối với Tiêu Phàm tới nói lại là sấm sét giữa trời quang. Thiên đố chi nhân, không vì thượng thiên dung thân, chẳng lẽ bản thân thật không cách nào đột phá cổ thần cảnh? Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, hắn vốn liền là không phục người, cho dù thiên đố thì tính sao. Thiên hữu chi nhân cũng không nhất định có thể cam đoan bất tử a, thiên đố chi nhân, cũng không chắc không có đường sống. Sư tôn lúc trước khẳng định nhìn ra ta thể chất, bất quá hắn không nói với ta, mà là đồng dạng truyền ta vô tận chiến điển, vậy liền nói rõ nhất định có đột phá phương pháp. Tiêu Phàm nắm đấm nắm chặt, trong lòng ngọn lửa hy vọng không diệt. Trời muốn tiêu diệt ta, ta liền diệt thiên. Từ tiếp nhận tu la truyền thừa một khắc kia bắt đầu, hắn làm ra mỗi một sự kiện, không phải đều là nghịch thiên mà đi sao. Đi đến hôm nay, mười phần gian nan, nhưng hắn vẫn ở chỗ cũ vượt mọi chông gai, chưa bao giờ từng có lui lại chi tâm. Trước kia không có, hiện tại cũng không có, về sau cũng sẽ không có. Không thể không nói, Tiêu Phàm tâm tính dị thường kiên định, nếu là đổi lại những người khác. Đoán chừng sớm đã bị đả kích không được. Thiên đố chi nhân tất nhiên không tồn tại, cái kia tại sao có thiên đố chi nhân xưng hô thế này đây? Tiêu Phàm lại cho Thanh Minh truyền âm nói. Hoang cổ thời kỳ, nghe nói từng có không ít thiên đố chi nhân, những người này đều là tuyệt thế yêu nghiệt, thiên phú dị thường kinh người, đáng tiếc về sau đều chết đi. Thanh Minh tựa như lâm vào xa xôi ký ức bên trong, hắn nội tâm đối hoang cổ thời kỳ tràn đầy một loại hướng tới. Đáng tiếc, cái kia đoạn tuế nguyệt quá mức xa xôi, liền ghi chép đều mười phần thưa thớt, Thanh Minh cũng là ngẫu nhiên tại một bản tàn quyển nhìn lên đến. Không biết tại sao, về sau thiên đố chi nhân liền rốt cuộc không cách nào thuận lợi đột phá cổ thần cảnh, hoặc là đột phá sau, liền sẽ gặp vô tận gặp trắc trở, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Thanh Minh lại hồi ức nói. Chẳng lẽ có người thật thành công? Tiêu Phàm thần sắc hơi động. Hắn không thể bại lộ bản thân nắm giữ tiểu thiên địa cùng thần cung sự tình, nhưng hắn cũng đồng dạng muốn biết đột phá cổ thần cảnh phương pháp. Thanh Minh nhìn thấy Tiêu Phàm đối cái này mười phần hiếu kỳ, cũng không ngại phiền giải thích nói, đó là tự nhiên, vô số tuế nguyệt đến nay cũng xuất hiện không ít người nắm giữ tiểu thiên địa, hoặc là thần cung, thậm chí bọn họ cũng đột phá đến cổ thần cảnh. Ta cũng là ở một bản cổ quyển bên trên thấy qua, nắm giữ tiểu thiên địa người muốn đột phá. Cần luyện hóa một kiện cường đại âm thuộc tính bản mệnh pháp bảo, cùng tiểu thiên địa dương thuộc tính cân đối nhất trí, sau đó đem tiểu thiên địa cô đọng thành chính mình nhân thể bí cảnh. Chỉ là kể từ đó, tiểu thiên địa ưu thế liền hiển lộ không ra, trừ phi hắn bản mệnh pháp bảo đầy đủ cường đại, đồng dạng, nắm giữ thần cung người liền phải luyện hóa một kiện dương thuộc tính pháp bảo, mới có thể đột phá. Không thể không nói, Tiêu Phàm phát hiện bản thân hỏi đúng người, nếu là đổi lại những người khác. Đoán chừng căn bản liền không biết những cái này dị văn. Cũng là bởi vì Thanh Minh là U Vân phủ thiếu phủ chủ, một phủ nội tình vẫn là cực kỳ thâm hậu. Về phần đồng thời nắm giữ tiểu thiên địa cùng thần cung người, muốn đột phá cổ thần cảnh kỳ thật rất dễ dàng, chỉ cần âm dương tương dung là được,
nhưng là sẽ rất có thể sẽ hạ xuống thần lôi kiếp, cho dù cổ thần đỉnh phong cũng chưa hẳn có thể chịu được. Nói đến đây, Thanh Minh lại hít khẩu khí. Tiêu Phàm trong lòng trầm xuống, mặt ngoài lại là ra vẻ bình tĩnh nói, cái kia đồng thời nắm giữ tiểu thiên địa cùng thần cung người đơn giản liền là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vậy cũng không nhất định, Thanh Minh lắc lắc đầu, truyền âm nói, mọi thứ đều có một đường sinh cơ nha, lúc trước ta bởi vì hiếu kỳ, tìm ta phụ thân hỏi qua, hắn nói, đã từng có người từng thành công, có thể tránh né thần lôi kiếp. A, còn có người như vậy, Tiêu Phàm kinh ngạc nói, trong lòng ngọn lửa hy vọng lần nữa bốc cháy lên. Thanh Minh gật gật đầu nói, muốn man thiên quá hải, cần tìm đủ 4 loại huyền hoàng chi khí, lại dung nhập tiểu thiên địa cùng thần cung bên trong. Cái nào 4 loại huyền hoàng chi khí? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Thanh Minh hồi tưởng một cái, trầm ngâm nói, tựa như là hư vô chi khí, huyền hoàng chi khí, chí tôn chi khí, còn có một cái ngũ cái gì, ta quên. Tiêu Phàm nghe vậy, đem Thanh Minh lời toàn bộ lạc ấn ở não hải chỗ sâu, âm thầm trầm ngâm nói, hư vô chi khí hẳn là đơn giản, ta trong giới chỉ có không ít hư vô thần châu, vốn liền là hư vô chi khí ngưng tụ mà thành. Huyền hoàng chi khí cùng chí tôn chi khí, tất nhiên biết cái tên này, về sau đại khái có thể đi tìm kiếm, ngược lại là cái kia ngũ cái gì, phải xác nhận một cái. Tiêu Phàm còn muốn hỏi thăm Thanh Minh, lại cảm giác sự tình hăng quá hóa dở, hơn nữa, phía trước chỉ kém một người liền đến phiên hắn, tiếp tục hỏi tiếp, không khỏi sẽ chậm trễ vòng thứ hai tranh tài, còn sẽ nhường Thanh Minh đem lòng sinh nghi. Chí ít, hiện tại đã thấy hy vọng, cái này đã đầy đủ. Chỉ cần tìm tới cái này 4 loại huyền hoàng chi khí, bản thân liền có thể thử nghiệm đột phá cổ thần cảnh, chí ít so một mực dừng lại ở thiên thần cảnh mạnh hơn. Tất nhiên nhận định mục tiêu, Tiêu Phàm những ngày qua cũng không cần thử nghiệm đột phá cổ thần cảnh, có thể toàn tâm toàn ý tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái vòng thứ 2 tỷ thí. Đem mệnh cách thần tinh giao ra đến, rốt cục đến phiên Tiêu Phàm, một cái người hầu thản nhiên nhìn Tiêu Phàm một cái nói, rất có mấy phần không kiên nhẫn. Tiêu Phàm đối với hắn ngữ khí lơ đễnh, đem trên người mệnh cách thần tinh đưa cho người hầu nhìn xem phát sáng mệnh cách thần tinh, thần sắc đột nhiên nghiêm một chút, không khỏi nhiều đánh giá Tiêu Phàm vài lần. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiêu Phàm một mặt không hiểu nhìn xem người hầu, một cái tay sờ lên khuôn mặt, hỏi. Chẳng lẽ ta trên mặt có lọ, để ngươi nhìn thấy như thế nghiêm túc? Không, không cái gì. Người hầu nói chuyện đều có chút phát run. Cùng vừa rồi muốn mệnh cách thần tinh thái độ phát sinh 180 độ chuyển biến, biến vô cùng kính cẩn nghe theo. Tiêu huynh, hắn đang sợ ngươi. Một bên Thanh Minh cười cười truyền âm nói. Sợ ta làm cái gì, ta lại không ăn thịt người. Tiêu Phàm một mặt không hiểu nhún nhún vai nói. Ngươi mệnh cách thần tinh quang mang hừng hực, chỉ sợ là mấy trăm đạo vô chủ mệnh nguyên, ngươi một người giết mấy trăm thiên thần, ngươi nói hắn có sợ hay không? Thanh Minh cười quái dị nói. Tiêu Phàm tức khắc lộ ra phảng phất, mệnh cách thần tinh tụ tập vô chủ mệnh nguyên càng nhiều, quang mang lại càng sáng chói đoạt người. Trong tay hắn mệnh cách thần 4x4 tinh, cũng đã tiếp cận trong suốt, đối phương không sợ mới là lạ chứ. Phải biết, một đạo vô chủ mệnh nguyên, khả năng liền đại biểu cho một cái thiên thần cảnh tính mệnh a. Nhưng mà, Tiêu Phàm chờ đợi nửa ngày, xác thực người thị giả kia vẫn như cũ không có thống kê đi ra. Hắn ngược lại là lộ ra một tia không kiên nhẫn. Phía trước ngược lại là nhanh một chút a, chúng ta còn chờ lấy tham gia vòng thứ hai tranh tài đây. Được hay không a, nếu là không vượt qua được, liền cút sang một bên, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Chính là, chỉ ngươi mấy cái kia tích phân, đoán chừng đều là từ cấp dưới nơi đó muốn tới, cho nên không có ý tứ lấy ra a. Xếp ở phía sau tu sĩ nhao nhao truyền đến không kiên nhẫn lời nói, bắt đầu la ầm lên. Bọn họ coi là Tiêu Phàm không có xuất ra mệnh cách thần tinh. Tiêu Phàm chậm rãi quay đầu, nhìn hậu phương những cái kia tu sĩ một cái, một thoáng thời gian, cái kia kêu gào thanh âm két két mà dừng, trên mặt Tiếu Dung bỗng nhiên bị hoảng sợ thay thế. Tiêu Phàm, có người kinh hô mà ra, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm run giọng nói. Những người khác nghe được Tiêu Phàm hai chữ, không khỏi dọa đến tim mật phát lạnh, nghĩ đến vừa mới chào phúng lại là Tiêu Phàm. Bọn họ liền cảm giác trên người hiện nổi da gà lên. Đây chính là liền huyền bạch y đều dám giết sát thần A, ta vậy mà tại trào phúng hắn, gây hấn hắn. Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến bản thân chỉ là nhìn thoáng qua,
bọn họ vậy mà đều như thế sợ hãi, chẳng lẽ bản thân thật có như thế đáng sợ sao? Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung, bất quá, cái này ở trong mắt những người kia, đây quả thực liền là ma quỷ mặt cười, cúi đầu không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Tốt, tốt, lúc này, người thị giả kia thanh âm đột nhiên vang lên, hiển nhiên là tích phân thống kê đi ra, chỉ bất quá thanh âm có chút phát run. Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem người hầu, người sợ hãi ta liền sợ hãi a, vì cái gì nói một câu còn run lên a, nơi này nhiều người như vậy, ta chẳng lẽ còn có thể giết ngươi hay sao? Bất quá, khi hắn nghe được tiếp xuống một câu lúc, hắn rốt cục biết rõ người hầu vì sao sẽ như thế sợ hãi hắn, thậm chí ngay cả chính hắn cũng ngốc trệ ở nguyên chỗ. Tiêu Phàm, 1201 tích phân. Người hầu hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, trong tay cầm một trang giấy, rốt cục run rẩy báo ra một con số. Chẳng phải 1201, Tiêu Phàm lơ đễnh khoát tay một cái nói. Bất quá lời còn chưa dứt, hắn hai mắt bỗng nhiên trừng một cái, hiển nhiên chính hắn cũng bị giật nảy mình, kinh ngạc nhìn xem người hầu nói, ngươi nói bao nhiêu. Tiêu Phàm một cử động kia, trực tiếp đem người hầu dọa đến co quắp mềm ở trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem hắn, lại là một chữ đều không nói ra được đến. 1201 tích phân. Lúc này, Tiêu Phàm sau lưng Thanh Minh đột nhiên kinh hãi đọc lên một chuỗi con số, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. 1201 tích phân. Hậu phương những cái kia xếp hàng tu sĩ, cũng có người run rẩy mở miệng, trên mặt cũng tràn đầy hoảng sợ, nhất là mấy cái kia vừa mới chào phúng Tiêu Phàm người, bọn họ hận không thể hung hăng phiến bản thân mấy cái tát tai. 1201 tích phân a. Mỗi một cái tích phân đều đại biểu cho một đầu thiên thần cảnh tính mệnh, vậy cái này chẳng phải là nói rõ Tiêu Phàm giết 1201 người. Sát thần, mọi người trong đầu lập tức nghĩ tới một cái từ, bọn họ tìm nửa ngày cũng chỉ tìm tới cái từ này để hình dung Tiêu Phàm. Chuỗi này con số lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, nhanh chóng hướng về tứ phương truyền bá mà đi, đám người ánh mắt toàn bộ đều hướng về Tiêu Phàm vị trí tụ đến, trên mặt toàn bộ đều khó nén chấn kinh chi sắc. Cái này hắn nha thực sự là nhân lực gây nên sao? 1201 tích phân, đây chính là 1201 thiên thần A, toàn bộ đều bị hắn giết chết. Coi như hơn 1000 người đứng ở để cho hắn giết, cũng phải giết nữa ngày A, hắn là làm sao làm được? Sát thần, đây mới thực là sát thần A, khó trách hắn liền Huyền Bạch Y đều dám giết, đã bao lâu nay thiên thần bảng tranh đoạt tái đến nay, cái này có vẻ như còn là lần thứ nhất phá 1000 tích phân A. Trước kia không biết, nhưng là gần đây hơn ngàn năm, tuyệt đối là lần thứ nhất, ta nhớ kỹ từ ngàn năm nay tối đa cũng liền chiếm được 300 tích phân, đã coi như là cực kỳ khủng bố. Đúng vậy a, vòng thứ nhất chỉ có 30 ngày, 300 người đều muốn mỗi ngày giết 10 người, hắn 1201 tích phân, chẳng phải là một ngày muốn giết 40 người. Ta nhớ kỹ khóa này thiên thần bảng tranh đoạt tái có vẻ như cũng liền 1.000-2.000 người tới tham gia a. Chẳng phải là nói hắn một người cơ hồ giết 1/10. Tê đám người kinh hãi đến cực điểm, hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Giờ khắc này, không những người dự thi kia, liền là thế hệ trước tu sĩ cũng động dung, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy kính sợ cùng hoảng sợ. Tại Tiêu Phàm cách đó không xa, đứng đấy một người mặc bạch sắc váy ngắn thiếu nữ, cũng là cực kỳ kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng 10 phần không phục nói. 1201, chỉ bất quá là dựa vào hắn mấy cái kia cấp dưới mà thôi. Chờ đến vòng thứ hai, ta cũng phải nhìn xem ngươi còn có thể sống sót rời đi sao. Không nói bọn họ, cho dù là Tiêu Phàm, cũng là một mặt mộng bức, hắn nhớ kỹ tối đa cũng liền giết vài trăm người mà thôi, lấy được tích phân cũng không sai biệt lắm chỉ có 400 tả hữu. Nhưng hắn không nghĩ đến, bản thân cái viên kia mệnh cách thần tinh bên trong. Lại có 1201 sợi vô chủ mệnh nguyên. Kể từ đó, cho dù tự mình nghĩ điệu thấp đều điệu thấp không được a. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía Phong Lang, Quân Nhược Hoan cùng Trọc Thiên Hồng, ba người một mặt vô tội bộ dáng, mà một bên Quỷ Thiên Cửu cùng Thần Thiên Nghiêu lại là kinh hãi không thôi. Các ngươi đến cùng giết bao nhiêu người? Tiêu Phàm không nhịn được cho mấy người truyền âm nói. Ta giết cái kia một số người. Tăng thêm bọn họ những cái kia mệnh cách thần tinh bên trong vốn là có, không sai biệt lắm chừng 100 sợi vô chủ mệnh nguyên A. Quân Nhược Hoan suy nghĩ một chút nói. Hắn là cẩn thận người,
lúc trước dung hợp người khác mệnh cách thần tinh lúc, xem xét một cái mệnh cách thần tinh bên trong vô chủ mệnh nguyên số lượng. Ta không sai biệt lắm chiếm được 400 sợi, tăng thêm người cái này 100, cũng mới 500 a, cái kia còn lại 700 đây. Tiêu Phàm lại hỏi, ta giết 121 người, không có nhìn vô chủ mệnh nguyên số lượng, hẳn là cũng có khoảng 300. Phong Lang một mặt vô tội nhún nhún vai nói, thần sắc đạm mạc, tựa như giết chết cũng không phải người. Cho dù như thế, vậy còn có 400 đây. Tiêu Phàm trong lòng không còn gì để nói, Phong Lang cảnh giới có lẽ không làm sao, nhưng là nhường hắn giết người lời, đoán chừng thiên thần cảnh đỉnh phong cũng không phải đối thủ của hắn. Lần này, hắn càng là ở trong chém giết, lần thứ hai bước ra một cái tiểu cảnh giới, đột phá đến thiên thần cảnh hậu kỳ. Công tử, ta, Chọc Thiên Hồng ấp a ấp úng, tựa như có cái gì lời không có ý tứ nói một dạng. Chọc Thiên Hồng, người có thể hay không ra môn điểm, vô luận ngươi giết bao nhiêu người, công tử đều sẽ không trách ngươi. Phong Lang khinh bỉ nhìn thoáng qua Chọc Thiên Hồng nói. Ta giết 6 người, Chọc Thiên Hồng nghĩ nghĩ, không có ý tứ nói. 6 cái, Tiêu Phàm thiếu chút nữa thì kêu đi ra, một mặt không tin nhìn xem Chọc Thiên Hồng. Có quỷ mới tin ngươi, Quân Nhược Hoan, Phong Lang, Quỷ Thiên Cửu cùng Thần Thiên Nghiêu 4 người khinh bỉ nhìn xem Chọc Thiên Hồng. Giết 6 người có thể lấy được 400 vô chủ mệnh nguyên. Nếu quả thật là nói như vậy, cái kia chẳng phải là nói thiên thần bảng tranh đoạt tái không cần chết nhiều người như vậy. Là thật, ta xác định chỉ giết 6 người, bất quá, ta tại mấy người kia trộm 400 sợi vô chủ mệnh nguyên. Chọc Thiên Hồng trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, tựa như sợ bị Tiêu Phàm trách tội một dạng. Trộm, Tiêu Phàm mấy người trợn tròn mắt, cái này vô chủ mệnh nguyên không phải tại mệnh cách thần tinh bên trong a. Ngươi làm sao trộm đi ra? Chọc Thiên Hồng còn coi là Tiêu Phàm đang trách hắn giết biết bao nhiêu người, vội vàng nói, công tử, ta thực sự không có giết nhiều người như vậy, cái kia 400 vô chủ mệnh nguyên thực sự là trộm, bất quá ngươi yên tâm, ta không phải trộm người sống, mà là từ mệnh cách thần tinh bên trong trộm, bọn họ cha không ra. Yên tâm em gái ngươi a, còn cha không ra, nhìn thấy Chọc Thiên Hồng cái kia hổ thẹn bộ dáng. Tiêu Phàm kém chút nhìn không được xông đi lên cho hắn hung hăng đạp mấy cước, ra hỏa này, dĩ nhiên thật trộm 400 vô chủ mệnh nguyên, đây là muốn đem hắn vào chỗ chết hố sao. Điệu thấp, cái gì gọi là điệu thấp, ta một lần lại một lần nói cho các ngươi, trừ phi kẻ khác khi dễ đến bản thân trên đầu, làm người còn là muốn điệu thấp, có thể các ngươi đây là điệu thấp sao. 1.201 tích phân A, thế nhưng là tương đương với 1.201 cái tính mạng. Hiện tại toàn bộ đều quái đến ta trên thân. Bất quá nghĩ đến Chọc Thiên Hồng năng lực, Tiêu Phàm 4 nhân 10 mũ 8 AA cũng chỉ có thể không thể làm gì. Gia hỏa này liền người sống mệnh nguyên đều có thể ăn cắp, đồng thời biến thành vô chủ mệnh nguyên, huống chi cái kia mệnh cách thần tinh bên trong đây. Nói câu không tốt nghe, gia hỏa này đơn giản liền là lại gian lận. Tiêu Phàm bọn họ chân chính giết chết người, đoán chừng cũng liền khoảng 400 người. Bất quá tích phân lại không phải bình thường dễ thấy. 1.201 tích phân, nghiễm nhiên liền là sát thần chuyển thế. Mà Chọc Thiên Hồng ra hỏa này năng lực, mới sáng tạo ra Tiêu Phàm hôm nay sát thần tên. Nhìn thấy bốn phía cái kia kinh ngạc và hoảng sợ ánh mắt, Tiêu Phàm muốn nói một câu, ta thực sự không có giết nhiều người như vậy. Thế nhưng là, sự tình đã tới này, cũng không ai sẽ tin tưởng hắn, hơn nữa. Hắn cũng không tất yếu hướng đi người khác giải thích, cái này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Có lẽ, sợ hãi ta sẽ nhường tiếp xuống tranh tài thoải mái hơn một chút. Tiêu Phàm âm thầm an ủi bản thân, sau đó chậm rãi hướng một bên đi đến. Tiêu Phàm đoạt được 1.201 tích phân, tạo thành tiếng vọng hay là rất lớn, dù là hắn thối lui đến trong đám người, cũng phát hiện có vô 4 cây DRG số ánh mắt theo dõi hắn. Thậm chí. Hắn còn cảm nhận được mấy cỗ vô cùng cường đại khí thế tập trung vào hắn, đều không kém gì thi hoàng tử. Hắn lúc này mới phát hiện, nhỏ yếu người bởi vì cái kia 1.201 tích phân mà sợ hãi hắn, chân chính cường giả, lại bởi vì lần này 1.201 tích phân mà đem hắn xem như đối thủ. Tiêu Phàm cũng không biết là phúc hay họa, hắn bây giờ có thể làm, chỉ có thể chờ đợi vòng thứ hai tranh tài bắt đầu. Sau nửa ngày, tích phân thống kê kết thúc. 500 tiến giai vòng thứ hai danh sách cũng đi ra, toàn bộ đều lạc ấn cùng một chỗ to lớn thần lực trên màn sáng. Tiêu Phàm danh tự không hề nghi ngờ treo ở hàng ngũ nhứ nhất,
tên hắn phía sau 1201 càng là cực kỳ dễ thấy, tất cả mọi người cũng nhìn không được nhìn nhiều một cái. Các ngươi có 3 canh giờ chuẩn bị, 3 canh giờ sau vòng thứ 2 tranh tài bắt đầu. Lúc này, cái kia màu đen long bào nam tử trung niên lần nữa xuất hiện, tiếng truyền toàn trường nói. Tiêu Phàm ngược lại là không có quan tâm hắc sắc long bào nam tử trung niên lời nói, mà là nhìn về phía một bên Quân Nhược Hoan, hắn có thể rõ ràng bắt được Quân Nhược Hoan con ngươi chỗ sâu sát ý. Ngươi cùng hắn có thù, Tiêu Phàm cho Quân Nhược Hoan truyền âm nói. Quân Nhược Hoan vội vàng áp chế trong lòng sát ý, cúi đầu không dám nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vỗ vỗ Quân Nhược Hoan bả vai nói, ngươi đã là Tu La Điện người, ta cái này làm điện chủ liền sẽ vì ngươi làm chủ, chỉ là Tu La Điện hiện tại thực lực vẫn là quá yếu, hiện tại thay ngươi báo không được thù, nhưng nếu có ngày nào đó, ta bồi ngươi đi Thiên Võ Thần Sơn đi một vòng. Quân Nhược Hoan đột nhiên ngẩng đầu, cảm kích nhìn xem Tiêu Phàm, hít sâu một cái nói, công tử biết rõ ta cùng với Thiên Võ Thần Sơn có thù. Đoán, Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng. Người ta hiện tại còn không phải Thiên Võ Thần Sơn đối thủ, từng bước một đến, nam tử hán đại trượng phu, nên có thù tất báo. Quân Nhược Hoan trịnh trọng gật gật đầu, nói tạ ơn công tử, người này tên là Lục Kinh Long, chính là Thiên Võ Thần Sơn Lục gia lão nhị, cùng ta có thù không đội trời chung. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, quay đầu ngươi nghĩ rõ ràng, có thời gian cho ta ngươi nói một chút sự tình. Tiêu Phàm cười cười nói. Nơi này cổ thần cảnh cường giả tối đỉnh không ít, nếu như có cái gì đặc thù thủ đoạn nghe được bọn họ truyền âm lời nói có thể liền không xong. Bất quá, Tiêu Phàm đối với cái kia hắc sắc long bào nam tử trung niên Lục Kinh Long cũng không có cái gì hảo cảm, trước đó Lục Kinh Long rõ ràng sớm đã xuất hiện, lại không ngăn cản Huyền Diệp giết hắn, Tiêu Phàm đó là liền đã đem Lục Kinh Long liệt vào địch nhân hàng ngũ. Tất nhiên Quân Nhược Hoan cùng Lục Kinh Long vốn liền có thù. Tiêu Phàm xem như Quân Nhược Hoan điện chủ, một cách tự nhiên đứng ở Quân Nhược Hoan một phương. Quân Nhược Hoan gật gật đầu, không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, mà là nói sang chuyện khác, công tử vòng thứ hai, nhất định muốn chiếm tiên cơ. Ta biết rõ, Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, vòng thứ hai so đấu là thiên phú và ngộ tính, hai cái này phương diện, Tiêu Phàm tự nhận là đều không kém ai, thậm chí có thể nói là hắn cường hạng. Nếu như liền cái này cũng không qua. Vậy hắn Tiêu Phàm cũng không muốn tham gia vòng thứ ba. Ba canh giờ trôi qua rất nhanh, Thất Tinh Phủ Thái Thượng Trưởng Lão Hạc Nhan cùng Cổ Linh Phái Cường giả một trận chiến cũng rốt cục bỏ qua, đám người không biết chiến quả, cũng không làm sao quan tâm. Tiêu Phàm cũng đồng dạng không có để ý tới, hắn ở nguyên chỗ khôi phục một cái thể lực và tâm thần, những người khác lại đều đi cố ý chuẩn bị một phen. Đến giờ, tất cả người dự thi ra sân, nhận lấy mệnh cách thần tinh. Lục Kinh Long thanh âm tiếp tục vang lên. Chờ đám người bước vào quảng trường nhận lấy xong mệnh cách thần tinh sau đó, Lục Kinh Long lại nói, hiện tại ta tuyên bố một cái vòng thứ hai quy tắc tranh tài. Đám người toàn bộ đều nín thở ngưng thần nghe, dù là Tiêu Phàm cũng đồng dạng như thế, liền Quân Nhược Hoan đều không biết vòng thứ hai cụ thể quy tắc, hắn cũng không dám khinh thường. Vòng thứ hai tranh tài, mục tiêu vô thần đảo. Lục Kinh Long tiếp tục nói. Vô thần đảo. Đám người nghe được ba chữ này, không khỏi hít một hơi lạnh, tựa như gặp được cái gì kinh khủng nhất sự tình đồng dạng, toàn bộ đều lộ ra kinh hãi. Tiêu Phàm một mặt nghi hoặc, cái này vô thần đảo đầu sợ hãi như vậy hay sao, nếu không những người này làm sao sẽ như thế sợ hãi. Lúc này, Tiêu Phàm bên tai đột nhiên truyền đến Quân Nhược Hoan thanh âm, công tử, cái này vô thần đảo chính là một chỗ hiểm địa, chung quanh không chỉ có trận pháp, cùng ta trước đó nói tới đồng dạng. Có thể áp chế tu sĩ lực lượng, ngoại trừ nhục thân cùng linh hồn bên ngoài, cái khác thần thông cùng thiên phú thủ đoạn đều không thể sử dụng, cho nên, ngươi muốn chuẩn bị tất cả, toàn bộ đều nhất định phải trước giờ lấy ra. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, tất cả những thứ này ngược lại là cùng Quân Nhược Hoan trước đó nói quy tắc tranh tài giống nhau như đúc, hắn muốn chuẩn bị đồ vật cũng đã thả ở cái kia nửa phong bế thức trang sức bên trong. Lúc này, Quân Nhược Hoan lại bổ sung, đúng rồi. Vô thần đảo bên trên đáng sợ nhất không phải nhân loại tu sĩ, mà là thú tộc, phía trên thú tộc vô số, thậm chí không thiếu cổ thần cảnh yêu thú, bọn chúng có chút không nhận trận pháp áp chế, công tử cần phải cẩn thận. Thú tộc sao? Tiêu Phàm thần sắc tức khắc biến ngưng trọng lên, hắn đi tới thái cổ thần giới hơn mấy tháng, còn không có thấy cái gì thú tộc đây. Thiên vũ vực thế nhưng là nhân loại tu sĩ địa bàn, thú tộc sớm đã bị xua đuổi đi ra.
yên lặng, Lục Kinh Long quát lạnh một tiếng, cổ thần cảnh đỉnh phong khí thức lập tức hướng về 500 thiên thần cảnh nghiền ép mà tới, toàn trường tức khắc lặng ngắt như tờ. Thật mạnh, đoán chừng đã là nửa bộ thần vương, Tiêu Phàm trong lòng khẽ nói một tiếng, Lục Kinh Long mang cho hắn áp lực, có thể so sánh Huyền Diệp phải lớn nhiều lắm. Các ngươi muốn làm, liền là lại ở trên đảo sống sót, sau đó leo lên vô thần đảo đỉnh, vào tay tiến giai vòng thứ ba tư cách lệnh, rõ ràng không? Lục Kinh Long thản nhiên nói. Đại nhân, nếu như có người trước đó lấy được tư cách lệnh, sau đó hủy cái khác làm sao bây giờ? Có tu sĩ mở miệng hỏi, không ít người cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau một tháng, người nào nắm giữ tư cách lệnh bài, người đó liền có thể tiến giai vòng thứ ba. Lục Kinh Long nhàn nhạt đáp lại. Câu trả lời này căn bản không tính là đáp án, nhưng tất cả mọi người đều hiểu Lục Kinh Long ý tứ, người nếu có bản sự hủy đi tư cách lệnh bài, vậy liền hủy đi. Thậm chí, nếu có người có thể duy nhất một lần lấy được tư cách lệnh bài, vậy liền chỉ có hắn một người tiến giai vòng thứ ba, đương nhiên, loại tình huống này cơ hồ không có khả năng xuất hiện. Tiêu Phàm cũng đại khái hiểu quy tắc, cái này cùng Quân Nhược Hoan ngày đó nói có chút sai lệch, nhưng là chênh lệch không lớn, còn tốt Quân Nhược Hoan cũng đã trước giờ nói với hắn một lần, bằng không hắn đều không biết mệnh cách thần tinh dùng như thế nào. Muốn tiến giai vòng thứ ba, trọng yếu nhất hay là lấy được tiến giai tư cách lệnh, nhưng là, cũng không phải mỗi người đều có thể lấy được tiến giai tư cách lệnh. Hơn nữa, lần này không nhất định cần 22 người tiến vào vòng thứ ba tranh tài. Cái cuối cùng vấn đề, Lục Kinh Long tiếp tục nói, hắn kiên nhẫn hiển nhiên không phải rất tốt. Xin hỏi đại nhân, nếu như tiến giai vòng thứ ba không có 22 người, cái kia chín phủ 13 tông như thế nào bài danh? Có một cái tu sĩ mở miệng nói, nhìn phục sức, hẳn là Huyền Thiên Kiếm Tông người. Không ít người tại nghe được câu này thời điểm, hữu ý vô ý hướng về Tiêu Phàm cùng Thanh Minh bọn họ vị trí nhìn đến, rất có gây hấn ý vị. Vòng thứ ba các đại thế lực bài danh phân ra sau đó, còn lại không có bài danh thế lực, có thể đề cử một người tham gia cá nhân chiến, bài xuất còn lại thế lực bài danh trước sau. Lục Kinh Long giải thích nói. Đám người nghe vậy, trong lòng bắt đầu tính toán. Tiêu Phàm hơi hơi trầm xuống, Lục Kinh Long lời nói không khó lý giải, nếu là tiến vào vòng thứ ba thế lực có lặp lại lời, tiến vào vòng thứ ba thế lực, chí ít cũng sẽ không lấy được dựng ngược đệ nhất. Hắn và Thanh Minh đám người muốn làm, liền là xâm nhập vòng thứ ba, một khi tiến vào vòng thứ ba, liền xem như bảo hiểm. Bất quá, Tiêu Phàm mục đích có thể không chỉ có chỉ là tiến vào vòng thứ ba mà thôi. Truyền tống trận mở ra, tất cả mọi người vào vô thần đảo. Lục Kinh Long đột nhiên bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không lần nữa xuất hiện một đạo kim sắc quang môn. 500 tu sĩ nhìn thấy, nhao nhao đạp không mà lên, hướng về quang môn bên trong cực tốc lao đi. Tiến vào quang môn một sát na kia, Tiêu Phàm liền cảm giác toàn thân một cái nào đó loại lực lượng bị rút sạch đồng dạng, thân thể bị một cỗ to lớn áp lực đè xuống. Không biết tại sao, Tiêu Phàm cảm giác mình thần thông lực lượng tại sói mòn, thể nội thần lực cũng biến hỗn loạn lên. Đồng dạng, hắn linh hồn cũng gặp một cỗ to lớn áp bách lực lượng, linh hồn bản thể cùng thí thần tức thì bị một cỗ kỳ lạ lực lượng giam cấm. Bất quá sau một lát, Tiêu Phàm phát hiện, giam cầm thí thần lực lượng đột nhiên quỷ dị biến mất, chỉ có linh hồn bản thể bị trói buộc lấy, nếu như chút năng lực cũng có thể sử dụng. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, giam cầm nhục thân lực lượng bỗng nhiên biến mất, sau đó mở ra hai mắt thời khắc, hắn phát hiện bản thân xuất hiện ở trong vô ngần hư không. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía dưới là một mảnh rộng lớn lục địa, phía trước căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Mà hậu phương lại là bao la mặt biển hiện ra trong trẻo ba quang. Thực sự là một cái hòn đảo, Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi trầm xuống. Rộng lớn hòn đảo phía trên, cổ thụ che trời, màu xanh biếc giạt rào, khắp nơi một mảnh sinh cơ mạnh mẽ cảnh tượng, ngẫu nhiên có từng đầu to lớn phi cầm ở không trung tàn phá bừa bãi, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hét lớn. Khi hắn hướng thiên không nhìn lại thời khắc, lại là phát hiện hòn đảo trên không bao phủ từng đạo thần bí đường vân, đem toàn bộ lục địa đều thâu tóm ở bên trong. Nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, cùng hắn cùng nhau tiến vào 500 tu sĩ, dĩ nhiên đều biến mất hết. 500 người mặc dù là tùy cơ hội phân bố ở cái này rộng lớn vô thần đảo phía trên, tạm thời hai không muốn gặp,
nhưng bọn họ có đầy đủ thời gian ứng đối tiếp xuống nguy cơ. Nhưng là, hắn nhãn lực biết bao cường đại, coi như mấy ngàn dặm phạm vi bên trong cũng có thể nhìn một cái không sót gì, có thể mấy ngàn dặm phạm vi bên trong đều không có một người, cái này sao có thể? Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình phục một cái nỗi lòng, dù sao, ở trên vô thần đảo, nguy hiểm nhất cũng không phải mặt khác 499 cái đối thủ, mà là ở trên đảo vốn là tồn tại thú tộc. Tiêu Phàm thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, bên tai truyền đến một trận cuồng phong kêu to, cực kỳ chói tai. Hắn muốn toàn lực phi hành, lại là phát hiện bản thân dĩ nhiên hoàn toàn không làm gì được cỗ kia to lớn áp lực. Cấm bay, Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hắn mặc dù đã sớm 4AQ làm xong không cách nào sử dụng thần thông cùng linh hồn thiên phú chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ đến, thậm chí ngay cả phi hành đều không cho phép. Chưa kịp hắn kịp thưởng thức vô thần đảo bên trên cảnh sắc, Tiêu Phàm phát hiện, phía dưới sơn phong cũng đã tận ở trước mắt. Con mẹ nó, Tiêu Phàm không nhịn được tuôn ra nói tục, từ vô ngần hư không rơi xuống, cái này to lớn trùng kích, cho dù đối với hắn tới nói, đoán chừng cũng là một loại chí mạng khiêu chiến. Oanh một tiếng nổ vang, Tiêu Phàm căn bản không kịp làm bất luận cái gì chuẩn bị, thân thể liền giống như đạn pháo một dạng đập ầm ầm ở trên hòn đảo, mặt đất kịch liệt run rẩy. Xa xa nhìn lại, sơn phong bên trong, bụi bặm đầy trời, to lớn tiếng vang ngạc nhiên chu vi vài dặm phạm vi bên trong điểu thú, điên cuồng hướng về bốn phía chạy trốn lấy. Cổ lâm bên trong, Tiêu Phàm nằm ngang tại to lớn phế tích bên trong, bày thành một cái chữ lớn, bộ mặt hướng xuống, chôn vào trong đất. Phi, phi, Tiêu Phàm nhổ mấy cục đàm, trong lòng thầm mắng không thôi. Nếu như nhường những người khác biết rõ bản thân lấy cái này ngã gục tư thế giáng lâm vô thần đảo, đoán chừng đều sẽ cười đến rụng răng. Tiêu Phàm đứng dậy, thần lực chấn động, trên người bùn đất lập tức chóc ra, lại khôi phục gọn gàng bộ dáng. Hắn trong lòng có chút khó chịu, luôn cảm giác bị người hại, nếu không mà nói, tuyệt đối không có khả năng truyền tống ở không trung. Không biết tại sao, Tiêu Phàm trong đầu trước tiên nghĩ đến liền là Lục Kinh Long. Truyền tống môn là hắn chủ trì, cũng chỉ có Lục Kinh Long có cái này năng lực điều khiển. Chỉ là Tiêu Phàm không minh bạch, bản thân có vẻ như không có đắc tội Lục Kinh Long a, hắn lại vì sao sẽ làm khó bản thân đây? Chẳng lẽ cùng cái kia cái gì Tử Vũ Thần Vương có quan hệ? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, lập tức lại lắc lắc đầu, mặc kệ, bây giờ còn là ngẫm lại như thế nào lấy được tiến giai tư cách lệnh lại nói. Cảm thụ một cái tự thân biến hóa. Tiêu Phàm xác nhận một chút, bản thân thần thông cùng linh hồn thiên phú đều không thể sử dụng, thậm chí ngay cả đồng thuật đều không cách nào phát huy tác dụng. Nhưng là, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, thí thần lực lượng vậy mà còn tồn tại. Cái này vô thần đảo không phải cấm chế thần thông cùng thiên phú sao? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện một loại khả năng, kia chính là vô thần đảo phía trên siêu cấp đại trận chỉ châm đối tu giả bản thân nhục thân cùng linh hồn. Thí thần thuộc về đệ nhị linh hồn, khả năng cũng bởi vậy trở thành cá lọt lưới. Có lẽ, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tiêu Phàm thầm nghĩ trong lòng, có thí thần tại, bản thân tiến giai vòng thứ ba cơ hội cũng lớn rất nhiều. Phốc phốc, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến, Tiêu Phàm chỉ cảm giác tê cả da đầu, thật giống như bị một đầu độc xà tập trung vào đồng dạng, vội vàng thời khắc, Tiêu Phàm không chút do dự hướng về một bên tránh đi. Nhưng hắn phiền muộn là, hắn nghĩ thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ, dĩ nhiên thi triển không ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tu La Kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm, không chút do dự hướng về hậu phương chém đi. Bang, một đạo bén nhọn kêu to vang lên, giống như kim loại ma sát đồng dạng, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung. Ngay sau đó, Tiêu Phàm bị một cỗ to lớn lực lượng đánh bay, trong tay Tu La Kiếm đều kém chút chóc ra. Tại bay ngược quá trình bên trong, Tiêu Phàm nhìn thấy một cái to lớn móng vuốt giận vung mà xuống, muốn thừa cơ giết chết hắn. Tiêu Phàm phản ứng cực nhanh, hắn dùng hết toàn lực một cước đạp ở một gốc cổ thụ bên trên, thân thể lập tức phát sinh 90 độ chuyển hướng, cây kia cổ thụ bị hắn đạp trở thành bột mịn. Cùng lúc đó, cái kia cự chảo cũng vồ hụt, một chảo bắt trên mặt đất, mấy đầu to lớn khe rãnh lan tràn hướng phương xa. Một sát na này công phu, Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, rốt cục thấy rõ cự trảo kia chủ nhân, đó là một đầu ba trượng dài hắc sắc sư tử, hắc sư toàn thân phủ đầy đen kịt lân giáp, lóe ra u quang, hết sức xâm nhiên.
cẩn thận xem xét, những cái này lân giáp dĩ nhiên cùng long lân cơ hồ giống nhau như đúc. Kỳ lạ nhất là, đầu này hắc sư móng vuốt cũng giống như long chảo, lộ ra cương mãnh cùng sắc bén lực lượng, phía sau một cái đuôi, càng là hung mãnh đến cực điểm, cùng long vĩ không có khác nhau chút nào. Minh hỏa long giáp sư, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Hắn đọc đến Phó Tam Đao, Hạc Thanh Bách đám người ký ức, lập tức nhận ra con thú này danh tự, chính là thần thú bảng xếp hạng thượng thần thú, chỉ là bài danh cực kỳ dựa vào sau mà thôi. Bất quá, có thể thượng thần thú bảng xếp hạng, đều là cực kỳ nguy hiểm tồn tại, huống chi, Tiêu Phàm bây giờ còn nhìn không ra nó cụ thể tu vi. Tiêu Phàm biết rõ vô thần đảo đáng sợ, nhưng là không nghĩ đến sẽ như vậy kinh khủng, mới vừa tới nơi này, vậy mà liền gặp được bậc này hung vật. Minh hỏa long giáp sư, thần thú bảng xếp hạng xếp thứ 2946, lấy cường đại phòng ngự xưng danh, đồng giai tu sĩ, muốn công phá nó phòng ngự, cơ hồ là không thể nào sự tình. Hơn nữa, hắn công kích thủ đoạn cũng thập phần cường đại, lực lượng cùng tốc độ đều là nhất lưu thiên phú, nhất là phun ra minh hỏa, càng là nắm giữ có thể đốt luyện linh hồn tác dụng. Có thể nói, cái này minh hỏa long giáp sư, chính là tập nhục thân cùng linh hồn công kích làm một thể. Đổi lại ở trong nhân loại tu sĩ, cũng là cực kỳ hy hữu mỗi ngày mới. Nếu là những người khác, đoán chừng vừa mới gặp gỡ minh hỏa long giáp sư công kích, liền đã chết đến không thể lại chết. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm đối diện minh hỏa long giáp sư, ngay từ đầu hắn vẫn chỉ là hoài nghi bản thân bị người hại, như vậy hiện tại, hắn cũng đã hoàn toàn xác định. Khẳng định có người nghĩ gây nên bản thân vào chỗ chết. Cho nên mới cố ý đem hắn hướng mảnh này địa phương ném. Hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm trong lòng an ủi bản thân, hắn con ngươi lại là chưa bao giờ rời đi minh hỏa long giáp sư, trong lòng khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hống minh hỏa long giáp sư gầm thét một tiếng, hí ngực nhìn Tiêu Phàm một cái, sau đó hóa thành lóe lên thiểm điện hướng về Tiêu Phàm đánh giết mà tới. Tiêu Phàm nhìn thấy minh hỏa long giáp sư phẫn nộ đánh giết mà đến. Thân thể nhanh chóng hướng về một bên tránh đi, không biết minh hỏa long giáp sư chân chính thực lực trước đó, Tiêu Phàm không dám cùng nó liều mạng. Huống hồ, hắn hiện tại tất cả thần thông cùng thiên phú thủ đoạn đều thi triển không ra, vẻn vẹn có thể phát huy ra nhục thân cùng linh hồn cơ bản nhất lực lượng. Cũng may hắn nhục thân cũng vô cùng cường đại, không kém gì cổ thần cảnh tiền kỳ đỉnh cấp cường giả, nếu không mà nói, Tiêu Phàm chỉ có bại lui khả năng. Làm minh hỏa long giáp sư móng vuốt rơi xuống thời khắc, Tiêu Phàm dưới chân phát huy ra bạo tạc tính chất lực lượng, lập tức xuất hiện ở mấy trượng có hơn, lần nữa tránh thoát minh hỏa long giáp sư tất sát một kích. Có vẻ như hắn lực lượng tại ta tiếp nhận phạm vi bên trong. Tiêu Phàm một bên trốn tránh, một bên quan sát đến minh hỏa long giáp sư công kích, sau một lát, Tiêu Phàm sơ bộ đã đoán được minh hỏa long giáp sư đại khái thực lực. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm rốt cục không còn trốn tránh. Hai tay nắm lấy tu la kiếm, hung hăng hướng về minh hỏa long giáp sư giận chém mà đi. Minh hỏa long giáp sư nhìn thấy Tiêu Phàm cũng dám chủ động công kích hắn, không khỏi giận dữ, gào thét một tiếng, móng vuốt hung hăng chém bổ xuống, tựa như hư không đều bị hắn xé mở một. Bang, hai người cường đại công kích đâm vào cùng một chỗ, nhấc lên một mảnh cuồng bạo năng lượng ba động, từng đợt vòi rồng bao phủ tứ phía bát phương, mảng lớn cổ thụ sụp đổ, bị vòi rồng xé nát. Mặt đất càng là cát bay đá chạy, lấy hai người làm trung tâm, tạo thành một mảnh đáng sợ khí tràng, xa xa nhìn lại, hai cái to lớn vòng xoáy kịch liệt đụng chạm. Một bên kiếm khí ngang dọc, một bên vết cào bắn ra bốn phía, một người một thú, ai cũng không làm gì được người nào. Quả nhiên như thế, Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhếch, đại khái thăm dò ra minh hỏa long giáp sư lực lượng, cũng chính là cổ thần cảnh tiền kỳ tu vi. Bất quá! Minh hỏa long giáp sư thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng bên trên tồn tại, hắn lực lượng, đoán chừng bình thường cổ thần cảnh trung kỳ cũng chưa hẳn có thể làm gì được nó. Tiêu Phàm sở dĩ có thể ngạnh kháng nó công kích, cũng là bởi vì luyện hóa mấy trăm khỏa thiên thần cảnh thần cách bên trong thần tính, nhục thân sớm đã đạt đến thiên thần cảnh cực hạn, cho dù cổ thần cảnh trung kỳ cũng không chắc mạnh hơn hắn bao nhiêu. Bằng vào nhục thân lực lượng lời. Tiêu Phàm miễn cưỡng có thể cùng bình thường cổ thần cảnh trung kỳ một trận chiến, nhưng là, muốn chém giết cái này minh hỏa long giáp sư, hay là cực kỳ khó khăn. Dù sao, minh hỏa long giáp sư ở chỗ này có vẻ như không bị hạn chế,
mà Tiêu Phàm lại là không cách nào phát huy xuất thần thông lực lượng. Nếu như hắn có thể thi triển ra thần thông ngự, vậy liền có thể chính diện cùng Minh Hỏa Long Giáp Sư đánh một trận. Hồng hộc, cũng ngay tại Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, đột nhiên một đạo bóng roi từ hắn ánh mắt bên trong lướt qua, Tiêu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ đến, Minh Hỏa Long Giáp Sư lại đem nó cái đuôi rút tới. Cái kia giống như Long Vĩ đồng dạng cái đuôi, tràn đầy một cỗ bạo 84SZQ tạc tính chất lực lượng, giống như rút ở trên người, đoán chừng không chết cũng tàn phế. Uống, Tiêu Phàm bạo hống một tiếng, một kiếm đẩy lui Minh Hỏa Long Giáp Sư móng vuốt, mũi chân phải tại mặt đất dùng sức đạp một cái, giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra. Hắn tốc độ nhanh như thiểm điện, nhưng mà vẫn như cũ chậm nửa nhịp, đạo kia bóng roi chuồn lập tức đến, hung hăng quất vào Tiêu Phàm trên bờ vai. Tiêu Phàm chỉ cảm giác nửa bên thân thể đều sụp đổ đồng dạng, máu tươi nổ bắn ra, vai xương đầu càng là trực tiếp vỡ vụn ra, hắn cánh tay trái lập tức kéo tủng xuống tới. Đồng thời, Tiêu Phàm thân thể hướng về một bên bay ra, đụng gãy mấy khỏa cổ thụ, kịch liệt đau đớn truyền khắp toàn thân, Tiêu Phàm trong miệng tràn ra từng tia máu tươi. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn là rất ít thụ như thế bị thương nặng. Nếu như có thể thi triển thần thông lực lượng cùng linh hồn thiên phú, Tiêu Phàm hận không thể lập tức cùng cái này Minh Hỏa Long Giáp Sư liều mạng. Giờ phút này, hắn trong lòng muốn bao nhiêu biệt khuất có bao nhiêu biệt khuất, tất cả thủ đoạn đều căn bản không cách nào sử dụng đi ra, cho dù nghịch loạn chi kiếm đều không phát huy được chân chính thực lực. Tiêu Phàm lúc này mới minh bạch, là bản thân thể nội thần lực hải bị một cỗ kỳ lạ lực lượng phong ấn. Nhục thân thần thông thế nhưng là mượn nhờ thần lực hải mới có thể phát huy ra uy lực, hiện tại hắn chỉ là tương đương với nhục thân cường đại, nhưng lại không có học được bất luận cái gì thần thông người mà thôi. Hống, Minh Hỏa Long Giáp Sư đắc y hống tiếng kêu vang lên, cái kia to lớn thân thể cao cao nhảy lên, lập tức hung hăng một móng vuốt giận vung mà xuống. Tiêu Phàm âm thầm cắn răng, căn bản không dám cùng chính diện giao phong, vừa mới ăn một cái thiệt thòi lớn. Hiển nhiên cũng là bởi vì khinh địch duyên cớ. Dựa vào lực lượng ta là không thể nào thắng nó, muốn bại nó, nhất định phải ỷ vào tốc độ. Tiêu Phàm trầm ngâm, thân thể nhanh chóng thối lui, thời khắc chú ý đến Minh Hỏa Long Giáp Sư cái đuôi. Tại Tiêu Phàm nhìn đến, Minh Hỏa Long Giáp Sư cái đuôi, mới là đáng sợ nhất, vừa mới một kích kia, nếu là những người khác, đoán chừng trực tiếp bị hắn tát bạo. Tiêu Phàm mặc dù không cách nào thi triển Thái Huyền Thần Du Bộ, nhưng hắn tốc độ cũng không chậm, thậm chí so Minh Hỏa Long Giáp Sư tốc độ nhanh hơn mấy phần. Ngẫu nhiên hắn công kích có thể đánh trúng Minh Hỏa Long Giáp Sư, nhưng mà nhường Tiêu Phàm thổ huyết là, Tu La Kiếm dĩ nhiên không phá nổi cái kia Long Giáp phòng ngự. Tiêu Phàm trong lòng 10 phần bất đắc dĩ, lần này là thật gặp gỡ khắc tinh. Muốn chém giết Minh Hỏa Long Giáp Sư, trừ phi Tu La Kiếm có thể lần thứ hai giải phong nhất trọng, nếu không mà nói, liền nó Long Giáp đều không phá nổi, nghĩ giết hắn lại nói dễ dàng sao? Hống, nhìn thấy Tiêu Phàm chỉ biết rõ tránh né cùng đánh lén, Minh Hỏa Long Giáp Sư cũng triệt để phẫn nộ, làm Tiêu Phàm tốc độ giảm bớt thời khắc, hắn đột nhiên há miệng đột xuất một đoàn hắc sắc hỏa diễm. Hắc sắc hỏa diễm không có bất luận cái gì nhiệt độ, ngược lại cho người ta một loại cực kỳ rét lạnh cảm giác. Minh Hỏa. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, đây chính là Minh Hỏa Long Giáp Sư cường đại nhất công kích một trong, hiển nhiên, Minh Hỏa Long Giáp Sư làm thật. Cuồn cuộn Minh Hỏa giống như thủy triều bao phủ Tiêu Phàm chỉ cảm giác linh hồn bản thể một trận rung động, kịch liệt thống khổ giống như vạn tiễn xuyên tâm đồng dạng, nhưng Tiêu Phàm khó chịu đến cực điểm. Thậm chí, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn lực lượng đang từ từ biến mất. Hơn nữa cũng đúng lúc này. Minh Hỏa Long Giáp Sư tại hư không một cái xoay người, nó cái kia giống như thần tiên thần roi, đồng dạng cái đuôi phá không rút tới, nếu là bị một kích này rút chúng, Tiêu Phàm đoán chừng toàn thân xương cốt đều muốn bị quất nát. Chủ yếu nhất là, Tiêu Phàm bị Minh Hỏa đốt luyện, kịch liệt đau đớn nhường hắn thần kinh phản xạ đều trở nên chậm, muốn tránh thoát một kích kia, căn bản không kịp. Hống, liền tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Phàm sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, đáng sợ tiếng gào thét hóa thành sóng âm trùng kích tứ phương. Một thoáng thời gian, cái kia Minh Hỏa Long Giáp Sư toàn thân run rẩy dữ dội, màu đỏ tươi con ngươi nhìn về phía đạo kia hắc ảnh tràn đầy hoảng sợ, nó cái đuôi cũng đang hư không ngừng lại. Hiển nhiên,
Minh Hỏa Long Giáp Sư cũng nhận ra cái kia hắc ảnh lai lịch, hắc ảnh không phải gì khác, chính là thí thần. Thí thần chính là thần thú bảng xếp hạng thứ 19 cường đại tồn tại, dù là thực lực so Minh Hỏa Long Giáp Sư thấp một cái tiểu cảnh giới, cũng xa không phải Minh Hỏa Long Giáp Sư có thể so sánh. Cũng ngay tại Minh Hỏa Long Giáp Sư một sát na này thất thần thời khắc, Tiêu Phàm thanh tỉnh lại, hắn không nghĩ đến ở thời điểm then chốt, lại là thí thần cứu được hắn. Ý niệm khẽ động, Tiêu Phàm thao túng to lớn thí thần thú, hé ra bồn máu miệng lớn hướng về cái kia Minh Hỏa Long Giáp Sư nuốt đi. Ngao ô, Minh Hỏa Long Giáp Sư phát ra một tiếng quái khiếu, quay người liền chuẩn bị chạy trốn. Có thể thí thần đã xuất thủ, nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, Tiêu Phàm dùng hết toàn lực nổ bắn mà ra, chắn Minh Hỏa Long Giáp Sư phía trước, sau đó hung hăng một kiếm chém ra. Minh Hỏa Long Giáp Sư vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lui về phía sau mấy bước, vừa lúc đụng vào thí thần trong miệng. Thí thần huyết bồn miệng lớn hợp lại, Minh Hỏa Long Giáp Sư bỗng nhiên bị nuốt phục trong bụng, nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm miệng lớn thở phì phò, sắc mặt hơi trắng bệch. Nguy hiểm thật, Tiêu Phàm thân thể mềm nhũn, có chút đứng không vững, mỏi mệt dùng tu la kiếm chống đỡ lấy thân thể, quỳ một chân dưới đất bên trên. Đột nhiên, Tiêu Phàm trong con ngươi lóe qua một đạo ánh sáng, kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước phế tích bên trong, nơi đó đang có một mai phát sáng tảng đá. Tảng đá, Tiêu Phàm hơi có vẻ mỏi mệt con ngươi bỗng nhiên rơi vào cách đó không xa cái kia phát sáng tảng đá phía trên, một trận chiến này, chiến cực kỳ gian khổ. Đối mặt thần thú bảng xếp hạng thượng thần thú, dù là chỉ thua kém một cái tiểu cảnh giới, cũng là thiên địa khác biệt. Còn tốt Tiêu Phàm nhục thân cũng đã không kém gì cổ thần cảnh trung kỳ, có thể ngạnh kháng Minh Hỏa Long Giáp Sư công kích, nếu là đổi lại một người khác, đoán chừng sớm đã bị đánh thành thịt nát. Bất quá Tiêu Phàm ẩn ẩn cảm giác, vừa mới Minh Hỏa Long Giáp Sư công kích, cũng không phải nó toàn bộ thực lực. Có thể tại thần thú đập lên bảng thấy đến thứ tự. Minh Hỏa Long Giáp Sư không nên dễ dàng như thế đã bị đánh bại mới đúng. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm cũng đã đi tới cái kia phát sáng bạch sắc thạch đầu bên cạnh, linh hồn chi lực nhìn lướt qua, nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, mấy chữ lập tức in vào trong đầu hắn. Minh Hỏa Long Trảo, Tiêu Phàm lẩm bẩm trong đầu của mình lạc ấn bốn chữ, trong lòng hơi kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên hiểu cái gì, trong miệng kinh hô mà ra, đây là thần thông. Thông qua linh hồn chi lực, Tiêu Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được thạch đầu mới phong ấn, tựa như muốn đặc thù phương pháp lại có thể mở ra. Vô chủ mệnh nguyên, Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt không khỏi rơi vào trong tay mệnh cách thần tinh phía trên. Quân Nhược Hoan nói qua, tiến vào vòng thứ hai, mỗi người đều biết lấy được hai sợi vô chủ mệnh nguyên, muốn tu luyện thần thông cùng thiên phú, liền phải ỷ vào vô chủ mệnh nguyên. Nghĩ tới cái này. Tiêu Phàm ý thức thao túng mệnh cách thần tinh bên trong vô chủ mệnh nguyên dung nhập tảng đá bên trong. Ông làm một sợi vô chủ mệnh nguyên hoàn toàn dung nhập trong viên đá thời khắc, một vệt sáng bỗng nhiên nở rộ mà ra, bên trong một đạo phù văn chậm rãi dâng lên, sau đó tại hư không vỡ ra. Ân, Tiêu Phàm nhíu mày, nhìn chằm chằm trong tay tảng đá. Nhưng hắn phiền muộn là, dĩ nhiên cũng không còn bất cứ trí nhớ gì phản hồi, hắn trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ bản thân nghĩ sai rồi? Tảng đá kia trung thần thông cũng không phải dựa vào vô chủ mệnh nguyên mở ra. Nếu quả thật là nói như vậy, vậy mình lần này sợi vô chủ mệnh nguyên chẳng phải là lãng phí. Chẳng lẽ cần hai sợi vô chủ mệnh nguyên lại có thể mở ra? Tiêu Phàm lại nghĩ tới cái gì, khẽ cắn môi, lại đem mệnh cách thần tinh bên trong đệ nhị sợi vô chủ mệnh nguyên đưa vào tảng đá bên trong. Nhưng Tiêu Phàm kém chút thổ huyết là, tảng đá ngoại trừ so trước đó quang mang càng thêm hừng hực bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Tiêu Phàm căn bản là không có lấy được cái gọi là thần thông, kể từ đó, bản thân hai sợi vô chủ mệnh nguyên cứ như vậy lãng phí. Hay là nói, tảng đá kia cần nhiều hơn vô chủ mệnh nguyên lại có thể mở ra đây. Đúng rồi, vừa mới giết chết Minh Hỏa Long Giáp Sư, hẳn là cũng có một sợi mệnh nguyên mới đúng. Tiêu Phàm quyết tâm, muốn xem. Nhìn xem tảng đá kia có cái gì dùng. Hắn có thể nhất định là, vừa mới in vào trong đầu hắn bốn chữ Minh Hỏa Long Trảo hẳn là một loại thần thông thủ đoạn, nếu là thần thông thủ đoạn, cái kia dùng vô chủ mệnh nguyên khẳng định liền có thể giải phong mới đúng. Bất quá, làm Tiêu Phàm muốn để thí thần giao một sợi Minh Hỏa Long Giáp Sư vô chủ mệnh nguyên đi ra lúc, thí thần một mặt phiền muộn,
Tiêu Phàm càng là quái khiếu, Minh Hỏa Long Giáp Sư không có mệnh cách. Hống, Thí Thần gầm nhẹ mấy tiếng, nhẹ gật đầu. Tiêu Phàm biết rõ, Thí Thần không có nói láo, cũng không tất yếu nói láo, như thế nói đến, vậy liền chỉ có một cái khả năng, kia chính là vừa mới Minh Hỏa Long Giáp Sư cũng không phải là thật. Cũng chỉ có cái này giải thích, lại có thể nói rõ Minh Hỏa Long Giáp Sư không có mệnh cách. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm thần sắc không khỏi biến vô cùng ngưng trọng lên, hồi tưởng lên vừa mới cùng Minh Hỏa Long Giáp Sư chiến đấu, Tiêu Phàm bỗng nhiên hiểu rất nhiều. Khó trách hắn cảm giác Minh Hỏa Long Giáp Sư không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, nguyên lai hắn căn bản cũng không phải là chân chính Minh Hỏa Long Giáp Sư. Dĩ giả loạn chân, ngay cả ta đều hoàn toàn nhìn không ra, chẳng lẽ là so hồn điêu chi thuật càng thêm thần bí thần điêu chi thuật. Tiêu Phàm trong lòng vô cùng cảm thán. Lấy hắn hiện tại thực lực, cũng có thể điêu khắc ra thiên thần cảnh pho tượng, nhưng là cần tiêu phí rất nhiều tinh lực, hơn nữa xa xa không đạt được cái hiệu quả này. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới nhiều hơn, tất nhiên trước mắt Minh Hỏa Long Giáp Sư chính là thần văn điêu khắc, cái kia vô thần đảo bên trên cái khác thú tộc có phải hay không cũng đồng dạng chỉ là thần điêu đây. Chấn kinh sau, Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới một cái khác vấn đề. Kia chính là Quân Nhược Hoan tại sao đều cho rằng những cái này thần điêu là chân chính yêu thú đây, hay là nói Quân Nhược Hoan đang nói láo. Vô thần đảo, nơi này cũng không có chân chính thần. Tiêu Phàm tựa như sáng tỏ thông suốt một dạng. Quân Nhược Hoan cũng không có lừa hắn, mà là Quân Nhược Hoan mình cũng vô cùng có khả năng không biết, cho nên mới không có đề cập với hắn cùng. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm bình phục một cái suy nghĩ, nhìn xem trong tay tảng đá. Hắn trong lòng một trận phiền muộn, chậm chạp nói, Minh Hỏa Long chảo 8-9 phần 10 là chân chính thần thông, khả năng bởi vì phẩm giai tương đối cao, cho nên cần nhiều hơn vô chủ mệnh nguyên lại có thể giải phong. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm cả người lại lộ ra khí phách phấn chấn, âm thầm trầm ngâm nói, muốn giải phong trong viên đá Minh Hỏa Long chảo thần thông, việc cấp bách là lấy được nhiều hơn vô chủ mệnh nguyên. Hắn hiện tại mới biết được, vô chủ mệnh nguyên là cỡ nào quý giá. Bất quá những cái này thú tộc đều là giả, muốn lấy được vô chủ mệnh nguyên, vậy liền chỉ có giết người. Tiêu Phàm trong lòng thầm than, hôm nay thần bảng tranh đoạt tái thật không phải bình thường tàn khốc, vòng thứ nhất chết tổn thương thảm trọng, vòng thứ hai 500 người lại không biết có bao nhiêu người có thể sống sót. Bình tĩnh một cái suy nghĩ, Tiêu Phàm lần nữa phóng ra bước chân, nhanh chóng ở trong rừng qua lại. Muốn giải phong tảng đá trung thần thông, vô chủ mệnh nguyên là vật cần có. Nơi này thân ở cổ lâm chỗ sâu, muốn đụng tới người là rất khó khăn, chỉ có chính hắn đi tìm người. Làm Tiêu Phàm lao vụt ở trong sơn lâm thời khắc, vô thần đảo một mảnh khác nơi hẻo lánh, hai đạo thân ảnh xa xa rằng có lấy, đều 10 phần đề phòng nhìn xem đối phương. Âm linh tử, có lời cứ nói, có dám mau thả, lão tử còn chờ lấy sông đảo đây. Trong đó một người mặc hỏa hồng sắc chiến bào thanh niên, lạnh lùng nhìn xem đối diện một cái hắc bào nam tử. Ngữ khí lạnh lùng nói. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, hai người này chính là U Vân Ngũ Kiệt bên trong âm linh tử cùng Hỏa Kỳ. Hỏa Kỳ, người chẳng lẽ không nghĩ thay cứu cứu người người một nhà báo thù? Âm linh tử không những không giận mà còn cười nói. Hỏa Kỳ trầm mặc không nói, hắn nhưng từ chưa nghĩ tới thay Lâm Giang báo thù, đến tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái, hắn liền tự thân đều khó bảo toàn. Chỗ nào còn có thể cố kỵ người khác? Ta ngược lại quên, người Hỏa Kỳ phụ tử có thể đều là máu lạnh hạng người. Âm linh tử thần sắc trở nên lạnh lùng. Hừ, không muốn ở nơi này âm dương quái khí, ta hiện tại muốn rời đi, ngươi nếu ngăn ta, nếu không liền giết ta, nếu không ta giết ngươi. Hỏa Kỳ hất lên ống tay áo, quay người liền muốn rời đi, cùng âm linh tử là lời không hợp ý không hơn nửa câu. Nhìn thấy Hỏa Kỳ rời đi, âm linh tử cũng không ngăn cản, ngược lại mặt âm trầm nói, Hỏa Kỳ, chẳng lẽ ngươi không nghĩ lấy được Lâm Gia Tinh Vẫn Cổ Hỏa? Hỏa Kỳ nghe được lời này, bước chân bỗng ngưng một cái, bỗng 8GFDC nhiên quay người nhìn về phía âm linh tử, ngươi biết rõ Tinh Vẫn Cổ Hỏa ở đâu? Nếu như ta nói, Tinh Vẫn Cổ Hỏa tại Tiêu Phàm trên người, không biết ngươi có tin không đây? Âm linh tử trên mặt lại hiện lên thiếu dung. Cho ta một cái tin ngươi lý do. Hỏa Kỳ trầm giọng nói, mặc dù nói như vậy, nhưng hắn trong lòng hiển nhiên cũng đã tin tưởng âm linh tử lời. Âm linh tử trầm ngâm lúc này, hít sâu một cái nói, ta từng gặp qua Tiêu Phàm xuất thủ, cảm ứng được Tinh Vẫn Cổ Hỏa khí tức.
Ta không tin, Hỏa Kỳ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu nói. Âm Linh Tử tựa như đã sớm biết rõ Tiêu Phàm không tin, đột nhiên xé mở một cái khác ống tay áo, một đầu tay cụt tức khắc lộ ra, ở cái kia miệng vết thương, dĩ nhiên chảy xuôi theo hắc sắc dịch thể, phát ra mục nát mùi. Ta thể nội có một loại thi độc, cần tinh vẫn cổ hỏa đến luyện hóa. Âm Linh Tử con người chỗ sâu lóe qua một vòng âm lãnh quang mang, cắn răng nói. Thi độc, Hỏa Kỳ nửa tin nửa ngờ nhìn xem Âm Linh Tử, khi hắn ánh mắt rơi vào Âm Linh Tử tay cụt bên trên lúc, cũng không nhịn được hít một hơi lạnh. Cái kia màu đen đậm đặc chất lỏng, phát ra một cỗ cực kỳ ác tâm mục nát chi khí. Làm chất lỏng kia nhỏ xuống thời khắc, lại là phát ra một trận tí tí thanh âm, cho hắn một loại tê cả da đầu cảm giác. Ngay từ đầu Hỏa Lân đúng là không tin, nhưng nhìn thấy cái này hắc sắc dịch thể sau đó, Hỏa Kỳ tin, hắn mặc dù không am hiểu độc, nhưng là có thể nhìn ra đây là một loại kịch độc. Coi như Âm Linh Tử nghĩ lừa hắn, vậy cũng không tất yếu đối bản thân ra tay ác như vậy. Nhìn thấy Hỏa Kỳ vẫn như cũ không có trả lời chắc chắn bản thân, Âm Linh Tử tức khắc cười lạnh, Hỏa Kỳ, nói câu không tốt nghe, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách để cho ta lừa gạt sao? Hỏa Kỳ lông mày hơi nhíu, trong lòng cũng phảng phất tới, Âm Linh Tử cùng hắn đều là U Vân Ngũ Kiệt, thực lực tương xứng, hắn có thể làm sự tình, Âm Linh Tử cũng đồng dạng có thể làm được. Bằng ngươi ta hai người thực lực, không có khả năng giết chết Tiêu Phàm. Hỏa Kỳ hít sâu một cái, lắc lắc đầu nói. Nghe được lời này, Âm Linh Tử trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung, tràn đầy tự tin nói, bằng vào chúng ta hai người, tự nhiên là giết không chết Tiêu Phàm. Nhưng là, nếu là tăng thêm Huyền Thiên Kiếm Tông người đâu? Huyền Thiên Kiếm Tông cũng phải giết Tiêu Phàm. Hỏa Kỳ ánh mắt hơi hơi sáng lên, nếu như rất nhiều người cùng tiến lên lời, giết chết Tiêu Phàm nắm chắc cũng đã lớn. Kỳ thật không cần Âm Linh Tử nhắc nhở, Hỏa Kỳ cũng biết rõ, Tiêu Phàm 89 phần 10 chiếm được tinh vẫn cổ hỏa, thậm chí ngay cả Lâm gia trấn tộc chi bảo đều ở trong tay hắn. Đến tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái trước đó, Hỏa Kỳ đã từng đi qua Lâm gia thành trì điều tra qua, hắn trong lòng sớm cũng đã đoán được những cái này. Bây giờ Âm Linh Tử nói cho hắn biết, Hỏa Kỳ trong lòng càng thêm tin chắc. Ngươi cũng đã cùng Huyền Thiên Kiếm Tông hợp tác rồi, nếu như giết chết Tiêu Phàm, tinh vẫn cổ hỏa về ta. Hỏa Kỳ lập tức nghĩ tới mặt khác vấn đề, con ngươi nhìn chằm chằm Âm Linh Tử nói. Không sai, chỉ cần giết Tiêu Phàm, cũng hủy diệt Thanh Minh đám người. Tinh vẫn cổ hỏa về ngươi. Âm Linh Tử khẳng định nói. Nếu như Huyền Thiên Kiếm Tông muốn giết Tiêu Phàm lời nói, hy vọng xác thực rất lớn, bất quá cái này vô thần đảo lớn như vậy, chúng ta làm sao tìm được Tiêu Phàm? Hỏa Kỳ lắc lắc đầu nói, việc này hiển nhiên không có trong tưởng tượng dễ dàng. Tiêu Phàm có thể liền Huyền Bạch Y đều có thể giết chết, cùng thi hoàng tử chiến không phân trên dưới, nếu như một người lên, coi như thi triển không được thần thông. Bọn họ cũng không phải đối thủ. Muốn giết chết Tiêu Phàm, trừ phi bao vây mà lên. Ngươi yên tâm, Tiêu Phàm hiện tại chưa hẳn còn có thể sống sót đây. Âm Linh Tử tà tà cười nói, hơn nữa, cho dù hắn có thể may mắn còn sống sót xuống tới, trong thời gian ngắn cũng không cách nào thu hoạch được thần thông, nếu là nhìn thấy hắn, người ta học được thần thông thủ đoạn đoán chừng đã có mấy loại. Chẳng lẽ, Hỏa Kỳ sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nhìn xem Âm Linh Tử, nuốt nước miếng một cái nói, Tiêu Phàm bị đưa vào man hoang cấm khu. Âm Linh Tử cười không nói, hiển nhiên là khẳng định Hỏa Kỳ lời nói cho nên đây đối với người tới nói, chỉ là sự tình đơn giản, bất quá không chỉ Tiêu Phàm muốn chết, Thanh Minh bọn họ cũng phải chết, ta nghĩ lấy Hỏa Huynh thực lực, bản thân một người liền có thể làm được a. Tất nhiên như thế, cái kia tinh vẫn cổ hỏa ta muốn định. Hỏa Kỳ trong mắt nở rộ lấy tinh quang, Âm Linh Tử lấy lòng lời nói, nhưng hắn có loại coi trời bằng vung cảm giác. Trong đầu hắn thậm chí cũng đã nghĩ đến bản thân chiếm được tinh vẫn cổ hỏa một màn, khóe miệng không khỏi hiện lên tiếu dung. Dừng một chút, Hỏa Kỳ lại nói, ta hiện tại cần làm cái gì? Dạng này mới thống khoái nha. Âm Linh Tử tà tà cười một tiếng. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền đi qua 7 ngày thời gian, vô thần đảo không thể phi hành, Tiêu Phàm cũng đã mất đi phương hướng. Chỉ có thể chẳng có mục đích đi lại. 7 ngày thời gian, hắn áo bào cũng đã dính đầy máu tươi, phá toái không chịu nổi, tóc cũng lộ ra rối tung vô cùng, chỗ nào còn có trước đó tiêu sái lỗi lạc bộ dáng. Đáng chết, thần điêu thú làm sao càng ngày càng nhiều,
ta sẽ không chính đang hướng thần điêu thú hang ổ đi thôi. Tiêu Phàm đứng ở một tòa đỉnh núi cao, trong lòng thầm mắng không thôi. Hắn cũng đã không biết bay qua bao nhiêu tòa sơn phong, vừa mới hắn lại tự tay giết chết hai đầu cổ thần cảnh thần điêu thú, cái này mới có thể đi tới nơi này. Cho dù đứng ở đỉnh núi, cũng lại cũng không nhìn thấy bờ biển, chỉ có thể nhìn thấy mênh mông bát ngát sông núi cùng cổ thụ. Nhìn khắp nơi, Tiêu Phàm ánh mắt cuối cùng dừng ở trong mấy chục có hơn một tòa thạch phong phía trên, thạch phong sở dĩ hấp dẫn Tiêu Phàm lực chú ý, là bởi vì nó cái kia đặc thù cấu tạo. Thạch phong cũng không phải dưới rộng bên trên hẹp, mà là tựa như một đầu kình thiên đại trụ bị người từ trung gian chém đứt, căn bản là không giống sơn phong. Khi hắn ánh mắt nhìn về phía sơn phong vị trí thời khắc, không biết tại sao, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân hiện nổi da gà lên, một loại mãnh liệt nguy hiểm quanh quẩn ở hắn trong lòng. Đáng tiếc, hắn muốn thấy rõ ràng thạch phong phía trên cụ thể có cái gì lúc, lại là thất bại, chỗ nào mây mù lượn lờ, lấy hắn nhãn lực dĩ nhiên nhìn không thấu mảy may. Tư cách lệnh bài đặt ở vô thần đảo trung ương nhất đỉnh núi, chẳng lẽ liền là cái này? Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Ở hắn nhìn đến, tòa hòn đảo này cho dù là lớn, hắn cũng đã đi lại 7 ngày thời gian, nghĩ đến cũng hẳn là đạt đến vô thần đảo trung ương. Cũng chỉ có vô thần đảo trung ương nhất, mới có thể nhường hắn sinh ra loại này mãnh liệt bất an. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm vẫn là lấy dũng khí hướng về cái kia thạch phong vị trí đi đến, không sai biệt lắm một canh giờ thời gian, Tiêu Phàm rốt cục đi tới thạch phong mấy trăm trượng có hơn. Đứng ở trước mặt thạch phong, Tiêu Phàm cảm giác phía trước không phải một ngọn núi, mà là một phiến thiên địa, liền linh hồn chi lực đều hoàn toàn thẩm thấu không đi qua. Tiêu Phàm lúc này mới phát hiện bản thân nhỏ bé, giống như giọt nước trong biển cả, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Bất quá, Tiêu Phàm tâm thần tạm thời không ở trên thạch phong, hắn một mực cảnh giác nhìn xem bốn phía, càng là tới gần thạch phong, hắn trong lòng loại kia nguy hiểm lại càng mãnh liệt. Nhưng là... lại có một loại hết sức kỳ lạ lực lượng, tại nói cho hắn biết, nhưng hắn tiếp tục tiến lên. Tiêu Phàm đối bản thân linh giác một mực 10 phần tự tin, khẽ cắn môi, hắn hay là lựa chọn tiếp tục đi lên phía trước. Chỉ thấy Tiêu Phàm một cước đạp thật mạnh tại mặt đất, hắn thân thể giống như hùng ưng đồng dạng, lên như diều gặp gió, mấy tức sau đó vững vàng rơi ở trên thạch phong. Sau đó, hắn thân thể nhanh chóng nhảy vọt leo lên, dường như linh hầu nhanh chóng linh động. Cha không hơn nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Phàm mượn lực cao cao nhảy lên, rốt cục siêu việt thạch phong. Oanh một tiếng, Tiêu Phàm đập ầm ầm ở trên thạch phong mới. Nhưng Tiêu Phàm kinh ngạc là, thạch phong phía trên lại là một mảnh mênh mông cỏ dại, khắp nơi cỏ dại rậm rạp, cũng đã không biết tồn tại dài hơn tuế nguyệt. Trong không khí thần linh chi khí nồng đậm đến cực điểm, thậm chí đến hóa lỏng cấp độ. Tiêu Phàm chỉ cảm giác toàn thân lông dựng đứng lỗ ở thời khắc này đều lập tức mở ra, bắt đầu có tiết tấu hô hấp. Hắn con người liếc nhìn lấy bốn phía, muốn tìm kiếm tấn cấp vòng thứ ba tư cách lệnh bài, có thể là dã mênh mông, muốn tìm tới một khối nho nhỏ lệnh bài biết bao gian nan. Huống chi, nơi này còn chưa hẳn là vô thần đảo trung tâm khu vực đây. À, đó là, đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào vài dặm có hơn. Nơi đó có một mảnh to lớn phế tích bên trong lờ mờ đứng vững từng tòa cổ lão cung điện bốn phía phủ đầy rêu xanh, cũng đã không biết trải qua bao nhiêu tuế nguyệt tẩy lễ. Đương nhiên, rất hấp dẫn người cũng không phải những cái này cổ lão cung điện, mà là cung điện phía trên điêu khắc đường vân, lấy Tiêu Phàm bây giờ tại thần văn bên trên tạo nghệ, dĩ nhiên nhìn không thấu những văn lộ kia mảy may. Thần văn đồ, Tiêu Phàm trong lòng giật mình, trong mắt lóe qua dị dạng quang mang. Hít sâu một cái, hắn bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng, cực tốc hướng về cổ lão cung điện xuyên đi. Ngao ô đang lúc Tiêu Phàm tới gần phế tích thời khắc, bốn phía đột nhiên truyền đến một trận thú tộc tiếng hót vang, thanh âm kia bên trong tràn đầy vô tận phẫn nộ. Tiêu Phàm trong lòng giật mình, ngẩng đầu hướng về chung quanh nhìn lại, lại là nhìn thấy vô số hắc ảnh từ bốn phía mãnh liệt mà tới, bay trên trời, trên mặt đất chạy, lít nha lít nhít hắc ảnh nhiều đến đếm mãi không hết. Trong lúc nhất thời, cả tòa thạch phong đều run lẩy bẩy, tựa như tùy thời muốn sụp đổ một dạng. Nhiều như vậy thần điêu thú, Tiêu Phàm hít một hơi lạnh, hắn cảm giác mình bị vô số cổ thần cảnh cường giả khóa được, cuồng bạo khí thế liền ép tới có chút không thở nổi. Cũng khó trách hắn khiếp sợ như vậy, cái này 7 ngày đến nay,
hắn gặp qua cổ thần cảnh thần điêu thú mặc dù không ít, nhưng là cùng cái này lấy ngàn mà tính thần điêu thú so sánh, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Một đầu thần điêu thú, Tiêu Phàm liền muốn chiến đấu nửa ngày, bây giờ lại là mấy ngàn hơn vạn đầu, nếu như bị bọn họ vây quanh, đoán chừng liền cặn bã đều sẽ không còn lại. Tiêu Phàm rốt cục biết rõ bản thân bất an đến từ chỗ nào, hiển nhiên liền là cái này vô số cổ thần cảnh thần điêu thú. Nghĩ tới cái này, Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt, trước tiên liền là nghĩ đến quay người thoát đi nơi này, nhưng mà hắn biết rõ, trốn, là khẳng định trốn không thoát. Nhiều như vậy cổ thần cảnh thần điêu thú, tùy tiện đến mấy đầu liền đầy đủ bắt hắn cho ép thành thịt nát, muốn sống sót, nhất định phải thay những phương pháp khác. Lúc này, Tiêu Phàm đột nhiên nhớ tới trong lòng loại kia kỳ lạ cảm giác, kia chính là phiến địa vực này tựa như có cái gì đặc thù đồ vật tại cảm ứng hắn tồn tại. Hơn nữa, Tiêu Phàm phát hiện một cái cổ quái địa phương, cái kia tất cả thần điêu thú đều cố ý rời xa phiến kia phế khư cung điện, tựa như đang sợ phiến kia phế khư cung điện một dạng. Rốt cục, Tiêu Phàm trong lòng tựa như bắt được cuối cùng một cây mạng sống rơm rạ, không muốn sống đồng dạng phóng tới phế tích kia. Mặc dù chỉ là vài dặm cự ly, nhưng đối giờ phút này Tiêu Phàm tới nói, lại là ở phía xa chân trời, xa không thể chạm. Hắn y phục đã bị ướt đẫm mồ hôi, cơ hồ thi triển ra nhục thân có thể đi đến cực hạn tốc độ. Một hơi, hai hơi. Hô, hơi thứ tư rơi xuống, Tiêu Phàm một đầu cắm vào phế tích kia bên trong, hậu phương thần điêu thú cũng vừa lúc chen chúc mà tới. Phốc, gần như đồng thời, một đạo huyết quang nở rộ mà ra, Tiêu Phàm phía sau bị một cái lăng lệ móng vuốt xé mở, vết thương sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình. Tiêu Phàm thân thể cũng bị một chảo này đánh bay, đập ầm ầm trong phế tích, chợt đi hơn mấy trượng cự ly mới dừng lại, bốn phía vang lên vô số bụi bặm. Sau nửa ngày, một trận cây N4V3 ho nhẹ vang lên, lại là nhìn thấy một đạo chật vật thân ảnh từ phế tích bên trong bò lên, ngoại trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đây? Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm toàn thân lây dính máu tươi, thân thể chật vật không chịu nổi, đứng đấy đều lộ ra cố hết sức. Trên người vết thương càng là máu me đầm đìa. Lúc đầu lấy hắn thiên thần cảnh đệ tứ trọng, bất hủ cảnh nhục thân, là có thể nhanh chóng chữa trị. Nhưng mà hắn thể nội lại có một cỗ cực kỳ bá đạo lực lượng, ngăn trở hắn khôi phục năng lực. Hắn miệng lớn thở phì phò, nhìn xem phế tích bên ngoài vô số dương nanh múa vuốt thần điêu thú, trên mặt hắn lại là lộ ra sán lạn thiếu dung, bản thân cuối cùng còn là sống sót. Ta cũng phải nhìn xem. Nơi này đến cùng có cái gì nhường các ngươi sợ hãi? Thật lâu, Tiêu Phàm cái này mới khôi phục một cái thể lực, nhe răng cười nhìn thoáng qua bốn phía thần điêu thú, dựng lên tay phải ngón giữa. Vừa mới một sát na kia, hắn cơ hồ là trở về từ cõi chết, dù là trải qua gặp trắc trở Tiêu Phàm, cũng thiếu chút không thở ra hơi. Hống hống nhìn thấy Tiêu Phàm quay người hướng phế tích chỗ sâu đi đến, tất cả thần điêu thú đều điên cuồng lên, bọn chúng như có riêng biệt linh hồn một dạng. Đây là thần điêu thú cùng hồn điêu thú khác biệt lớn nhất, cũng là thần điêu sư sở dĩ xa so với hồn điêu sư cường đại nguyên nhân. Tiêu Phàm hiện tại chỉ có thể coi là miễn cưỡng bước vào thần điêu sư cấp độ mà thôi, cùng chân chính thần điêu sư so sánh, vẫn có cực lớn chênh lệch, khác không nói, hắn lĩnh ngộ thần văn liền cực kỳ thưa thớt. Tiêu Phàm không nhìn thần điêu thú gầm thét thanh âm, hắn tâm thần sớm đã bị cổ trên điện mới đường vân hấp dẫn. Kẻ khác có lẽ không cách nào nhìn ra những đường vân này là cái gì, nhưng Tiêu Phàm rõ ràng, những cái này đều là thần văn. Sau một lát, Tiêu Phàm ở một tòa cổ điện phía trước ngừng chân, đưa tay vung lên, từng đạo cuồng phong cuốn lên, cổ lão cung điện bên trên rêu xanh nắm đấm biến mất, một chương rõ ràng mà ảo diệu thần văn đồ in vào mắt hắn màn bên trong. Tâm thần chìm vào thần văn đồ một sát na kia, Tiêu Phàm cảm giác có chút mê muội. Thân thể đều bắt đầu lung la lung lay. Tốt ảo diệu thần văn đồ, ta có thể so với cổ thần cảnh linh hồn cường độ, rót vào trong đó dĩ nhiên như châu đất xuống biển. Tiêu Phàm kinh hãi không thôi. Hắn kinh ngạc phát hiện, muốn nhớ kỹ chương này thần văn đồ đều 10 phần gian nan, nhưng hắn lại không nghĩ cứ như vậy tùy tiện từ bỏ. Trầm tư lúc này, Tiêu Phàm nghĩ tới một biện pháp tốt, kia chính là đem chương này hoàn chỉnh thần văn đồ mở ra. Sau đó nhường linh hồn phân thân riêng phần mình nhớ kỹ một bộ phận, lúc này mới miễn cưỡng đem lần này phó hoàn hảo thần văn đồ in dấu xuống. Tiêu Phàm biết rõ, cái này cổ lão cung điện chung quanh thần văn đồ,
đoán chừng chỉ là dùng để gia cố cùng bảo hộ cung điện mà thôi, cái này cũng không tính cái gì nhập lưu thần văn đồ. Liền tựa như đệ nhất thành, cung điện bốn phía cũng sẽ bố trí phổ thông hồn văn đồ hoặc là trận pháp, đưa đến bảo hộ tác dụng, nhưng những cái này hồn văn đồ cùng trận pháp chỉ có thể nói là gia lông mà thôi. Có thể trước mắt gia lông, bản thân dĩ nhiên xem không hiểu. Tiêu Phàm thực sự không cách nào tưởng tượng, đã từng mảnh này cổ lão cung điện ghi chép lịch sử, cũng không cách nào tưởng tượng, mảnh phế tích này đã từng sở thuộc thế lực huy hoàng, nhưng hắn tin tưởng, dạng này một cái thế lực, ở ngoại giới không có khả năng không có nghe thấy. Lập tức Tiêu Phàm lại liên tưởng đến Quân Nhược Hoan đều nơi này đều hoàn toàn không biết gì cả, nghĩ đến cái này siêu cấp thế lực, đoán chừng sớm tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước liền mẫn diệt. Vô Thần Đảo có lẽ chỉ là hậu thế tu giả lên một cái tên A. Tiêu Phàm trong lòng thầm than, hắn đối cái này cổ lão thế lực càng thêm tò mò. Có thể tạo nên nhiều như vậy cổ thần cảnh cấp bậc thần điêu thú, liền đủ để chứng minh cái này thế lực mạnh mẽ và đáng sợ. Đến mức đi qua vô số tuế nguyệt, cái kia vô số cổ thần cảnh thần điêu thú, đều một mực bảo hộ lấy phiến này phế tích, cùng tồn tại lấy lòng kính sợ. Hắn tiếp tục tiến lên, đem từng tòa cổ điện từ bụi bặm cùng rêu xanh bên trong xốc lên, vô luận là tàn phá thần văn đồ, hay là hoàn chỉnh thần văn đồ, Tiêu Phàm toàn bộ đều từng cái ghi chép trong đầu. Mặc dù hiện tại khó có thể lĩnh ngộ, nhưng hắn tin tưởng, những cái này đồ vật, tương lai nhất định là khó lường tài phú. Hơn nữa, hiện tại không thể thời gian dài quan sát thần văn đồ, cũng là bởi vì linh hồn còn chưa chân chính đột phá duyên cớ, một khi thiên thần bảng tranh đoạt tái kết thúc, hắn liền chuẩn bị đi cố gắng tìm kiếm bốn loại huyền hoàng chi khí, nhất cử đột phá cổ thần cảnh. Đệ bát phó, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, hắn lần nữa xuất hiện ở một bộ thần văn đồ phía trước, ánh mắt chớp động, lại bắt đầu nhanh chóng khắc ấn thần văn đồ. Cho dù hắn đi đến bây giờ cảnh giới, khắc ấn tám phó thần văn đồ, đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn, bất quá cũng may trên người hắn thương thế cũng đã ngừng. Nếu như thời gian đầy đủ, Tiêu Phàm thật muốn hảo hảo lĩnh ngộ một cái những cái này thần văn đồ, cho dù không có thần thông, vậy cũng có thể phát huy suốt thần văn đồ lực lượng. Rất nhanh, Tiêu Phàm tâm thần liền chìm vào thần văn đồ bên trong, một bộ quên hết tất cả bộ dáng. Hồng hộc, đột nhiên, một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, hư không quang mang hừng hực, lại là một đạo kiếm khí gào thét mà xuống, thẳng đến Tiêu Phàm hậu tâm, kiếm khí tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Cách đó không xa cung điện sau, một đạo thân ảnh lộ ra, đó là một cái hắc bào thanh niên, nhìn thấy kiếm khí chạm rơi vào Tiêu Phàm trên người, hắc bào thanh niên quay người liền chuẩn bị rời đi. Chuẩn bị cứ đi như thế, cũng ngay tại hắc bào thanh niên chuẩn bị quay người một sát na kia, hư không đột nhiên vang lên một đạo lạnh lùng thanh âm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 111.